Tiên Vu tập 1 và tập 2, Thiếu niên đại đạo, chiến thư ước đấu thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, không có bầu trời, càng không có đất đai vực sâu, chỉ có lửa hắc ám vô tận đốt cháy, ngọn lửa kỳ lạ mà âm u lạnh lẽo, bí ẩn, khủng bố, như lửa địa ngục âm phủ đốt cháy tất cả, như ngọn lửa thẩm phán dưới vực sâu trừng phạt chúng sinh. Trong thế giới tràn ngập lửa hắc ám này mơ hồ thấy một thân hình gầy gò, đó là một thiếu niên, thiếu niên đứng giữa hư không, xoay người lại nhìn ngọn lửa khủng bố quanh thân, biểu tình kinh hoàng, mở mịt thiếu niên bỗng phát hiện có điều không đung cúi đầu nhìn thì thấy từ khi nào ngọn lửa lan tràn lên đôi chân thiếu niên ngồi xổm xuống muốn dập lửa nhưng đã muộn ngọn lửa hắc ám bao phủ thiếu niên đốt cháy a à. trần lạc thức tỉnh khỏi cơn ác mộng bật dậy từ dưới đất khủng hoảng nhìn vách tường bốn phía trần lạc nhìn phủ ấn bí ẩn thoáng hiện mơ hồ trên vách tường bên tai nghe tiếng tụng kinh trầm trầm khó nghe mới thở phào trần lạc dựa vào góc tường ngồi bệt dưới đất ngửa đầu lên một lúc sau khuôn mặt tái xanh dần hồng lên một lúc sau trần lạc nới cổ áo nhìn ấn ký lửa trên vai, mày nhíu chặt, ấn ký lửa màu đen, tuy là dấu ấn nhưng sống động như thật, giống ngọn lửa hắc ám âm trầm, lạnh lẽo, quái dị trong cơn mơ của Trần Lạc, nhưng dấu ấn rất đẹp, không giống lửa mà càng như đó hoa hắc ám nở rộ. Trần Lạc không biết ấn ký quái dị này là cái gì, hắn chỉ biết từ khi trên người có thêm giáo này thì cách một đoạn thời gian sẽ mơ ác mộng. Trong ác mộng Trần Lạc đứng trong ngọn lửa hắc ám vô tận, bị đốt cháy, cảm giác đau thấu xương, kỳ lạ hơn là mỗi khi Trần Lạc mơ thấy ác mộng thì dấu lửa này sẽ có thay đổi, mới đầu là đốm lửa, như nụ hoa chấm nở khi trần lạc liên tục gặp ác mộng qua một năm thì đóa hoa nở rộ ra trần lạc lắc đầu sửa cổ áo lại ngay ngắn thở dài một hơi vẻ mà trần lạc hối hận lầm bầm nếu một năm trước không đụng vào trận pháp tàn phá đáng chết đó thì tốt rồi trần lạc lại thở dài nói đến thì tuổi trần lạc khá trẻ khoảng 17 tuổi lứa tuổi này đa số nên tu hành trong học viện cố gắng phấn đấu trở thành vu sư vĩ địa khiến người kính người thật ra trần lạc cũng làm như vậy một năm trước hắn là học đồ của tiểu la thiên học viện còn là học đồ cao cấp được chú ý không chỉ thế Trần Lạc là thiên tài được Tiểu La Thiên Học Viện công nhận, các lão sư trong Tiểu La Thiên Học Viện ký thác kỳ vọng cao vào Trần Lạc, hy vọng hắn sẽ thi vào trung ương học phủ đỉnh cao trong thế giới giúp học viện nở mày nở mặt, vốn mọi thứ rất thuận lợi, Trần Lạc tự tin sẽ vượt qua kiểm tra, cố tình một năm trước Trần Lạc ngẫu nhiên phát hiện một trận pháp tàn phá kỳ lạ, hắn ngửa tay muốn phá đi để nhìn xem bên trong ẩn giấu bí mật gì, thật ra Trần Lạc có một bí mật chưa từng nói với ai, hắn là một cô nhi, từ khi Trần Lạc hiểu chuyện đã đi theo sư phụ Vân Du từ học trận pháp mấy năm nay mỗi ngày trừ tu luyện cần thiết ra đa số thời gian hắn nghiên cứu trận pháp năm trần lạc 9 tuổi và từ la thiên học viện tu hành tạo nghệ lĩnh vực trận pháp đã vượt qua một số trận sư chứ danh mấy năm sau trần lạc mê mẩn đạo phá giải cảm giác thỏa mãn sau khi phá trận pháp khiến hắn rất hưởng thụ bí mật đằng sau trận pháp bị phá giải càng làm trần lạc thấy tò mò nên hắn trở thành một đạo trận giả chuyên nghiệp mấy năm ngắn ngủi tính số trận pháp lớn nhỏ bị trần lạc phá giải cỡ mấy trăm cái vạn tiễn trận gì đó chỉ cần hắn muốn là có thể khiến trận pháp không thể bắn ra một mũi tên truyền tống trận gì đó chỉ cần trần lạc muốn là có thể truyền tống đến bất cứ đâu thu hộ trận gì đó chỉ cần trần lạc muốn là có thể tự do đi vào tùy thích vì những hành động đó làm trần lạc tiếng xấu lan xa trong đại đạo trận pháp thành tội phạm truy nã hành đầu của các đại học phủ thủ vệ đoàn vinh diệu đoàn trần lạc leo lên xếp hạng chín bảng truy nã thế giới bỏ xa mấy vu sư hắc ám cùng hung cực ác tận mấy con phố nhưng dù là học đồ cao cấp thiên tài của tiểu la thiên học viện hay trận pháp đại đạo đẳng cấp thế giới tiếng xấu lan xa đi trong bóng tối thì trần lạc luôn che giấu mình rất tốt mọi chuyện vốn rất bình thường cho đến một năm trước Trần Lạc phát hiện trận pháp tàn phá kỳ lạ kia, khi Trần Lạc bắt tay chuẩn bị phá giải thì thấy toàn thân đau nhức như bị lửa đốt sau đó ngất xỉu. Khi Trần Lạc dần tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong tòa tháp hình phạt, đây là vùng đất hình phạt chưa nhốt vu sư tà ác bị hắc ám xâm nhập, nhưng Trần Lạc chưa từng bị xâm nhiễm hắc ám lại bị nhốt trong đây, mới đầu hắn thắc mắc nhưng sau này dần hiểu ra. Sau khi Trần Lạc xử bị một người vinh diệu đoàn mạo hiểm phát hiện, người đó thấy hắn không bình thường, nghi ngờ bị hắc ám xâm nhập nên giao cho Quang Minh thủ vệ đoàn sau đó quang minh thủ vệ đoàn tuyên bố hành vi phạm tội của trần lạc xâm nhiễm hắc ám xúc phạm luật lệnh quang minh phế dư tu vi nhốt một năm lẻ năm tháng trần lạc dám chắc hắn chưa từng bị hắc ám xâm nhập nhưng tại sao quang minh thủ vệ đoàn khẳng định hắn bị nhiễm trần lạc suy nghĩ vấn đề rất lâu cuối cùng ra kết quả có lẽ là trận pháp quái lạ đó ẩn chứa hơi thở hắc ám khi hắn phá giải đã bị dính chút ít nên mới xui xảo bị nhốt tại đây tính ngày thì trần lạc bị nhốt ước chừng một năm chỗ chết tiệt này tối tăm không có ánh mặt trời hắn không đếm rõ đã bị nhốt bao nhiêu ngày trần lạc lại khẽ thở dài Ai, mỗi đến lúc này là Trần Lạc lại nhớ đến sư phụ đã chết 3 năm, lúc còn sống tiếc nuối lớn nhất của lão nhân là không thể đi vào Trung ương học phủ, đỉnh cao nhất thế giới và là số một thế giới, sau đó mở bảo khố Trung ương học phủ ra, lão nhân ra nói trong bảo khố Trung ương học phủ ẩn chứa bí mật lớn nhất thế giới, tiếc rằng mãi đến lúc sư phụ chết vẫn không hoàn thành tâm nguyện, trước khi sư phụ chết Trần Lạc đã hứa với lão nhân ra là nhất định sẽ bước vào Trung ương học phủ, mở kho báu trong đó ra, đem bí mật lớn nhất thế giới này đến trước mộ đọc cho sư phụ nghe, vốn mọi thứ tiến hành theo kế hoạch, Trần Lạc thi vào Trung ương học phủ rồi tìm cách mở kho báu tàng ra. Trần Lạc có niềm tin năm 18 tuổi sẽ thi đậu vào Trung ương học phủ. Tiếc rằng xảy ra chuyện như vậy, càng khiến Trần Lạc tuyệt vọng là linh lực vất vả tu luyện bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế sạch sẽ. Muốn tham gia thi Trung ương học phủ phải có đủ hai điều kiện, một là chưa đầy 18 tuổi, hai là tu vi phải đến cảnh giới thứ hai mở ra linh hải thuộc về mình. Năm nay Trần Lạc 17 tuổi, tu vi bị phế, hắn chỉ còn một năm, muốn tu luyện đến cảnh giới thứ hai trong vòng một năm là còn khó hơn lên trời điều duy nhất đáng mừng là tuy linh lực trần lạc bị phế nhưng tinh thần lực vẫn còn chỉ cần có tinh thần lực là hắn có thể bày trận pháp bất đắc dĩ là không hiểu sao từ khi sau lưng có ấn ký lửa hắc ám kỳ lạ thì đạo trận giả của trần lạc trở nên rất yếu ớt không cách nào tập trung lại nếu không vì vậy với tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của trần lạc muốn ra khỏi đây không quá khó khăn linh lực bị phế tinh thần lực trong trạng thái yếu ớt không thể bày trận pháp còn có dấu ấn lửa hắc ám kỳ lạ làm trần lạc gặp ác mộng khủng bố tưởng tượng thôi đã thấy đời tồi tệ ha trần huynh đệ có tin tức tốt muốn nói cho ngươi có nghe không nghe thanh âm vang lên trần lạc ngồi trong góc tường hơi ngẩng đầu lên một nam nhân đứng ngoài nhà tù trần lạc biết nam nhân này gã là ngục tốt ở đây tên vương đại lực con người vương đại lực không tệ trong một năm trần lạc bị bắt được gã chăm sóc nhiều ngó bộ dạng trần lạc ủ rũ oải hơn trẻ đậu vương đại ca cảm thấy ta ở trong chỗ quái quỷ này sẽ có tin tức gì tốt đây vương đại lực cực kỳ khinh thường chừng trần lạc nói nhìn bộ dạng không ra hồn của ngươi đi mới bị nhốt một năm rưỡi đã thế này nếu nhốt người tám mươi trăm năm thì chẳng phải là sẽ điên vương đại lực nhìn trần lạc bất đắc dĩ lắc đầu vội vàng nói được rồi ta nói thẳng cho ngươi biết ngươi có ba ngày nữa là được ra ngoài ra ngoài mặt trần lạc đần ra trong phút chốc không kịp phản ứng lại trần lạc chớp chớp mắt không dám tin trần lạc nghi ngờ hỏi chắc không phải ngươi đang đùa với ta thôi đi ngươi ở đây hơn một năm nên biết rõ ngục tốt sẽ không lấy chuyện này ra đùa hôm nay ta cố ý nhìn lén hồ sơ của ngươi thấy rõ sau ba ngày ngươi sẽ được ra ngoài trần lạc nhắm mắt lại hít sâu một hơi cười khẽ nói tốt bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim. Ta nói này Trần Huynh đệ, ngươi bị nhốt đến cửa sao? Trông ngươi không có vẻ gì là hưng phấn. Trần Lạc lắc đầu, cười nhạt. Không phải Trần Lạc không hưng phấn, chẳng qua không lộ ra ngoài. Hắn bị nhốt trong này gần một năm rưỡi, suy nghĩ rất nhiều, tính cách hoặc tâm tính đều thay đổi lớn. Vương Đại Lực vốn định nói gì thêm nhưng lúc này có một ngục tốt khác đến, thấy vẻ mặt gã buồn bực thì trêu, lão trương làm sao vậy? Nương tử bỏ chạy sao? Lão trương cáo kỉnh đáp trả, nương tử của ngươi mới bỏ chạy nương tử không chạy thì mặt ngươi làm gì như bánh bao chiều lão trương nói ai đừng nhắc nữa có lẽ qua một thời gian ngắn ta sẽ bị điều vào quang minh thủ vệ đoàn khó khăn lắm ngươi mới được chuyển vào đây sao bây giờ lại đi về hiện nay quang minh thủ vệ đoàn thiếu người ta lại là quang minh thủ vệ nên bị điều về quang minh thủ vệ đoàn thiếu người bọn họ chuẩn bị làm gì ngục tốt lão trương khẽ thở dài bọn họ điều ta đi để tìm tung tích của một người tìm ai mà cần nhiều người vậy nhiều thế này mà nhiều nói thật với ngươi bây giờ không chỉ quang minh thủ vệ đoàn vực chúng ta tìm 96 Quang Minh thủ vệ đoàn Nguyên Huyền Hoàng thế giới đều hết sức điều tra tung tích của người đó, là mệnh lệnh từ Quang Minh điện sao? Còn phát động Quang Minh thủ vệ đoàn tất cả các vực, trời ạ, à, các ngươi tìm tung tích của ai? Không lẽ là lão Vu yêu ngàn năm xuất hiện? Lão Trương Trề môi nói, hừ, tuy cái tên đó không phải lão Vu yêu ngàn năm nhưng uy hiếp thế giới không thua gì lão Vu yêu. Lão Trương giật nắp bình hồ lô treo bên hông, ngửa đầu uống hớp rượu, lão Trương nói, chắc ngươi từng nghe đến Thông Thiên lão tổ, Thông Thiên lão tổ, nghe tên này Vương Đại Lực hút ngụ khí lạnh, thò đầu tới gần lão Trương hỏi, là cái tên xếp hạng chín trên bảng trường nạn thế giới trừ hắn ra còn ai cái tên này mấy năm trước điên cuồng gây án phá hỏng hết trận pháp mỗi vực nói đến cũng kỳ hơn một năm qua thông thiên lão tổ không lộ mặt quang minh điện cảm thấy có lẽ hắn đang âm mưu cái gì nên phát lệnh khiến quang minh thủ vệ đoàn mỗi vực kiểm tra toàn bộ trận pháp quan trọng thông thiên lão tổ như ác mộng với người trong huyền hoàng thế giới không ai biết thông thiên lão tổ là ai không ai biết thông thiên lão tổ đến từ đâu chỉ biết năm năm trước thông thiên lão tổ bỗng nhiên xuất hiện đánh tan trận pháp thủ hộ của phủ thành chủ ma la thành Lèn vào trong mở kho báo ra, cùng năm, tháng 6, Thông Thiên lão tổ lần lượt phá giải trận pháp thủ hộ của hai gia tộc, Ba Vinh rượu đoàn trong Ma La thành, tháng 8, Thông Thiên lão tổ phá giải trận pháp thủ hộ Trung Xu trận pháp trong Ma La thành, tháng 11 cùng năm, 32 thành thị Nguyên Hải Lam vực hẽ trận pháp nào nổi tiếng là đều bị Thông Thiên lão tổ ghé thăm, các đại gia tộc nói muốn bắt Thông Thiên lão tổ nhưng bị Thông Thiên lão tổ đánh tan linh thực trận pháp, tổn thất trầm trọng, Thông Thiên lão tổ bày trận pháp quái dị truyền tống đám quang minh thủ vệ đoàn đến khu vực Hoang Vu. 32 tòa trận tháp truy nã thông thiên lão tổ nhưng bị thông thiên lão tổ phá hủy trận pháp trung su trong tháp, làm nhiều trận pháp liên kết rơi vào tê liệt. Một năm ngắn ngủi thông thiên lão tổ phá hỏng toàn hải lam vực, trên đến vực chủ phủ, trận tháp, dưới đến linh điền, linh viền không cái nào không bị thông thiên lão tổ tàn phá. Thông thiên lão tổ quậy nát truyền tống trận trong vực, khiến linh khí trận toát ra ngoài. Năm thứ hai, thông thiên lão tổ liên tục lèn vào trung su trận tháp khắp nơi trên thế giới, mở tàng thư các gia tùy ý lật xem các ghi chép trận pháp quý giá trong vòng một năm có 400 tòa trung su trận tháp bị thông thiên lão tổ ghé thăm năm thứ ba thông thiên lão tổ lèn vào linh viên bách thú nổi tiếng khiến linh thú trong đó bị hù sợ thông thiên lão tổ lèn vào chân bảo linh điền ăn vụng kỳ dược thông thiên lão tổ lèn vào vân hải bảo khố lấy vân linh khí quý giá một năm này có 46 linh điền linh viên bị thông thiên lão tổ ghé thăm năm thứ bốn thông thiên lão tổ càng điên cuồng hơn nhắm mục tiêu vào tiểu linh giới 10 tiểu linh giới thế giới có hai cái bị phá hủy năm thứ năm càng bất đắc dĩ thông thiên lão tổ cả gan làm loạn không kiêng nề gì công nhiên gây sự với các đại chấp pháp trung tâm của thế giới nhiều quang minh thủ vệ bị thông thiên lão tổ đưa đến rừng rậm tà ác một số quang minh thủ vệ bị đưa đi di cảnh cổ xưa khủng bố vài quang minh thủ vệ bị chơi khăm ý thức hốt hoảng một số quang minh thủ vệ đến nay mất tích thông thiên lão tổ từng uy hiếp thủ vệ đoàn các đại vực uy hiếp các vinh diệu đoàn đỉnh cao trung ương học phủ cũng bị uy hiếp không chỉ vậy thông thiên lão tổ uy hiếp cả quang minh điện ai nấy đều sợ Thông Thiên lão tổ còn buông lời đe dọa là nếu Quang Minh điện truy sát khắp nơi thì Thông Thiên lão tổ sẽ truyền tống hết Quang Minh Vu sư trong Quang Minh điện đi vực sâu khủng bố nhất. Năm năm này là thời gian hắc ám nhất của huyền hoàng thế giới, cũng là năm năm các đại trận tháp, cửa hàng lo âu hoảng hốt nhất, Quang Minh điện bận rộn mà tục tức nhất. Năm năm ngắn ngủi Thông Thiên lão tổ một hơi leo lên hạng 9 trên bảng truy nã thế giới, người ta đặt tên là Thông Thiên lão tổ. Hãy nghĩ năm năm nay chuyện Thông Thiên lão tổ làm cực kỳ điên cuồng, đây không phải lần đầu vương đại lực nghe sự tích của Thông Thiên lão tổ, mỗi lần nghe đều khiến gã cảm thán Tôn Sùng, Vương Đại Lực nói, Thông Thiên Lão Tổ điên năm năm làm hỏng cả thế giới sau đó quy ẩn, không, chắc không phải, ta nghĩ Quang Minh Điện đoán đúng, tên điên kia đang âm mưu kế hoạch gì rất lớn. Trần Lạc bị nhốt trong tù biểu tình phức tạp, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trần Lạc thầm nghĩ, bà nội nó, tiểu gia bị bắt nhốt tại chỗ này hơn một năm, tu vi bị các người phế, tinh thần lực suy yếu, ta âm mưu cái khỉ gì? Trong thiên địa có ba ngàn đại thế giới, mười vạn tiểu linh giới, Huyền Hoàng thế giới chỉ là một phương ương thế giới trong ba ngàn đại thế giới trong thế giới có 96 vực, mỗi một vực có mấy tòa thành. Ba ngày sau Trần Lạc ra tù, một tháng sau rút cuộc quay về chỗ hắn trưởng thành, Tiểu La Thiên Học Viện. Tiểu La Thiên Học Viện nằm ở trường Tín Thành, là một trong các học viện nổi tiếng kim thủy vực, thực lực xếp ba hàng đầu. Mỗi quý Tiểu La Thiên Học Viện đều có thể bồi dưỡng ra nhiều học đồ ưu tú thành công thi đậu vào các đại học phu trên thế giới. Trong các đời học đồ Tiểu La Thiên Học Viện lần lượt có bốn học đồ thành công thi vào trung ương học phủ được gọi là học phủ số một tụ tập nhiều học đồ thiên tài trong thế giới. Đừng xem thường Tiểu La Thiên học viện chỉ có 4 học đồ thi đậu vào Trung ương học phủ, con số này đã rất ghê gớm. Trong 28 học viện Kim Thủy vực, nếu tính số lượng học đồ các học viện mỗi quý thi đậu vào Trung ương học phủ thì Tiểu La Thiên học viện có thể xếp vào top 3, chẳng qua 10, 20 năm nay Tiểu La Thiên học viện chưa có học đồ nào thi đậu Trung ương học phủ, không chỉ là Tiểu La Thiên học viện, các học viện khác trong Kim Thủy vực cũng như vậy, cho nên bây giờ các học viện vô cùng cần có một học đồ thi đậu Trung ương học phủ để nâng cao danh tiếng, vinh dự của mình. Sáng sớm hôm nay, đám học đồ Tiểu La Thiên học viện vốn nên tĩnh tọa trong rừng cây nhỏ đầy đủ linh khí tu luyện môn bắt buộc mỗi ngày, linh hồn cộng hưởng, dẫn linh nhập thể, nhưng hôm nay không một học đồ có thể bình tĩnh tu luyện, bởi vì Trần Lạc mất tích gần một năm rưỡi đột nhiên quay về. Trần Lạc là ai? Nếu một năm trước sẽ có nhiều học đồ rất hâm mộ nói Trần Lạc là học đồ cao cấp nhất của Tiểu La Thiên học viện, là thiên tài toàn trường tín thành đều biết, được coi là có hy vọng vào trung ương học phủ nhất. Một năm sau, ngày hôm nay, Trần Lạc ở ống mắt bọn họ là một tội nhân bởi vì tội hắc ám bị Quang Minh thủ vệ đoàn Kim Thủy vực truy nạp bắt nhốt. Ai, đáng tiếc quá, nếu Trần Lạc không bị Quang Minh thủ vệ đoàn bắt vào, dựa vào năng lực của hắn chắc bây giờ đã thi vào trung ương học phủ rồi. Tiếc ơi là tiếc, tiếc, có gì mà tiếc, ai kêu hắn bị xâm nhiễm hắc ám, bị Quang Minh thủ vệ đoàn nhốt vào tù là đáng đời. Bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Này Chu Hạo, ngươi không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Ta nói lung tung, Nguyên Trường Tín Thành có ai không biết hơn một năm trước Quang Minh Thủ vệ đoàn đến Tiểu La Thiên Học viện chúng ta giao tội trạng của Trần Lạc cho viện trưởng. Đúng vậy, khi đó ta cũng chính mắt nhìn thấy, không ngờ Trần Lạc bị xâm nhiễm hắc ám. Hừ, hèn gì cái tên Trần Lạc mấy năm qua hay đi ra ngoài, lúc thì mới xuất hiện, giờ ta đã biết là hắn đi xâm nhiễm hắc ám. Thiên tài gì, là danh ảo, tu vi của Trần Lạc tiến triển nhanh như vậy chắc chắn là lén xâm nhiễm hắc ám, quá xấu hổ. Xâm nhiễm hắc ám là một loại tu luyện đường tắt chẳng qua cách làm rất tà ác, bị Quang Minh pháp lệnh cấm các học đồ khác nghe chu họ học đồ suy đoán thì gật gù công nhận bọn họ nghĩ tu vi của trần lạc tăng tiến nhanh không phải vì hắn là thiên tài mà do lén xâm nhiễm hắc ám nghe nói tội xâm nhiễm hắc ám phạt nhẹ nhất là phế bỏ tu vi không biết bây giờ trần lạc ra sao rồi chu họ học đồ hư lạnh một tiếng châm chọc cười nhạo nói quốc minh thủ vệ đoàn chỉ phế tu vi của hắn chứ không giết đã là rất nhân từ theo ta thấy loại người này nên bị giết tại chỗ đừng thả ra tránh cho sau này trở thành mối họa chắc bây giờ trần lạc ở đại điện các ngươi nói xem viện trưởng có tha thứ cho hắn thêm một cơ hội không tha thứ trần lạc mơ tưởng viễn vông trần lạc là tội xâm nhiễm hắc ám là sỉ nhục của tiểu la thiên học viện ta trong đám học đồ có một số đồng tình trần lạc nghĩ nên cho hắn thêm một cơ hội một số khác nghĩ trần lạc là sỉ nhục của tiểu la thiên học viện nên trục xuất hắn đi ngay giờ phút này trong đại điện tiểu la thiên học viện trần lạc mặc y phục đen mỏng manh cúi đầu đứng yên tại đó trưởng lão chấp sự chấp pháp các lão sư tiểu la thiên học viện ngồi hai bên bọn họ ngồi trên ghế nhìn thiên tài ngày xưa nhìn trần lạc đứng đây tức giận chỉ trích quát mắng Trần Lạc, ngươi nói đi, học viện vì bồi dưỡng ngươi thành tài mấy năm nay tốn bao nhiêu tài nguyên, mà ngươi, ngươi lén xâm nhiễm hắc ám, thật là nhục nhã, là sỉ nhục của tiểu la thiên học viện ta. Ngươi xứng với tài nguyên học viện tiêu hao cho ngươi không? Ngươi xứng với các vị lão sư tài bồi không? Nghe mọi người quát mắng, Trần Lạc im lặng, điều hắn có thể làm là lặng im, vì Trần Lạc biết rõ có giải thích gì cũng vô dụng, cho dù hắn chưa từng xâm nhiễm hắc ám, mọi người chỉ trích, săn dạy hơn nửa canh giờ, khi tấm mệt, bọn họ ngồi trên ghế, có người thất vọng lắc đầu thở dài, có kẻ tức giận trợn trừng mắt có người nhắm mắt lại lời xem trần lạc viện trường tiểu la thiên học viện ngồi trên ghế biểu tình nghiêm túc hỏi chuyện trừng trị trần lạc như thế nào không biết mọi người có ý kiến gì lý chất sự chuyên quản lý sự vật tiểu la thiên học viện sự đứng dậy đề nghị nói trần lạc xâm nhiễm hắc ám xúc phạm quang minh pháp lệnh không chỉ phụ kỳ vọng của chúng ta càng làm xấu danh dự tiểu la thiên học viện nên trục xuất hắn ra khỏi học viện để răn đe các lão sư gật đầu đồng ý Tiểu La Thiên Học Viện là học viện có danh tiếng trong Kim Thủy vực tuyệt đối không cho phép tội đồ xâm nhiễm hắc ám như Trần Lạc tồn tại. Một lão nhân tóc dài xám trắng ngồi trên ghế bên phải đứng lên nói: Ta tin tưởng Trần Lạc đã biết mình phạm sai lầm lớn và trả giá nặng nề. Con người có ai chưa từng làm sai, biết sai có thể sửa đáng quý hơn vàng. Hy vọng viện trưởng nghĩ tình Trần Lạc còn nhỏ không hiểu chuyện cho hắn một cơ hội thay đổi làm lại, cho hắn tiếp tục tu hành trong học viện. Người này tên Vương Khắc, là lão sư có uy vọng trong Tiểu La Thiên Học Viện, rất yêu thương Trần Lạc. Vương Khắc mới nói xong đã bị Lý chấp sự không khách sáo cướp lời. Vương Khắc, ta biết lão sư thiên vị Trần Lạc hơn một chút nhưng mà, nếu phạm tội khác có lẽ còn tha thứ được, Trần Lạc phạm tội hắc ám. Học đồ ác liệt như vậy nếu còn ở trong tiểu la thiên học viện chúng ta sẽ ảnh hưởng danh dự của học viện. Trần Lạc thổi nhỏ không cha không mẹ, Vân dù Tử nuôi dưỡng hắn đã ốm chết 3 năm trước. Nếu trục xuất Trần Lạc ra học viện thì hắn còn đi đâu được. Xin, vương khắc lão sư chưa nói xong đã bị lý chấp sự vô tình cắt đứt. Thiên hạ này có quá nhiều người đáng thương, tiểu la thiên học viện chúng ta là chỗ tu hành chứ không phải nơi từ thiện huống chi lý chấp sự đứng bật dậy nói huống chi bây giờ tu vi của trần lạc bị phế không khác gì học đồ chín tuổi mới nhập môn quan trọng nhất là trần lạc đã 17 tuổi phương khắc lão sư nên biết rõ hai điều kiện cơ bản nhất thi vào trung ương học phủ có một là chưa đến 18 tuổi thứ hai là cảnh giới thứ hai thử hỏi trong một năm trần lạc làm được gì trung ương học phủ là nơi mỗi một học đồ hướng đến nhiều học viện trong thế giới lấy làm hãnh diện rất lớn khi có học đồ thi đậu trung ương học phủ bây giờ tu vi của trần lạc bị phế 17 tuổi, trong một năm hắn có thể làm được gì? Lùi một bước lại, cho dù khi đó xảy ra kỳ tích Trần Lạc tu luyện đến cảnh giới thứ hai nhưng vậy thì sao? Cảnh giới thứ hai là điều kiện cơ bản tham gia thi trung ương học phủ, thiên tài từ khắp nơi trên thế giới đổ về trung ương học phủ, tỷ lệ đào thải lên đến 90%, cuối cùng chỉ những học đồ thiên tài nổi bật mới thi đậu. Trong thế giới này không chỉ có trung ương học phủ, vẫn còn học phủ khác nữa. Sao Lý Chấp Sự, Vương Khắc lão sư vẫn không thể nói hết lời đã bị Lý Chấp Sự vô tình cắt ngang, Trần Lạc 17 tuổi đã bỏ lỡ thời gian tu hành cơ bản tốt nhất đừng nói cho trần lạc một năm dù có ba năm năm thì sao dù sau ba năm năm trần lạc tu đến cảnh giới thứ hai tạm gác lại trung ương học phủ dù là học phủ kém nhất thế giới này cũng sẽ không nhận hắn vậy chúng ta còn giữ hắn lại làm gì chỉ lãng phí tài nguyên của viện ta nuôi một phế vật không bằng chia tài nguyên cho học đồ có tương lai hơn lý chấp sự người đừng quá đáng vương khắc lão sư muốn nói tốt cho trần lạc nhưng lý chấp sự cứ cản trở lý chấp sự hơi lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vào vương khắc lão sư lý chấp sự mỉm ai ra mặt ta quá đáng sao ta chỉ tình bày một sự thật còn ngươi vương khắc lão sư lão sư ngươi muốn trần lạc ở trong này ăn no chờ chết lãng phí tài nguyên của viện ta ngươi không cảm thấy điều này bất công với những học đồ có tiềm năng sao ngươi vương khắc lão sư tức run người nhưng không thể phản bác lắc đầu thở dài ngồi xuống ghế trần lạc đứng trong đại điện luôn im lặng rốt cuộc ngừng đầu lên mặt không biểu tình giọng điệu bình tĩnh nói ta biết điều mình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của học viện càng phụ lòng các vị lão sư tài bồi dạy dỗ hôm nay ta đến không mờ xa vời được tha thứ chỉ hy vọng các ngươi cho ta một cơ hội để bù đắp sai lầm mình phạm phải hơn một năm bị nhốt trong tù tháp hình phạt trần lạc giảm bớt lòng sốt ruột nhiều mặc dù bây giờ lòng trần lạc không bình tĩnh giống lão tăng nhưng coi như tĩnh lặng tượng mặt hồ không bị cảm xúc ảnh hưởng trần lạc xứng thẳng lưng biểu tình bình thản nhìn mọi người trần lạc chậm rãi nói hiện giờ tu vi của ta bị phế linh hải bị hủy hết thảy trở về nguyên điểm ta không dám hứa trong một năm ta tu đến cảnh giới thứ hai thông qua cuộc thi bước vào cánh cửa trung ương học phủ nhưng ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ hy vọng Lý chấp sự ngồi bên cạnh rất thích cắt ngang lời người khác, đã cười nhạo, chào phúng nói, Trần Lạc, đừng nói ngươi chỉ là ngụy thiên tài nhờ vào xâm nhiễm hắc ám tăng tu vi, dù ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời cũng đừng mơ trong một năm đến xâm nhiễm hắc ám, càng đừng nói vượt qua nhiều kỳ thi đậu vào trung ương học phủ, đúng là người si nói mộng, Trần Lạc đứng yên giữa đại điện, thân hình gầy gò, khuôn mặt tuấn tú, biểu tình không chút giận dữ, đôi mắt Trần Lạc thản nhiên như ao nước, Trần Lạc không thèm nhìn Lý chấp sự, đáp, ta không phải thiên tài gì, chưa từng nói mình là thiên tài, chỉ hy vọng học viện có thể cho ta một cơ hội chấp nhận cho ta tiếp tục tu tụ hành trong học viện ta sẽ cố gắng hết sức bù đắp lại sai lầm của mình viện trường tiểu la thiên học viện ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn trần lạc im lặng lý chấp sự ngồi xuống ghế ngửa đầu nhắm mắt giọng điệu lý chấp sự cao cao tại thượng trần lạc người ở học viện cũng mấy năm nên biết tài nguyên vô cùng quý giá mỗi một phần linh khí một phiên linh đàn một trận pháp đều vô cùng quý ý của lý chấp sự rất rõ ràng để trần lạc ở lại tiểu la thiên học viện trong tình huống hiện nay chỉ lãng phí như lý chấp sự nói chín tuổi trần lạc nhập học hiểu rõ tình huống tiểu la thiên học viện càng biết con người lý chấp sự như thế nào trần lạc không tức giận biểu tình không có chút giận dữ khóe môi cong lên tự diễu trần lạc nói lý chấp sự nói đúng với tình huống như ta nếu lại học viện đúng là lãng phí tài nguyên ta biết ta hiểu học viện khó xử lý chấp sự vẫn nhắm mắt lại khoanh tay nói vậy ngươi còn lời gì để nói mấy năm qua các vị lão sư cẩn thận tài bồi ta ký thác kỳ vọng cao ta xâm nhiễm hắc ám phụ lòng các lão sư ta không mơ xa được tha thứ chỉ muốn học viện cho ta ở lại ta lý chấp sự không hút một phần linh khí không ăn một viên linh đan của học viện sẽ không dùng một trận pháp tuyệt đối không lãng phí một chút tài nguyên của học viện trần lạc nói đến mức này khiến các lão sư dao động trong đó có mấy lão sư kinh nghiệm lâu năm chính mắt nhìn trần lạc lớn lên các lão sư lết nhau cảm thấy nên cho trần lạc một cơ hội bọn họ cùng nhìn hướng viện trường tiểu la thiên học viện viện trường tiểu la thiên học viện ngồi ngay ngắn khuôn mặt uy nghiêm không biểu tình lắc đầu bắt đầu tuyên bố kết quả bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trần lạc người xâm nhiễm hắc ám xúc phạm quang minh pháp lệnh không chỉ phụ học viện nhiều năm tài bởi ngươi còn làm tổn hại danh dự học viện ta chuyện đã qua học viện sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi nhưng tình huống ngươi hiện tại không thích hợp lại tu hành dù ở trong học viện chỉ có hại không giúp gì cho ngươi vì vậy hôm nay ta quyết định trục xuất ngươi ra khỏi học viện trần lạc nghe viện trưởng tiểu la thiên học viện tuyên bố kết quả trái tim đập nhanh biểu tình lạnh nhạt lộ vẻ thất vọng môi trần lạc mấp máy muốn nói lại thôi giờ phút này trần lạc không biết nên nói cái gì khóe môi trần lạc cong lên nụ cười phức tạp có tự diễu lạc lóng hối hận bất đắc dĩ trần lạc không gây sự không van xin tiếp trần lạc liên tục cúi đầu hướng viện trường tiểu la thiên học viện mỗi lão sư đang ngồi cảm ơn mấy năm nay bọn họ quan tâm tài bồi một lát sau tiểu la thiên học viện xoay người rời đi đến cửa đại điện trượt nghe viện trường tiểu la thiên học viện nói trần lạc trục xuất ngươi ra khỏi học viện không phải học viện không nỡ bỏ tài nguyên mà là ngươi thật sự không thích hợp lại tu hành chúng ta suy nghĩ cho ngươi hy vọng sau này ngươi làm con người mới dù không thể tu hành cũng đừng dẫm lên vết xe đổ trần lạc lắc đầu nói câu cảm ơn đi thẳng ra ngoài đêm nay âm u tối tăm mây đen dày đặc trong trời đêm không có một ngôi sao điểm xuyết trường tín thành trong rừng cây hoang vu vùng ngoại ô đống lửa đốt cháy trần lạc ngồi khoanh chân dưới đất trần lạc khom lưng cục đầu xuống chống cằm tay trần lạc cầm khúc gỗ khều đống lửa bắt đốt cháy ngọn lửa trần lạc thẫn thờ ngồi trần lạc rời khỏi nhà tù trên đường về tiểu la thiên học viện hán đã suy tính đền trường hợp tệ nhất dù là vậy nhưng khi nghe viện trưởng tuyên bố trục xuất mình ra khỏi tiểu la thiên học viện vẫn làm trần lạc thấy buồn bã không chấp nhận nổi nhưng đã đến mức này không thể cứu vãn nữa trần lạc có thể làm được gì trục xuất thì trục xuất rời khỏi tiểu la thiên học viện không có nghĩa là không thể tu hành trần lạc biết rõ mục đích hán trở về chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của sư phụ mở bảo khố trung ương học phủ đọc ra bí mật lớn nhất thế giới cho sư phụ nghe bây giờ tu vi bị phế trần lạc không có cả tư cách thi trung ương học phủ nếu không vào được trung ương học phủ thì làm sao mở ra bảo khố của nó trần lạc còn một năm trong một năm này hắn có thể lại tu luyện đến cảnh giới thứ hai vượt qua cuộc thi trung ương học phủ không không biết trần lạc rất mờ mịt nhưng hắn sẽ cố gắng phấn đấu hết sức trong cơ thể mất hết linh lực trần lạc thử cảm ứng tinh thần lực vẫn vô cùng yếu ớt tạm thời không thể tập trung ngưng tụ trong thời gian ngắn trần lạc không cách nào bày trận pháp chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng chờ tinh thần lực hồi phục mới có thể tiếp tục bố trận không có trận pháp phụ trợ tuy rằng tu hành chậm chút nhưng trần lạc chỉ có cách đó trần lạc còn một năm hắn không thể lãng phí ngày nào nghĩ đến đây trần lạc ngồi thẳng người nhắm mắt nhíu mày thúc giục linh hồn cộng hưởng với thiên địa linh hồn cộng hưởng dẫn linh nhập thể là môn bắt buộc của mỗi một vị vũ sư học đồ là tri thức vu hành cơ bản nhất trên đường tu hành vu sư có bảy cảnh giới nhập môn cảnh giới thứ nhất là học đồ vào cảnh giới thứ hai là trường tín thành sơ giai cảnh giới thứ ba là vu sư trung giai cảnh giới thứ bốn là vu sư cao cấp bước vào cảnh giới thứ năm là sửa giờ thành hai đại vu sư cảnh giới thứ sáu là lật trời đổ nước thần thông vu sư cảnh giới thứ bảy là nga du thiên địa vu hành giả cảnh giới thứ nhất vu sư học đồ linh dung thất mạch trong cảnh giới này các học đồ thông qua linh hồn cộng hưởng dẫn thiên địa linh khí lôi kéo vào cơ thể rồi trùng kích bảy linh mạch sau khi đả thông bảy linh mạch thì mở linh hải trở thành vu sư sơ giai một năm trước trần lạc không chỉ đạt thông bảy linh mạch mà còn mở ra linh hải thuộc về mình bất đắc dĩ bị người trong tháp hình phạt phế bây giờ cơ thể hắn không có một chút linh lực giờ phút này trần lạc cẩn thận cảm ứng tình huống của mình chân mày càng nhíu càng chặt tình huống bảy linh mạch tốt hơn trần lạc tưởng tượng một chút bình thường một học đồ nhập môn mới tiếp xú tu hành trong bảy linh mạch sẽ tràn ngập tạp chất thông qua linh hồn cộng hưởng hít thở chậm rãi tẩy trừ tạp chất đi cuối cùng tẩy hết tạp chất khiến linh khí xuyên suốt cơ thể bảy mạch liên kết mở ra linh hải của riêng mình vì lúc trước Trần Lạc đã tu ra linh hải, mặc dù hiện nay đã tán loạn nhưng đáng mừng ra trong bảy linh mạch không có nhiều tạp chất, Trần Lạc nhíu chặt mày là vì bất đắc dĩ, bảy linh mạch hơi thác loạn, có hiện tượng bị phong kín, linh mạch của người thường nối liền thành vòng tròn, linh mạch của Trần Lạc bây giờ là bất quy tắc, rối loạn, chắc là đám người pháp hình phạt phế linh hải của ta khiến linh mạch tắc nghẽn, rối loạn, Trần Lạc lầm bầm, cần hút nhiều linh khí mới khiến linh mạch bất quy tắc tròn lại như lúc đầu, hút linh khí là quá trình từ từ tích lũy tháng ngày, vì nó dính đến linh hồn nên không nhanh được nên biết linh hồn bí ẩn mà yếu ớt sơ sẩy một cái làm tổn thương linh hồn là hết vốn linh hồn là gốc của một người tư chất của con người đó có như thế nào phải xem linh hồn nếu linh hồn mạnh chút thì hút linh khí nhanh hơn người khác ngược lại linh hồn yếu sẽ cùng cách cộng hưởng bảo thủ nhất trong tiểu la thiên học viện học đồ bình thường chọn dùng song chấn song hấp pháp ý nghĩa là linh hồn cộng hưởng hai lần thu nạp hai lần đây là cách cộng hưởng thu nạp an toàn nhất bảo thủ nhất được huyền hoàng thế giới công nhận tất nhiên theo tu vi tăng lên thì linh hồn sẽ dần biến mạnh có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu thuở nhỏ linh hồn của trần lạc mạnh hơn người khác một chút hắn còn tu luyện tinh thần lực độ mạnh linh hồn khá mạnh so với bạn cùng lứa trần lạc chưa từng thấy có bạn đồng lứa nào linh hồn mạnh hơn hắn mức chịu đựng cao nhất ngũ trấn ngũ hấp cực hạn của linh hồn trần lạc không kéo dài được bao lâu nhiều lúc chỉ chọn cách tứ trấn tứ hấp bị chỗ chết tiệt đó nhốt hơn một năm không biết linh hồn của ta có yếu không trần lạc hít sâu bắt đầu cảm ứng linh hồn sau đó hành động trần lạc bắt đầu cùng thiên địa linh khí cộng hưởng linh khí trong thiên địa là thứ không thấy cũng không sờ được chỉ có thúc giục linh hồn cộng hưởng với nó mới kéo linh khí đến qua cách hít thở dẫn linh khí vào cơ thể bây giờ trần lạc chưa hấp thu ngay hắn chỉ muốn thử xem linh hồn của mình có yếu đi không lúc trong nhà tù cảm xúc trần lạc thấp không có tâm tình tu hành hơn nữa trần lạc có muốn tu luyện cũng không có linh khí để hấp thu cảm giác linh hồn và thiên địa linh khí cộng hưởng rất kỳ diệu có lẽ hơn một năm không sử dụng linh hồn cộng hưởng nên mới làm lần đầu trần lạc đã tốn nhiều thời gian linh hồn sau khi cộng hưởng lần đầu trần lạc cảm giác có hơi thở dịu nhẹ ọc vào mặt nhẹ như gió xuân làm thể xác và tinh thần phấn chấn Trần Lạc biết đây là thiên địa linh khí, cảm giác xa cách đã lâu, rất nhanh Trần Lạc cộng hưởng linh hồn lần 2, linh khí quanh thân càng đậm đặc, cộng hưởng lần 3, 4, Trần Lạc hít sâu, hắn muốn tử xem linh hồn có yếu không thì phải cộng hưởng thêm lần thứ 5, vì một năm trước cực hạn của hắn chính là 5 lần cộng hưởng. Dao, Sau khi linh hồn cộng hưởng lần thứ 5 linh khí ập đến bao phủ Trần Lạc, hắn lộ biểu tình hân hoan, còn có thể cộng hưởng lần thứ 5 nói lên linh hồn không yếu đi, Trần Lạc đang định hấp thu bỗng cảm giác là lạ, Trần Lạc nhớ một năm trước cực hạn của hắn chính là 5 lần cộng hưởng linh khí ọc đến làm linh hồn hắn thấy áp lực bây giờ linh hồn không cảm giác áp lực gì không một chút nào sao có thể không lẽ một năm bị nhốt trong tù chẳng những không làm linh hồn biến yếu mà càng mạnh thêm có thể không trần lạc ôm lòng tò mò cộng hưởng lần thứ sáu hay thật thành công khiến trần lạc ngạc nhiên vô cùng là sau cộng hưởng lần thứ sáu linh hồn vẫn không thấy áp lực gì sao có thể như vậy trần lạc không hiểu ra sao ù ù cạc cạc lòng tò mò khiến trần lạc cộng hưởng lần thứ bảy hắn không tin nổi là đến lúc này linh hồn vẫn không thấy khó chịu gì cộng hưởng lần thứ tám vẫn không sao cộng hưởng lần thứ 9, hoàn toàn không khó chịu cộng hưởng lần thứ 10, bình thường trần Lạc không cộng hưởng lần thứ 11, vì hắn đã hóa đá đần ra trần Lạc không thể hiểu nổi tình huống này vừa mừng rỡ vừa khủng hoảng rất nhanh trần lạc thấy khó chịu không phải linh hồn mà là thân thể bởi vì sau 10 lần cộng hưởng kéo về linh khí quá đậm đặc cơ thể trần lạc khó chịu và năng điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía đậm đặc từ thất khiếu chui vào cơ thể trần lạc qua 10 phút hắn mới hấp thu hết tất cả linh khí trần lạc lại mở mắt ra đứng bật dậy khó tin nhìn trợn mắt há hốc mồm lầm bầm sao mà sao có thể như vậy sau mười lần cộng hưởng linh hồn của ta không có gì khó chịu đây rốt cuộc là chuyện gì không phải khả năng chịu đựng của Trần Lạc mà vì mười lần cộng hưởng quá đáng sợ một năm trước linh hồn của Trần Lạc chịu được cộng hưởng năm lần đã là nổi bật trong nổi bật dù là các Trần Lạc từ La Thiên Học Viện Tu Vi đến cảnh giới thứ ba cũng chỉ chịu được bảy tám lần cộng hưởng bây giờ Trần Lạc chịu được mười lần cộng hưởng làm sao không giật mình bạn đang xem thiên vui được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim Trần Lạc suy nghĩ thật lâu không ra lý do gì ngây người lòng mừng như điên cực kỳ kích động và sợ hãi đang lúc trần lạc suy tư bỗng thấy linh hồn rất khó chịu rất ngứa đúng vậy vô cùng ngứa ngáy nhưng linh hồn là căn nguyên không thể chạm vào làm sao gãi ngứa cảm giác như bị mấy vạn con kiến cắn làm trần lạc rất khó chịu chết tiệt lại tới trần lạc không xa lạ cảm giác này vì khi bị nhốt trong tháp hình phạt mỗi cách một đoạn thời gian linh hồn phát bệnh không lâu sau hắn sẽ ngất xỉu rồi mơ thấy mình đến một thế giới hắc ám lần này cũng giống như vậy sau khi linh hồn ngứa không lâu thì ý thức trần lạc đến giấc mơ kỳ lạ trong giấc mơ không có bầu trời không có mặt đất vực sâu chỉ có lửa hắc ám vô tận đốt cháy ngọn lửa kỳ lạ mà âm u lạnh lẽo bí ẩn khủng bố như lửa địa ngục âm phủ đốt cháy tất cả như ngọn lửa thẩm phán dưới vực sâu trừng phạt chúng sinh trần lạc không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn đến giấc mơ mỗi lần thấy nó là không lâu sau hắn sẽ bị lửa hắc ám đốt cháy cảm giác bị đốt cực kỳ đau khổ làm hắn suốt đời khó quên đến bây giờ trần lạc bị ám ảnh tâm lý rất nặng trần lạc thói quen ngồi xếp bằng chờ lửa hắc ám đốt mình một lát sau có tiếng vang trần lạc ngẩng đầu nhìn hư không hắc ám vô tận hơn một năm qua mỗi lần trần lạc vào cõi mộng sẽ thấy chỗ đó có một thứ mới đầu chỉ là một đoàn mơ hồ không biết là thứ gì trần lạc bị đốt càng nhiều lần thì thứ mơ hồ càng lúc càng rõ ràng nó một quyển sách một quyển sách khổng lồ to đến bao phủ nguyên hư không hắc ám có đôi khi trần lạc hoài nghi hư không hắc ám chính là một quyển sách quyển sách không có giới hạn dở ra trang giấy có chữ nhưng rất mơ hồ mỗi lần trần lạc bị lửa đốt là sẽ thấy rõ hơn chút ít nhưng hắn vẫn không xem rõ ràng lần này hơi khác Trần Lạc lờ mờ thấy chữ, những hàng chữ cổ xưa, bí ẩn, rộng lớn tinh thâm như ẩn chứa vô thượng huyền diệu, giống vô số lịch sử, người ký kết khế ước linh hồn cần nhận hư vọng chi hỏa 9981 lần đốt cháy, tôi linh hồn không sợ, bất khuất, bất động, luyện linh hồn ý chí, tinh thần, trí tuệ, quyển sách không giới hạn lấy hư không làm trang giấy viết chi chít chữ, Trần Lạc chỉ thấy rõ những hàng này, mấy chữ sau mơ hồ nhìn một cái là choáng vắng mặt mày, tuy nhiên chỉ vài chữ đã khiến Trần Lạc cảm thấy khủng bố, cái gì mà người ký kết khế ước, ta ký khế ước với ai? Là khế ước gì? Linh hồn hắn phải nhận 9981 lần hưu vọng chi hỏa đốt cháy, tôi linh hồn không sợ, bất khuất, bất động, luyện linh hồn ý chí, tinh thần, trí tuệ, mấy thứ này là gì? Khế ước, Tuy Trần Lạc không biết thứ đó là cái gì nhưng trong ấn tượng của hắn dường như khế ước là loại cấm kỵ, bị quang minh luận lệnh cấm tuyệt, trong nhiều sách cổ ít có ghi chép về khế ước, như khế ước chủ tớ chúa tể sống chết, như khế ước cùng nhau cộng hưởng tinh thần, nhưng tại sao Trần Lạc bỗng trở thành người ký khế ước, là ký với ai, khế ước gì? khi trần lạc tỉnh dậy không biết qua bao lâu hắn cũng không có tâm tình tìm hiểu trong đầu trần lạc xoay quanh vấn đề khế ước hắn nghĩ thật lâu vẫn không hiểu nổi trần lạc lầm bầm từ hôm năm trước phá giải trận pháp quái lạ đó xong dù là giấc mơ khủng bố hay dấu ấn lửa hắc ám kỳ lạ sau lưng giờ là khế ước gì đó đều do trận pháp kia mà ra không biết ta đã trêu vào thứ gì trần lạc không dám khẳng định hắn chọc phải thứ tốt hay xấu nhưng các loại dấu hiệu hiện nay dường như không có chỗ gì xấu với hắn ngược lại được ích lợi lớn trần lạc mới tỉnh dậy linh hồn cảm thấy cực kỳ khó chịu cơ thể suy yếu Trần Lạc đứng dậy, lảo đảo ngồi dựa vào một gốc cây, nhớ lại hàng chữ quyển sách giấy hư không làm trang giấy, người ký kết khế ước linh hồn cần nhận hư vọng chi hỏa 9981 lần đốt cháy, tôi linh hồn không sợ, bất khuất, bất động, luyện linh hồn ý chí, tinh thần, trí tuệ, hèn gì đi, mỗi lần ta nằm mơ thấy nó là như trải qua sinh tử, nói vậy vào cảnh mộng không phải ý thức mà là linh hồn của ta, bị lửa hắc ám, à không, là hư vọng chi hỏa thiêu cháy, tôi linh hồn không sợ, bất khuất, bất động, luyện linh hồn ý chí, tinh thần, trí tuệ Giờ ngẫm lại linh hồn có thể chịu được 10 lần cộng hưởng mà không chút khó chịu có phải nhờ hiệu quả bị hư vọng chi hỏa đốt. Trần Lạc nói đến đây thì bật cười, nụ cười bất đắc dĩ. Hơn một năm nay Trần Lạc không nhớ bị đốt bao nhiêu lần, cảm giác đau đớn đó làm hắn không muốn sống, không ngờ được ích lợi lớn như vậy. Trần Lạc không biết nên khóc hay nên cười. Hiện giờ linh hồn của Trần Lạc có sợ hay không, khuất hay không, động hay không, Trần Lạc hay không, ý chí gì, tinh thần gì, trí tuệ gì đều không biết. Hắn chỉ khẳng định là linh hồn đã biến mạnh, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trần Lạc lời buồn dầu tiếp, nếu thứ này giúp linh hồn biến mạnh thì Trần Lạc còn giàu làm gì, nó là thứ gì sau này có rảnh hắn sẽ tìm hiểu sau, nhanh chóng tu luyện mới là lẽ phải, nghĩ thông Trần Lạc không dối dám nữa, kiếm mấy món thú rừng ăn đo, ngủ đã bắt đầu tu hành, vì trách nhiệm linh hồn mạnh cỡ nào, cực hạn chịu đựng là bao nhiêu lần, Trần Lạc điên cuồng cộng hưởng linh hồn, chấn lần 1, lần 2, lần 3, lần 10, chấn lần 11, chấn lần 12, Trần Lạc một hơi thúc dục linh hồn cộng hưởng 15 lần, mãi đến lần 18 linh hồn mới bắt đầu thấy áp lực cộng hưởng 18 lần. Trần Lạc cực kỳ kích động, các lão sư trong Tiểu La Thiên học viện tu luyện đến cảnh giới thứ ba chỉ mới được 7, 8 lần cộng hưởng, linh hồn Trần Lạc còn mạnh hơn bọn họ gấp đôi, hắn không tưởng tượng nổi tu luyện đến cảnh giới nào độ mạnh linh hồn mới chịu nổi cộng hưởng 18 lần, cảnh giới thứ 4 hay năm, Trần Lạc không dám tưởng, cũng tưởng tượng không ra, giờ phút này, Trần Lạc rất muốn ngửa đầu hú để chút ra nỗi lòng kích động. Đúng vậy, Trần Lạc siêu kích động, với tình huống hiện giờ của Trần Lạc muốn tu luyện đến cảnh giới thứ hai trong vòng một năm rồi qua các tầng thi thử bước vào cánh cửa trung ương học phủ đúng là mơ tưởng viễn vông, nhưng bây giờ linh hồn Trần Lạc chịu được 18 lần cộng hưởng, nên biết đa số học đồ Tiểu La Thiên học viện đều chọn dùng cách nhị chấn nhị hấp, không qua chương khi nào Trần Lạc tu hành một ngày bằng đám học đồ tu luyện 9 ngày, hắn tu hành một năm tương đương với người ta luyện 9 năm, nếu trong 9 năm Trần Lạc còn chưa tu luyện đến cảnh giới thứ hai thì hắn tìm miếng đậu ngủ đập đầu tự sát cho rồi, tu hành, điên cùng tu hành, cộng hưởng, điên cùng cộng hưởng thu nạp, điền cuồng thu nạp, Trần Lạc dựa vào linh hồn cường đại cộng hưởng 18 lần, linh khí trong thiên địa chen chúc tới, Trần Lạc hít vào, thất khiếu mở ra, tham lam hút linh khí đậm đặc vào cơ thể, nếu hai chấn hai hấp linh khí như con sông nhỏ thì Trần Lạc 18 chấn 18 lần hút linh khí lại đầy tựa nước lũ sóng thần, linh mạch rối loạn thứ nhất bị nước lũ trùng kích dẫn hồi phục lại, thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 20 ngày, Trần Lạc đói thì kiếm món ăn trong rừng lót bụng, khát thì ra sống gần đó uống nước, buồn ngủ thì lấy đất làm giường, trời làm chăn nghỉ ngơi thời gian khác trần lạc toàn dùng để tu luyện công phu không phụ lòng người qua 20 ngày tu luyện linh khí sóng thần đã trùng kích linh mạch thác loạn thứ hai của trần lạc hồi phục như ban đầu trong linh mạch không có chút tạp chất thô to hơn trước mấy hôm rồi trần lạc bắt đầu trùng kích linh mạch thứ ba 18 tám mười tám lần hấp trần lạc cứ lặp lại liên tục linh khí sóng thần lần lượt trùng kích linh mạch thứ ba thác loạn trần lạc không tính con số trùng kích bao nhiêu lần hắn cảm thấy linh mạch thứ ba rung rinh đường thứ nhất thứ hai ẩn chứa linh khí điên cuồng chạy tới kết nối với linh khí trong linh mạch thứ ba thông linh mạch thác loạn thứ ba bị trần lạc đánh thông như hai linh mạch trước nó không chỉ hồi phục như ban đầu mà độ cứng độ mềm dẻo của linh mạch càng mạnh mẽ hơn trần lạc mắt ra đứng dậy lau mồ hôi chán khóe môi trần lạc nhếch cao cười quái dị đến bên cạnh một thân cây trần lạc hét to giơ tay lên nắm ngón xếp chặt thành nắm đấm trần lạc vận chuyển linh khí ba linh mạch quyền phong rít gào xé gió bay đi hấp thu là linh khí đánh ra là linh lực quyền phong ẩn chứa linh lực cương mãnh mà uy vũ và ánh sáng nhạt bùm một tiếng nắm đấm đánh vào thân cây to răng rác cây thao một thước bị nắm đấm của trần lạc đánh vỡ bốn năm khúc những cây tét ra bị linh lực cường đại trấn thành bột phấn trần lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn khi trần lạc cảm ứng ba linh mạch bị đả thông cứng rắn hơn trước kia hắn liền biết đánh ra linh lực sẽ cực kỳ cường đại nhưng hắn không ngờ nó mạnh đến mức này trần lạc khó tin nhìn nắm tay của mình đúng vậy trong một tháng khiến ba linh mạch thác loạn hồi phục như lúc đầu càng cứng rắn hơn nếu chuyện này không xảy ra trên người trần lạc thì đánh chết hắn cũng không tin như bây giờ hắn thấy lâng lâng như đang nằm mơ trần lạc nhìn mặt trời treo cao hắn liếm môi khô nứt vác bao đồ lên vai trần lạc vỗ cho bụi trên áo cất bước rời đi tuy rừng cây nhỏ khá na toàn không bị ai quấy dày thích hợp tĩnh tu nhưng tiếc là chim chóc quá ít một tháng qua trần lạc ăn hết những gì có xung quanh không thể ăn cũng nốt luôn đã hai ngày trần lạc không có cơm ăn cứ tiếp tục thế này hắn sẽ chết đói trần lạc quyết định vào thành tìm đồ ăn rồi tính tiếp bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nguyên kim thủy vực trong đó trường tín thành là thành trấn khá phồn hoa có mấy chục lịch thạch sơn mạch có núi có nước nhiều cửa hàng chọn buôn bán tại đây hiện giờ là giữa trưa nắng chói trang có lẽ vì thời tiết quá nóng nên con đường trường tín thành không có bao nhiêu người trần lạc tay trần dưới người chỉ mặc quần cộc ngửa đầu nhìn nắng gắt thời tiết nóng bực làm người ngộp thở đã hai ngày trần lạc không ăn cơm người yếu đuối hắn đứng dưới mặt trời thấy đầu váng mắt hoa ủng ục ủng ục bụng bắt đầu sôi lên trần lạc cô đơn đứng giữa đường cái không biết nên đi đâu trần lạc vào trường tín thành mới phát hiện trên người không có linh thạch một viên cũng không mấy năm nay trần lạc thường ra ngoài phá trận pháp nên không có bằng hữu gì tìm ai giải quyết cái bụng đây đang lúc trần lạc phát óc suy nghĩ chợt nhớ một người cười lầm bẩm, không biết đồ lão già kia một năm nay sống sao rồi đồ lão già trần lạc nói tên thật là đồ khai nguyên là bằng hữu của sư phụ hắn tháp chủ trung su trận tháp trong trường tính thành sư phụ của trần lạc là người rất nghiêm túc đồ lão già thì hay giỡn hớt không lớn không nhỏ lúc trần lạc dành hay đi tìm đồ khai nguyên có thể nói đồ lão già là người thân thiết nhất với hắn trừ sư phụ ra trần lạc đang định đi trung su trận tháp chợt dừng bước cười lắc đầu nói quên mất thời gian này đồ lão già sao có thể ở trong trận tháp chắc lại đi cửu diệp viên hóng mát nghe hát cửu diệp viên là chỗ các quan to quý nhân nhà nhã hưởng lạc khi rảnh nghe khúc nhạc hay không chỉ thả lỏng tinh thần còn yên ả à tâm hồn nghe nói một vài nhà công tài nghệ cao siêu chỉ một khúc nhạc khiến người phấn chấn tinh thần trần lạc là người tục hắn không chút thưởng thức nhạc nhẽo gì đi vào cửu diệp viên liền chạy thẳng đến phòng riêng lầu các trần lạc nhớ rõ đồ khai nguyên có một gian phòng riêng thuộc về mình với tên gọi xuân phong đắc ý tên này tục tằng trần lạc nhiều lần tỏ vẻ khinh thường đồ lão già Trần Lạc lướt qua hành lang đến gian phòng Xuân Phong đắc ý, cửa phòng khép kín, Trần Lạc gõ cửa, không ai trả lời, Trần Lạc liên tục gõ mấy lần mới nghe bên trong vọng ra thanh âm lười biếng, khó chịu, là kẻ nào không biết lẽ pháp dám quấy giày nhã hứng của lão phu. Nghe thấy thanh âm này lòng Trần Lạc kích động, biết là giọng của Đồ Khai Nguyên, Trần Lạc định đẩy cửa vào bỗng nhiên mắt hắn lóe ý cười, khẽ nói, "Đồ tháp chủ, tiểu nhân đưa trái cây đến cho người." "À, vào đi." Thân phận thông thiên lão tổ của Trần Lạc trên đời này trừ sư phụ ra không có người thứ hai biết, Đồ Khai Nguyên cũng vậy. Mấy năm nay Trần Lạc hoạt động quá điên cuồng, công nhiên xem thường Trung Su trận tháp mỗi vực. Đồ Khai Nguyên là tháp chủ Trung Su trận tháp, nếu lão biết Trần Lạc từng coi thường các tháp chủ thì sẽ ra sao? Trong gian phòng không quá rộng lớn, Trần Lạc bước vào trong liền cảm nhận không khí mát mẻ ập vào mặt. Trần Lạc biết chỗ này có trận pháp gió mát, giữa phòng có một lão nhân tóc dài xám trắng nằm ngửa trên ghế gỗ, chân ghế nửa cong, lão nhân nhàn nhã ngồi đung đưa ghế, rất là thoải mái, đặt trái cây xuống đi, thay lão phu đa tạ viên chủ của các ngươi. Đồ Khai Nguyên khép mắt nghe điệu nhạc, rưỡi tay ý bảo đối phương rời đi không biết đồ tháp chủ có thích bài tâm phi chi nhạc này không trần lạc đi qua ngồi kế bên đồ khai nguyên không khách sáo chụp trái cây đặt trên bài nhai nhóc nhép trần lạc lầu bầu bài nhạc này trần lạc chợt cảm giác có gì đó không thích hợp cái ghế ngừng lắc lư mắt hép hở chợt mở to đồ khai nguyên chậm rãi ngồi dậy quay đầu nhìn khi đồ khai nguyên thấy trần lạc đang cán rái cây ngồm ngoàm thì lão ngây người vẻ mặt mừng rỡ trồm qua ôm trần lạc đồ khai nguyên cười to bảo lạc tiểu tử biết ngay ngươi được thả ra ha 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 làm ra ra tưởng ngươi chết rồi biến sang bên đi lão già biến thái trần lạc biết trước mặt mọi người đồ khai nguyên làm bộ làm tịch tháp chủ sau lưng là lão già xấu xa nhưng vẫn bị lãng nhiệt tình làm buồn nôn trần lạc đẩy đồ khai nguyên ra tức giận nói tiểu gia đã sớm được thả ra ui chao bị bắt nhốt hơn một năm tính tình cáu kỉnh hơn xưa đồ khai nguyên éo ghế lại gần trần lạc liếc hắn một cái của trách không phải ra ra giày ngươi nói xem đang in lãnh xâm nhiệm hắc ám làm gì giờ thì tiêu rồi bị bắt rồi thấy không Trần Lạc đang đói choáng váng mặt mày, không có tâm tình nói chuyện với Đồ Khai Nguyên. Trần Lạc chụp trái cây tiếp tục nhai, "Ta nói này là tiểu tử, dùng ngươi mới được thả ra cũng không đến mức như vậy đi, sao như quỷ chết đói đầu thai, đã hai ngày ta không ăn gì, mau cho ta đồ ăn." Trên thế giới này Đồ Khai Nguyên là người duy nhất Trần Lạc không khách sáo. Đồ Khai Nguyên bĩu môi, khinh thường châm chích Trần Lạc một phen. Đồ Khai Nguyên kêu đầy tớ bưng lên bàn rượu và thức ăn ngon. Trần Lạc một tay cầm đùi gà tay kia gặm móng heo, liên tục ăn 10 phút mới no bụng ở chua. Trần Lạc lười biếng nói, ngay cả lão cũng nghĩ ta đi đường tắt nên mới xâm nhiễm hắc ám nghe cách ngươi nói không lẽ quang minh thủ vệ đoàn oan uổng ngươi trần lạc lắc đầu bất đắc dĩ cười cười trần lạc không thể nói với đồ khai nguyên chính hắn phá giải trận pháp kỳ lạ mới bị xâm nhiễm hắc ám xâm nhiễm hắc ám trừ sư phụ đã quá cố ra không ai biết bí mật của trần lạc đồ khai nguyên chỉ biết trần lạc rất có thiên phú trong lĩnh vực trận pháp không hiểu biết hoạt động mấy năm nay của hắn thấy trần lạc không giải thích đồ khai nguyên trường hắn đồ khai nguyên nói thấy chưa người ta không oan uổng ngươi trần lạc chỉ biết thở dài ai ngươi thở dài cái gì đồ khai ngươi lại bắt đầu cởi trách nhìn xem ngươi có thiên phú trận pháp tốt như vậy còn tu hành vu sư gì đó làm chi làm trận sư hãnh diện biết mấy với thiên phú của ngươi chỉ cần qua tay ta dạy dỗ thì mấy năm sau ra ra bảo đảm ngươi sẽ là trận sư đỉnh cao nhất huyền hoàng thế giới ra ra nói này ngươi như bây giờ đều tại tên khốn vân du tử mà ra cái này liên quan gì đến sư phụ của ta sao không liên quan hừ hừ lúc trước ta nói kêu ngươi theo ta học trận pháp tên khốn vân du tử nhất quyết không chịu gì mà hắn tự biết dạy ta công nhận tên kia có chút bản lĩnh trên lĩnh vực trận pháp nhưng dù sao vân du tử chỉ là trận sư lưu lạc chưa qua trận tháp chứng thực không học tập tri thức trận pháp có hệ thống đi đường tự học thành tài thì làm sao biết dạy người trong ký ức của trần lạc đồ khai nguyên vì có tấm bằng trận sư mà hay xem thường sư phụ vân du tử nói cái gì mà sư phụ xuất thân lăn lộn trên đường không nên đài được sư phụ vân du tử ngẫu nhiên sẽ trả đùa vài câu như đồ khai nguyên không cổ hủ cứng ngắc có khi bày một số trận pháp hoang dại làm đồ khai nguyên câm nín vân du tử sư phụ có bản lĩnh rất cao chẳng qua ít khi lộ ra trước mặt người ngoài Trần Lạc biết mỗi lần đồ khai nguyên đánh cờ với sư phụ chưa từng thắng, sau khi thua sẽ lôi chuyện xuất thân vân du từ ra châm chọc. Chắc chắn đồ khai nguyên biết sư phụ có bản lĩnh hơn lão, tuy ngoài miệng lão không thừa nhận nhưng Trần Lạc nhớ sau khi vân du từ chết, lão nói một chàng khiến người cảm động trước mộ sư phụ. Tuy bây giờ đồ khai nguyên cứ luôn mồm trách sư phụ sai nhưng Trần Lạc không phản bác. Đồ khai nguyên cảm giác của trách sư phụ của Trần Lạc tệ hại trước mặt hắn là không tốt, hơn nữa lão thấy mệt miệng lưỡi khô khóc. Đồ khai nguyên chừng Trần Lạc, mừng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim. Đồ Khai Nguyên nhìn Trần Lạc Nhai trái cây, cáo kỉnh nói: "Lạc tiểu tử, mấy ngày trước ta nghe nói ngươi trở về thì bị Tiểu La Thiên học viện trục xuất, sau này định làm gì? Còn làm gì? Đi một bước tính một bước chứ gì? Ta có hứa với sư phụ phải qua cuộc thi bước vào cánh cửa trung ương học phủ, ngươi chỉ có một năm, không phải ra ra xem thường ngươi, với tình huống của ngươi muốn thi đậu vào trung ương học phủ là chuyện không tưởng. Nhớ năm đó ra ra được gọi là thiên địa kỳ tài cũng không dám nói câu này, lão là lão, ta là ta." lão không được không có nghĩa là ta không thể lúc trần lạc còn nhỏ đã theo đồ khai nguyên lăn lộn mấy năm qua hai người thường cãi cọ không tôn ti già trẻ đã thói quen thằng nhãi này đồ khai nguyên khinh thường nói đúng là không biết ngượng lão còn không biết ngượng dám dọ mình là thiên địa kỳ tài thì ta cần gì phải ngại hơn một năm không thấy ra mặt tiểu tử nhà ngươi lại dày lên đồ khai nguyên trò chuyện với trần lạc một lúc hỏi hắn có tính toán gì không trần lạc nói không tìm chỗ ở trước rồi tính nếu ngươi không có chỗ ở thì đến của gia gia trước đi gia gia dạy ngươi vài năm bảo đảm khiến ngươi oai phong trong giới trận pháp đồ khai nguyên nhắm trúng thiên phú trận pháp của trần lạc luôn muốn thu hắn làm đệ tử bất đắc dĩ lúc trước vân du tử không đồng ý sau khi vân du tử chết đồ khai nguyên có nhắc mấy lần nhưng trần lạc dùng các loại lý do từ chối trần lạc khó xử nói cái này sư phụ muốn ta thi vào trung ương học phủ ngươi thật cứng cổ trung ương học phủ có gì tốt ngươi có biết ngươi đang làm gì không ngươi lãng phí thiên phú trận pháp của mình ngươi sẽ bị trời phạt ngươi cái gọi là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột chết đồ khai nguyên thấy trần lạc có thiên phú trận pháp nhưng không chịu học đàng hoàng thì rất tức giận đồ khai nguyên bật nắp vỏ rượu uống mấy hớp thở hát ra đồ khai nguyên nói gai ra không ép ngươi tham gia trận tháp nhưng hay đến học viện của gia gia tu hành tiểu tử ngươi đồng ý không học viện của lão lão còn có học viện sao ta không biết trần lạc nổi lên lòng tò mò từ khi hắn quen biết đồ khai nguyên đến nay chưa từng nghe nói lão có học viện có rất nhiều chuyện ngươi không biết gia gia không chỉ là tháp chu trận tháp còn là viện trưởng của tiểu kim câu học viện Trần La cười to bảo, Tiểu Kim Câu học viện, Tiểu Kim Câu học viện trong trường tín thành của chúng ta, Tiểu La Thiên học viện xếp chót nhất trong hơn 20 học viện Kim Thủy vực, lão là viện trưởng của Tiểu Kim Câu học viện. Ha 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 ha. Tuy Trần La chưa từng đi Tiểu Kim Câu học viện nhưng có nghe thấy tiếng thơm của nó. Kim Thủy vực tổ chức nhiều quỷ tỷ võ, mỗi lần Tiểu Kim Câu học viện đều xếp chót. Trần La không ngờ Đồ Khai Nguyên là viện trưởng của Tiểu Kim Câu học viện, hắn định mượn cơ hội này chăm chọc lão nhưng bỗng đổi ý, cũng ngừng cười, Trần Lạc chợt nhớ Tiểu Kim Câu học viện là học viện duy nhất miễn phí trong Kim Thủy vực, không xem gia đình hay tư chất, chỉ cần muốn tu hành, dù tuổi lớn cách mấy đều có thể trở thành học viện của Tiểu Kim Câu học viện. Nghĩ đến đây Trần Lạc nhìn hướng Đồ Khai Nguyên, hình tượng xấu xa trở nên sáng rực, cao to, chính trực hẳn lên. Trần Lạc chân thành nói: "Đồ lão già, không ngờ lão làm một chuyện người làm, thằng nhóc này, nói cái kiểu gì? Đã khi nào ra ra không làm chuyện con người làm? Đừng nói nhảm, người có tới không?" Trần Lạc nhún vai, cười nói: "Chứ gì ta không có chỗ đi?" lão chịu nhận ta thì không còn gì tốt hơn. Tiểu Kim Câu Học Viện là một học viện đặc biệt trong trường tín thành, thậm chí là toàn kim thủy vực. Tiểu Kim Câu Học Viện không giống học viện khác có lịch sử xa xưa, từ khi thành lập mới có 26 năm. Tuy nhiên Tiểu Kim Câu Học Viện rất nổi tiếng, không phải vì thực lực học viện cường đại mà là học viện điều kiện tuyển nhận bất cứ học đầu nào. Đúng vậy, không có bất cứ điều kiện, từ chất sai, không sao, học viện khác không thu, cứ đến Tiểu Kim Câu Học Viện, gia đình nghèo không có tiền nộp học phí, không sao, cứ tới Tiểu Kim Câu Học Viện tròn 18 tuổi nhưng không thi đậu học phủ cao đẳng, không thành vấn đề, tới tiểu kim câu học viện. Nói tóm lại chỉ cần ngươi muốn tu hành là có thể nhập học tiểu kim câu học viện. Mặc dù như vậy nhưng tiểu kim câu học viện không có nhiều học đồ, dù sao tu hành là việc lớn liên quan tương lai, tiền đồ. Nếu có điều kiện tất nhiên phải vào các học viện nổi tiếng như tiểu la thiên học viện, dù không có điều kiện cũng muốn để con cái đi vào. Buổi chiều, đồ khai nguyên dẫn Trần Lạc đến tiểu kim câu học viện. Trần Lạc nhìn bia đá trước cửa tiểu kim câu học viện, buồn cười lắc đầu. Trần Lạc hỏi, ta nói này đồ lão già, lúc mới thành lập học viện sao lão nghĩ ra cái tên thô bỉ quá vậy tiểu kim câu tốt xấu gì lão nên đặt nó là đại kim câu đi ít nhất có khí thế hơn một chút vậy ra ra là tên lão kim châu chẳng phải càng có khí thế tiểu kim câu học viện trừng trần lạc nói chỉ là một cái tên người thì biết gì trước kia nơi này là linh thạch sơn mạch hoang vu từng đào được kim thạch sau này linh mạch phế mọi người gọi chỗ này là tiểu kim câu xây dựng học viện tại đây tất nhiên phải gọi là tiểu kim câu kính ý đây là biểu thị lòng kính ý của gia gia với mảnh đất này được rồi Trần Lạc không hỏi thêm vì hắn biết rõ mỗi khi đồ khai nguyên nói chữ kính ý là lão rất nghiêm túc, chút nữa vào học viện phải biểu hiện khiêm tốn chút, phải tôn trọng gia gia có biết không? Thấy Trần Lạc gật đầu, đồ khai nguyên sửa sang lại y phục, chắp hai tay sau lưng vào tiểu kim câu học viện, Trần Lạc theo sau lưng đồ khai nguyên, nhìn ngang ngó dọc quan sát, tiểu kim câu học viện lớn hơn Trần Lạc tưởng tượng rất nhiều, tổng thể nhìn qua khá đơn sơ, tuy không khí phái như tiểu la thiên học viện nhưng cũng có vẻ đẹp mộc mạc, đi trên đường nhỏ trong tiểu kim câu học viện có nhiều học đồ thấy đồ khai nguyên sẽ cung kính kêu viện trưởng Đồ Khai Nguyên gật đầu chào, quan tâm thăm hỏi, nếu không biết Đồ Khai Nguyên là loại người gì thì Trần Lạc còn tưởng đâu hàng này là một vị viện trưởng đức cao vọng trọng, một thanh âm thô kịch vang lên, "Viện trưởng, người, người về rồi." Trần Lạc dương mắt nhìn, thấy một người bộ dáng đôn hậu, cao to chạy đến, nam nhân làn da ngăm đen, cơ bắp nhô lên, gân xanh trên cánh tay tựa con rắn nhỏ quấn quanh, nam nhân đứng đó to lớn như ngọn núi, quá vạm vỡ, "Nào nào, để ta giới thiệu, Ngư Manh, vị này là học đồ mới của Tiểu Kim Câu học viện ta, Trần Lạc, Trần Lạc" hắn là ngưu manh tuy cũng là học đồ nhưng hắn rất ngoan hiểu chuyện nên tạm làm chức chấp sự học viện sau này ngươi có gì không hiểu cứ đi tìm hắn trần lạc gật đầu bước tới trước nói trần lạc mong được giúp đỡ ngưu manh nhíu mày nói trần lạc ngưu manh gãi đầu chợt nhớ điều gì mắt hỏ trợn to mắt kêu lên trần lạc ngươi chính là trần lạc bởi vì xâm nhiễm hắc ám bị quang minh thủ vệ đoàn bắt nhốt một năm cái tên trần lạc lúc trước nổi tiếng vì là thiên tài khi đó nói hắn là thiên tài người trong trường tín thành đều biết cũng không quá đáng bây giờ tên trần lạc ở đại biểu tội đồ hắc ám ngụy thiên tài trượt nhận ra mình lỡ mồm ngưu manh ngại ngùng tát mình một cái vội xin lỗi ngại quá ta không biết cách nói chuyện trần trần lạc xin đừng để bụng trần lạc lắc đầu mỉm cười nói không trong lòng trần lạc tăng phần hào cảm với nam nhân cao to tính cách ngay thẳng này đồ khai nguyên phất tay ý bảo hai người đừng quá khách sáo ra lệnh bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ngưu manh sân của ngươi còn dư một gian phòng đúng không sắp xếp cho trần lạc ở đi hắn mới tới mấy ngày nay người hãy hướng dẫn hắn quen thuộc học viện sáng hôm nay trời mới tờ mờ sáng mặt trời chưa mọc lên từ hướng đông trong một trạch viện tiểu kim câu học viện thiếu niên ngồi xếp bằng mắt khép hờ lưng ưỡn thẳng trông thiếu niên rất gầy trắng trẻo khuôn mặt điển trai hờ hững mặt mũi hơi nhu thiếu niên đó là trần lạc bất giác hắn đã ở trong tiểu kim câu học viện hai tháng trời mỗi ngày trần lạc chỉ tập trung tu hành có hiệu quả rõ rệt trần lạc nhờ có linh hồn mạnh mẽ 18 cộng hưởng 18 thu nạp đã mở thông năm trong bảy linh mạch rối loạn linh hồn mạnh mẽ khó tin đã không phải lần đầu làm trần lạc giật mình nhưng hơn 3 tháng mở thông năm linh mạch rối loạn vẫn rất khó tin trần lạc không nói cho ai biết tu vi của hắn tăng nhanh bao gồm đồ khai nguyên bởi vì tốc độ tăng tiến quá kinh thế hại tục nếu sơ sẩy đồn ra ngoài không chừng trần lạc sẽ bị vu yêu khủng bố nào đó bắt đi nghiên cứu hắn không muốn bị người ăn nên cố gắng điệu thấp là hơn mặt trời mới mọc ánh nắng ấm áp rơi xuống sùa tan sương đêm trần lạc mở mắt ra đôi mắt u ám như trời đêm không sao bí ẩn mà tính lặng trần lạc nhìn mặt trời mới mọc cảm nhận ánh nắng ban mai hít sâu một hơi, khóe môi cong lên. Trần Lạc thích nắng sớm, rất thoải mái. Trần Lạc đứng dậy duỗi eo, hít sâu mấy lần, điều chỉnh nhịp điệu thở, khuôn mặt nhu biến nghiêm túc, chân trái đạp bước, cánh tay phải giơ lên, nắm ngón co thành nằm đấm, quanh quyền phong tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng không có sắc màu nhạt như nước. Trần Lạc thúc giục linh mạch thứ hai, ánh sáng quanh quyền phong nổ tung, linh mạch thứ ba, ánh sáng quanh quyền phong càng thêm cuồng bạo, thúc giục linh mạch thứ bốn, đến linh mạch thứ năm thì ánh sáng quanh quyền phong như lửa rực cháy, cuồng bạo mà hung mãnh nắm đấm đánh ra vang tiếng xé gió khí lưu xung quanh khẽ rung rinh phát ra tiếng đi đùng rất là uy mãnh trần lạc tập bộ linh quyết này có tên là oai vũ vô tướng quyền oai vũ vô tướng quyền là một trong năm linh quyết cảnh giới thứ nhất nói thật là phẩm cấp của oai vũ vô tướng quyền so với bốn linh quyết như trời với đất oai vũ vô tướng quyền được xếp vào hàng năm linh quyết là vì có công và thủ giải trừ công kích có thể tấn công vô cùng hoàn mỹ nhiều học viện lấy bộ linh quyết oai vũ vô tướng quyền làm linh quyết cơ bản dạy cho học đồ để bọn họ nắm giữ sự phối hợp giữa quyền cước vai khuỷu tay chân vân vân linh quyết trong thiên hạ chia làm bốn đẳng cấp là thiên địa huyền hoàng trong đó linh quyết cấp thiên là hiếm hoi lợi hại nhất linh quyết cấp hoàng là bình thường nhất mỗi một cấp chia ba phẩm thượng trung hạ oai vũ vô tướng quyền chẳng qua là linh khí hạ phẩm hoàng cấp nhưng không ai xem thường bộ linh quyết này bởi vì oai vũ vô tướng quyền thuộc linh quyết dễ học mà hóa tinh học đồ không ngốc chỉ cần luyện tập nhiều là nắm giữ được nhưng muốn giỏi oai vũ vô tướng quyền là rất khó khăn cho nên đa số học đồ tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến tiểu thành thì không tiếp tục nữa vì luyện đến đại thành cực kỳ khó khăn hơn nữa phẩm cấp của oai vũ vô tướng quyền quá thấp dù luyện đến đại thành cũng không có ý nghĩa gì linh quyết trong thiên hạ tu hành cái nào cũng có quá trình bốn giai đoạn tiểu thành có hình đại thành có uy đỉnh là ý viên mãn là hồn tiểu thành có hình tu luyện đến giai đoạn này linh quyết đã có hình dạng một chút uy lực đại thành có uy tu luyện đến giai đoạn này đánh ra uy lực thật sự của linh quyết đỉnh có ý giai đoạn này có thể đánh ra linh quyết trí ý như quyền ý đào ý viên mãn có hồn đánh ra linh hồn chủ yếu của linh quyết ví dụ như bộ oai vũ vô tướng quyền lúc tiểu thành có hình dạng oai vũ công phòng đầy đủ vận chuyển linh lực cũng được nếu là giai đoạn đại thành là có thể đánh ra lực oai vũ một chiêu một thức đại khai đại hợp hùng mãnh như cọp đến giai đoạn đỉnh có thể đánh ra ý oai vũ tinh túy trong một chiêu một thức ẩn chứa ý oai vũ nếu là giai đoạn viên mãn là có thể đánh ra hồn oai vũ oai vũ vô tướng quyền dễ học mà khó giỏi hiếm ai luyện đến đại thành có lẽ vì vậy nên bộ linh quyết chỉ được hạ phẩm hoàng cấp nhưng oai vũ vô tướng quyền được xếp vào năm linh quyết cảnh giới thứ nhất là bởi vì nếu tu luyện linh quyết đến đại thành đỉnh hay viên mãn thì có uy lực rất đáng sợ giờ phút này trần lạc đánh ra không chỉ có đủ hình dạng tiếng rít liên miên khí lưu xung quanh chấn động nói lên đã tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành trần lạc có niềm tin trong thời gian ngắn tu luyện đến đỉnh tu luyện linh quyết đặc biệt phức tạp không đơn giản là đấm đá mỗi bộ linh quyết cần có cộng hưởng linh hồn cộng hưởng tiết tấu linh lực vận chuyển vân vân và vân vân linh hồn của trần lạc rất mạnh Ba tháng nay hắn luôn tu luyện 18 cộng hưởng 18 thu nạp, vận dụng cộng hưởng linh hồn rất quen tay, nắm chắc tết tấu cộng hưởng vô cùng chính xác, vì điều này Trần Lạc mới có tự tin trong khoảng thời gian ngắn tu luyện Oai Vũ vô tướng quyền đến đỉnh, đánh ra ý Oai Vũ, bum 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 bum, mỗi năm đấm của Trần Lạc ẩn chứa Oai Vũ cộng với linh lực năm mạch cực kỳ cuồng bạo, đánh ra mỗi chiều mỗi thức là khí lưu xung quanh rung động kêu đi đùng như pháo trúc, Trần Lạc liên tục đánh một canh giờ mới ngừng, người đã ướt đẫm mồ hôi, Trần Lạc với phòng rửa mặt, lúc này nghe có người ở bên ngoài kêu tên mình giọng to như còi tàu nghe là biết nam nhân cao to ngưu manh đến đây trần lạc đổi bộ đồ đi ra quả nhiên thấy ngưu manh cao to đứng trong sân cơ thể đồ khai nguyên vạm vỡ đáng sợ hay vạch ngực áo lộ ra cơ bắp cục cục trần lạc từng hỏi lý do học đồ đáp là để tiện cho tu luyện mới đầu trần lạc không hiểu sau này thấy ngưu manh đánh quyền thì hiểu ra khi ngưu manh đánh quyền rất điên cuồng cách đánh hủy diệt ngưu manh đánh xong bộ quyền là mặt đất gồ ghề không có một cọng cỏ cây cối gãy đổ đá vụn bay đầy tiếng động quá lớn ngưu manh nhếch môi cười nói đã làm xong cơm đi ăn hàm răng ngưu manh trắng tinh so sánh với nước da đen rất là bắt mắt đi tiếp xúc hai tháng trần lạc đã rất quen với ngưu manh dùng một câu hình dung gã là sức mạnh như như châu ngay thẳng hàm hậu tu hành khắc khổ ngưu manh có hy vọng rất cao trong tiểu kim câu học viện không phải vì gã là đại chấp sự của học viện mà vì rất thích giúp đỡ người tu vi cao nhất học viện đã mở bảy linh mạch nhưng kẻ tại đây hai năm thật lâu chưa thể mở linh hải trong tiểu kim câu học viện dù làm gì đều phải tự tay làm nếu muốn ăn cơm tự làm phòng ở cũng tự xây Học viện sẽ không phát linh đàn, muốn ăn thì đi kiếm. Học viện không có trận pháp phụ trợ, muốn dùng thì học hoặc đi thuê. Tiểu Kim Câu học viện dù là hoàn cảnh thu hành, điều kiện tài nguyên đều không sánh bằng Tiểu La Thiên học viện. mới bắt đầu Trần Lạc không thói quen nhưng ở đây hai tháng hắn càng lúc càng thích, bởi vì Tiểu Kim Câu học viện rất tự do, không có áp lực lớn. Oai Vũ vô tướng quyền nghĩ ra cách dạy kiểu này làm Trần Lạc hơi tôn sùng lão. Tiểu Kim Câu học viện không có nhiều học đồ, lác đác chừng trăm người. Mới đầu vì danh tiếng của Trần Lạc nên các học đồ không thích cần người hắn, dù sao hắn bị tội hắc ám bị quang minh thủ vệ đoàn bắt nhốt, không ai muốn kết bạn với tội đồ hắc ám. Nhưng dần tiếp xúc, các học đồ phát hiện Trần Lạc là người rất thân thiết, gặp ai đều cười, không giống kẻ độc ác xâm nhiễm hắc ám chút nào, mọi người dần quen thuộc nhau hơn. Bữa sáng sơ sài, Trần Lạc, 31 cùng 3, năm học đồ nói cười, bỗng một thiếu nữ đi hướng bên này, thiếu nữ ăn mặc có hồng tình dị vực, áo đỏ lộ ngực, lộ rốn, da thịt trắng mềm, thân dưới mặc váy dài màu đỏ, thiếu nữ rất thích màu đỏ, sợi tóc nàng cũng đỏ rực rũ xuống mông veo, vai trắng, ngực căng đầy mái tóc dài huyền tai kỳ dị theo lý thuyết nàng nên là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng người đến đến dù không xấu xí lại mặt đầy đốm vàng là người ta không chịu nổi lạc anh đến rồi chạy mau học đồ bên cạnh trông thấy thiếu nữ đi tới gần vội đứng dậy bưng chén bỏ chạy trần lạc không hiểu ra sao rất là thắc mắc lúc này thiếu nữ đã đến trước mặt trần lạc mắt ngập nước nhìn hắn chằm chằm lạc anh hơi không lưng đầu gần sát sợi tóc đỏ rực rũ xuống trần lạc cảm giác có mùi hương thơm ngát người chính là ngụy thiên tài trần lạc xâm nhiễm hắc ám bị tiểu la thiên học viện trục xuất bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim, giọng lạc anh mềm nhẹ êm tai, trần lạc ngồi ghế ngửa đầu lên nhìn, miệng nhai nhóc nhép, không hiểu ra sao, ngư manh đứng dậy, gã cao lớn hơn thiếu nữ hai cái đầu, vì thiếu nữ ăn mặc quá hở hang nên gã không dám nhìn thẳng, ngư manh cúi đầu ôm ôm hỏi, cái này, lạc anh học muội đến rồi, đã ăn cơm chưa, học muội muốn ăn chung không, tuy mặt ngư manh đen thui nhưng trần lạc thấy ra lúc gã đối diện thiếu nữ thì mặt đỏ gay, chắc là xấu hổ, thiếu nữ lạc anh không khách sáo chỉ trích ngư manh, đồ ngốc ta đã nói với người bao nhiêu lần gọi tên ta là được đừng thêm hai chữ học muội ta chỉ tạm trú tại đây không phải học đồ của học viện ngư manh liên tục gật đầu ẩm ư nói đầu mình ngốc cứ hay quên lạc anh nhìn chăm chăm trần lạc này ta đang hỏi ngươi ngươi chính là trần lạc lạc anh không chút kiên kỵ nam nữ thụ thụ bất thân nhìn trần lạc từ trên xuống dưới làm hắn nổi gai ốc trần lạc gật đầu nói đúng là ta nàng có chuyện gì không lạc anh nói không có lạc anh nhẹ giọng nói ta chỉ muốn nhìn ngụy tiên tài xâm nhiễm hắc ám bị bắt vào tù vô tình trục xuất lưu lạc đến tiểu kim câu học viện có bộ dáng như thế nào đã xem xong đi đây lạc anh nói xong thật sự đi trần lạc không hiểu ra sao nàng kia là ai mà quái vậy tiểu kim câu học viện là học viện nổi tiếng mộc mạc sao lại có người như vậy nhìn sao cũng thấy thiếu nữ là con nhà giàu không nói gì khác các trang sức trên người nàng rất đắt tiền ngư manh giải thích rằng nàng tên là lạc anh trên danh nghĩa là học đồ của tiểu kim câu học viện chúng ta nhưng thật ra nàng thường hay ở trận tháp học tập trận pháp nếu nàng là học đồ trận tháp thì đến học viện chúng ta làm gì cái này ngư manh ngãi đầu nói người hãy hỏi viện trưởng đi vậy sao trần lạc ngẫm nghĩ có thời gian phải hỏi đồ khai nguyên về thiếu nữ kỳ lạ này ngư manh ngồi bên cạnh mới bưng chén lên định ăn cơm chợt nhớ điều gì nhắc nhở trần lạc trần lạc nói cho ngươi một điều nếu nàng muốn bày trận pháp cho ngươi thì phải từ chối tại sao ngươi cứ từ chối là được nguyên nhân thì sau này sẽ biết ngư manh và một miếng cơm tiếp tục bảo và ngươi từng nghe tên thông thiên lão tổ đúng không thông thiên lão tổ trần lạc hơi biến sắc mặt đâu chỉ nghe nói hắn rất quen thuộc vì hắn chính là Thông Thiên lão tổ, Trần Lạc không hiểu tại sao Ngưu manh nhắc đến Thông Thiên lão tổ, hắn hỏi thăm, Ngưu manh giải thích rằng, ta không biết tình hình cụ thể nhưng Lạc Anh rất hận Thông Thiên lão tổ, hệ có ai nhắc đến tên Thông Thiên lão tổ là nàng sẽ dạy ngươi một bài học nhớ đời, Trần Lạc cẩn thận nhớ lại hành động trong quá khứ, hình như không có chuyện gì dính dáng đến thiếu nữ kỳ lạ đó, Trần Lạc hỏi, tại sao nàng hận Thông Thiên lão tổ như vậy, có gì xích mích sao? Chúng ta cũng không biết, tóm lại ngươi ghi nhớ là đừng bao giờ nhắc tên Thông Thiên lão tổ ở trước mặt nàng sau khi ăn sáng trần lạc tựa vào thân cây tán nhảm với đám ngưu manh hỏi thăm mới biết thiếu nữ tên lạc anh nửa năm trước vào tiểu kim câu học viện mặc dù trên danh nghĩa lạc anh là học đồ của tiểu kim câu học viện nhưng chưa từng tham gia hoạt động trong học viện không ai thấy nàng tu luyện mới đầu mọi người nghe nói lạc anh hiểu trận pháp chủ động hỗ trợ bày tụ linh trận thì rất vui nhưng mấy hôm sau tụ linh trận lạc anh bày ra bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề hoặc là trận pháp không vận chuyển hoặc linh khí lộ ra ngoài thậm chí có một hai lần linh khí nổ sau này mọi người biết lạc anh chỉ là tay mơ trong linh lực trận pháp nửa năm qua mỗi cách một đoạn thời gian lạc anh sẽ trở về bày các loại trận pháp kỳ lạ cái gì vân vụ trận phòng vũ trận vân vân và vân vân quan trọng nhất là trận pháp lạc anh bày ra không ổn định hay có sự cố khiến trận pháp không nhạy đệ tử trong tiểu kim câu học viện gặp họa trần lạc nghe mọi người kể sự tích quang vinh của lạc anh hắn rất đồng cảm nhớ lúc trần lạc mới học trận pháp cũng giống lạc anh bày trận khắp nơi trận pháp không ổn định xảy ra sự cố là chuyện nhỏ lúc nguy hiểm có thể tổn thương chính mình tuy nhiên địa điểm trần lạc bày trận là trong rừng cây chuyên tìm một ít động vật không một học đồ tiểu kim câu học viện biết nguyên nhân tại sao lạc anh hận thông thiên lão tổ dù sao từ khi thiếu nữ đến học viện thì cái tên thông thiên lão tổ đã trở thành cấm kỵ trần lạc ngẫm nghĩ nếu có cơ hội hắn sẽ điều tra rõ tình huống trần lạc đang suy nghĩ chợt nghe có người kêu tên mình trần lạc trần lạc thiếu niên từ đằng trước chạy lại gần quen biết trần lạc cùng là học đồ tiểu kim câu học viện tên là vương uy vương uy hôm nay đến lượt ngươi thủ vệ đúng không sao mới sáng sớm đã chạy về vương uy khá trẻ tuổi tính cách hướng nội mọi người hay trêu đùa gã trần Trần Lạc, Vương Uy chạy nhanh tới đây há mồm thở hổn hển, nói: "Bên ngoài có người tìm ngươi, tìm ta." Trần Lạc ngẩn người, trong trường Tín Thành Trần Lạc không có nhiều bằng hữu, ở Tiểu La Thiên học viện có vài người nói chuyện được, nhưng bây giờ Trần Lạc có thân phận tội đồ hắc ám, có lẽ bọn họ không còn xem hắn là bằng hữu nữa. "Bọn họ có nói mình là ai không?" Trần Lạc đứng dậy vỗ cho bụi dính trên người, định đi nhìn xem là ai kiếm mình. Nói là bằng hữu của ngươi ở Tiểu La Thiên học viện, quả nhiên là người Tiểu La Thiên học viện, nhưng không biết là ai. Trần Lạc không nghĩ nhiều, đi ngay ra cửa này vương uy người kiếm trần lạc là nam hay nữ vậy đa số học đồ tiểu kim câu học viện là con nhà nghèo không giống học đồ tiểu la thiên học viện sau bữa cơm đi ra ngoài tìm việc vui ăn cơm xong trò chuyện tán nhảm là trò giải trí duy nhất của các học đồ tiểu la thiên học viện có hai người một nam một nữ nam khá tuấn tú nữ hoang dã cũng dễ nhìn vương uy nói xong chưa bị học đồ khác trêu đã đỏ mặt trước nghe nói có trai tài gắp đẹp thì đám học đồ tiểu kim câu học viện nổi hướng lên tiếp xúc hai tháng bọn họ đã xem trần lạc là bằng hữu muốn nhìn thử hắn có quan hệ gì với đôi trai tài gái đẹp này có học đồ kêu la muốn đi xem một người khởi sướng mà những người khác cũng dục dịch cả đám như ong vỡ tổ chạy ra ngoài ngưu manh định quát cả nhóm đừng đi quấy giày nhưng chưa mở miệng đã thấy các học đồ buông bát chạy đi hết trần lạc vừa đi hướng cửa vừa mặc đồ hắn không phải loại người chú trọng dáng vẻ sau khi trần lạc đến tiểu kim câu học viện mọi người thường vạch ngực áo tay trần hắn dần thói quen điều này trần lạc đến cổng trường từ xa thấy hai người đứng trần lạc bỗng nhiên dừng bước mày kiếm nhíu lại sau đó nhấc chân đi tiếp thời gian một nam một nữ đứng trước cửa tiểu la thiên học viện thiếu niên bên trái khuôn mặt điển trai mặc áo trắng eo treo ngọc đái, dáng vẻ hiên ngang thiếu nữ bên phải xinh đẹp như hoa mặc la quần màu xanh duyên dáng yêu kiều mấy chục học đồ tiểu kim câu học viện chạy tới khi thấy trai tài gái sắc đứng trước cửa học viện thì biểu tình đầy ngạc nhiên có người kêu lên đó chẳng phải là đinh tử hiên diệp thanh của tiểu la thiên học viện sao hai cái tên đinh tử hiên diệp thanh trong trường tín thành xem như khá nổi với cảnh gia đình rất tốt là học đồ cao cấp của tiểu la thiên học viện tuổi nhỏ đã tu luyện đến cảnh giới thứ hai mở ra lão sư thuộc về mình đinh tử hiên diệp thanh là nhân vật đại biểu cho tiểu la thiên học viện nói đến thì tiểu la thiên học viện có bốn nhân vật đại biểu lúc trước trần lạc cũng nằm trong số đó danh tiếng cao hơn hẳn đinh tử hiên diệp thanh nhưng bây giờ tuy trần lạc vẫn nổi tiếng nhưng trước kia là thiên tài giờ là tội đồ hắc ám khác biệt như trời với đất trước kia ta nghe đồn hình như trần lạc và đinh tử hiên có quan hệ không giống bình thường có ý gì cái gì là quan hệ không giống bình thường bạn đang xem thêm vui được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Đúng vậy, ta có nghe nói, hình như Đinh Tử Hiên cô nương là bạn thân của Trần Lạc. Bạn thân gì, là người yêu mới đúng, người ta là người yêu, hai người yêu nhau. Người đọc nhiều sách sẽ chết sao, ta có nghe đồn nhưng hình như, có người nói giật thanh cô nương yêu đơn phương, Trần Lạc không có ý gì với nàng. Tiểu La Thiên học viện rất nổi tiếng, là số một trong trường tín thành, tính nguyên kim thủy vực cũng xếp vào ba hạng đầu. Nhân vật đại biểu Tiểu La Thiên học viện tự nhiên cũng thành tư điểm tán gẫu của học viện khác đám học đồ đặc biệt chú ý chuyện tình cảm nhất là hai đại biểu diệp thanh trần lạc khi đó đồn rất lâu có người nói bọn họ yêu nhau có người bảo diệp thanh yêu đơn phương trần lạc sự thật là gì thì chỉ người trong cuộc mới biết đúng vậy trần lạc là người trong cuộc nên biết rất rõ những ngày còn ở tiểu la thiên học viện lúc rảnh rỗi diệp thanh thường tìm trần lạc hay tặng một ít linh đan đồ ăn trần lạc biết diệp thanh thích mình nàng có thẳng thắn thổ lộ nhưng trần lạc không yêu diệp thanh hắn không thích cảm giác bẩm sinh cao cao tại thượng lòng hư vinh mãnh liệt của nàng dù vậy nhưng mấy năm nay trần lạc xem diệp thanh như muội muội Ha 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 ha, Trần Lạc, chúng ta đã lâu không gặp, hưm, chắc cũng cỡ một năm bảy tháng. Thấy Trần Lạc, Đinh Tử Hiên tới gần mìm cười nói, tuy giữa ngươi và ta không phải bằng hữu nhưng dù gì cũng từng là sư huynh đệ, sao rời khỏi tiểu la thiên học viện không chào hỏi chúng ta một tiếng, đã một năm bảy tháng rồi sao, nhanh thật. Lúc trước so tài trong tiểu la thiên học viện Đinh Tử Hiên từng bị Trần Lạc đánh bại, hắn biết tên này luôn ghi hận mình. Trần Lạc dừng bước, cười nói, ba tháng trước khi ta bị tiểu la thiên học viện trục xuất có muốn chào các người nhưng đi vội quá nên quên thật sự quên sao đinh tử hiên cười nói ta còn tưởng là người xấu hổ đến chào ta dám xâm nhiễm hắc ám thì còn gì xấu hổ đinh tử hiên vốn định mượn chuyện này nhục nhã trần lạc nhưng nghe hắn tự diễu trong phút chốc gã á khẩu trần lạc không để ý đinh tử hiên nhìn hướng diệp thanh trần lạc mỉm cười nói sư muội cũng sắp hai năm không thấy mặt sư muội khỏe không trong huyền hoàng thế giới xưng hồ sư huynh sư muội khá là thân thiết giữa học đồ thường gọi nhau là học trưởng học muội sư huynh sư muội tuy không phải tên gọi yêu nhưng thân thiết hơn học trưởng học muội nếu ngươi không có quan hệ thân thiết với học muội mà gọi người ta là sư muội thì hơi xúc phạm ừm cũng gần hai năm ta rất tốt đa tặng ngươi quan tâm sáng người diệp thanh cao giáo tuy chỉ mới 17 nhưng đã đẹp trưởng thành ánh mắt diệp thanh bình tĩnh nhìn trần lạc giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói ngươi đã bị tiểu la thiên học viện trục xuất không còn là học trưởng của ta hy vọng ngươi chú ý ngôn từ trần lạc nghe vậy ngây người đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm diệp thanh trần lạc lắc đầu buồn cười trần lạc biết trong lòng diệp thanh kiêu ngạo có cảm giác ưu việt rất mạnh hay khinh thường học đồ tu vi thấp hơn nàng ở trong mắt diệp thanh chỉ có hai loại người một là gia đình tốt hơn nàng tu vi cao hơn nàng diệp thanh tôn sùng loại người như vậy một loại khác là người nghèo hèn tu vi thấp hơn nàng diệp thanh khinh thường kiểu người đó trần lạc vẫn luôn biết điều này chẳng qua hắn không ngờ diệp thanh trở mặt nhanh hơn lật giấy trần lạc biết nguyên nhân là vì hiện giờ tu vi bị phế hắn rơi vào loại người thứ hai trong mắt diệp thanh diệp thanh nói đây là dây chuyển lúc trước người tặng cho ta bây giờ trả lại người trần lạc lắc đầu khóe môi treo nụ cười phức tạp là nụ cười bất đắc dĩ trần lạc im lặng nhận lấy dây chuyền hắn nhớ đó là dây chuyền tìm được trong một trận pháp vô danh bị hắn phá giải tuy trần lạc không biết dây chuyền này là thứ gì nhưng hình dạng khá đẹp hắn quyết định tặng cho diệp thanh lúc trong tiểu la thiên học viện diệp thanh thường tặng linh đan cho hắn trần lạc thấy ngại nên tặng dây chuyền lại xem như có qua có lại trước kia trong tiểu la thiên học viện ta tặng linh đan cho ngươi không có ý gì khác chẳng qua thấy ngươi tội nghiệp hy vọng ngươi đừng hiểu lầm những linh đan ta tặng ngươi không cần trả lại khi ngươi ở tiểu la thiên học viện hay chỉ điểm cho ta xem như đó là thủ lao của ngươi diệp thanh đứng đó biểu tình kiêu ngạo lạnh lùng như ban ơn diệp thanh chưa nói xong đã bị trần lạc đánh gãy nàng tặng bao nhiêu viên linh đan cho ta rất nhanh ta sẽ trả lại hết môi trần lạc đã mất nụ cười khuôn mặt nhu không có biểu tình diệp thanh nhớ mày nói trả lại diệp thanh không ngờ trần lạc nói câu đó ngần ngừ nói với tình huống hiện giờ của ngươi sợ là hơi khó xung linh đan kia tuy không đáng là gì với ta nhưng cũng có giá trị không nhỏ với ngươi bây giờ ngươi chỉ là mấy viên xung linh đan đừng nói trần lạc ta chỉ bị phế tu vi dù toàn thân còn một bàn tay vẫn dư sức trả lại mấy viên xung linh đan ngươi biểu tình diệp thanh tức giận chỉ vào trần lạc quát nhìn xem bây giờ ngươi có vô dạng gì mà còn mạnh miệng ta cảnh cáo ngươi diệp thanh chưa nói xong đã bị trần lạc ngắt lời còn chuyện gì khác không diệp thanh hừ lạnh một tiếng ngươi diệp thanh tức giận dậm chân hít sâu cố nén lửa giận nói trần lạc dù gì chúng ta từng quen biết ngươi vì đi đường tắt xâm nhiễm hắc ám bị bắt vào tù hiện tại đã được thả ra thì hãy thay đổi thành con người mới đi ngươi tự giải quyết cho tốt hừ còn nữa sau này đừng nói có quen ta Diệp Thanh nói xong xoay người đi, Trần Lạc không thèm nhìn Diệp Thanh đi xa, đưa mắt nhìn Đinh Tử Hiên, Trần Lạc nheo mắt nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta sao? Đinh Tử Hiên cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn mặt trời hướng đông, cười càng tươi, Đinh Tử Hiên nói, lần trước hội thi tiểu La Thiên học viện ngươi đánh bại ta, từ đó về sau ta luôn khắc khổ tu luyện để có ngày đánh thắng ngươi, chỉ tiếc, tiếc là không có cơ hội này nữa, bây giờ tu vi của ngươi bị phế, nếu ta đánh nhau với ngươi đồn ra ngoài nói ta ăn hiếp người thì không hay, Trần Lạc ngắm nghía dây chuyền trắng trong tay, chắc chắn sẽ có cơ hội À, nghe nói trong đại điện tiểu la thiên học viện ngươi tuyên bố trong vòng một năm tu luyện đến cảnh giới thứ hai, chắc là có. Sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Đinh Tử Hiên ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, một kẻ vì đi đường tắt xâm nhiễm hắc ám, giả mạo thiên tài sau khi bị phế tu vi còn ngông cuồng bảo trong vòng một năm tu luyện đến cảnh giới thứ hai. Ha ha ha, ha ha ha, làm người ta nhớ đến là buồn cười. Ngươi thấy đúng không? Được rồi, ngươi đừng ở chỗ ta làm nhảm nữa, nên làm gì thì làm cái đó đi trong tháp trừng phạt trần lạc thường nghe đại thừa tĩnh tâm kinh tâm tình bĩnh tĩnh như nước lặng nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mặc cho người ta khi dễ mình khuôn mặt nhu nữ tính biểu tình thản nhiên khóe môi cong lên cười tà dị nói lúc muốn đánh nhau có thể tùy thời tìm ta bảo đảm thỏa mãn à lưu lạc đến tình trạng này mà ngươi còn dám ngông cuồng trước mặt ta đinh tử hiên vốn là bộ làm tịch mắt cao hơn đầu trượt biến sắc mặt trừng trần lạc khi thế khiếp người quát bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nửa năm sau kim thủy vừa có hội luận võ một năm một lần ngươi dám tham gia không Trần Lạc nhún vai, tùy ý nói, có gì không dám, tốt, Đinh Tử Hiên chỉ chờ Trần Lạc nói câu này, gã định nói gì thêm thì phía sau vang giọng Diệp Thanh, Tử Hiên sư huynh cần gì nói nhiều với loại người đó, sư huynh cảm thấy bây giờ hắn còn là người cùng thế giới với chúng ta sao, nói nhiều làm gì, đi thôi, người ta muốn đi cửa hàng xem y phục, thật là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, rơi đài thì Phượng Hoàng không bằng gà, Trần Lạc không cho rằng hắn là Phượng Hoàng, cũng không dám so sánh, nhưng từ khi trở về hắn hiểu rõ hai chữ hiện thực, trong từ La Thiên học viện cũng vậy, khi trần lạc còn uy phong bọn họ hãnh diện vì ngươi khi rời đài ngươi là xỉ nhục trong mắt họ thế giới như vậy hiện thực như vậy trần lạc không trách ai mà chỉ cảm thán nếu là trần lạc trước kia đã xông vào từ la thiên học viện bày ra thực lực chứng minh chính mình dù cho hiện tại tu vi chỉ mới mở năm linh mạch nhưng hắn có tự tin khiến đám người kia trợn mắt há hốc mồm có lẽ thời gian trong tháp hình phạt khiến suy nghĩ nhiều điều có lẽ vì mấy năm trước quá điên cuồng nên giờ đây lòng trần lạc không còn nóng nảy điều duy nhất trần lạc muốn là bây giờ là tăng cao tu vi của mình qua các cuộc thi nửa năm sau bước qua cánh cổng trung ương học phủ để hoàn thành lời thề hắn đã thề trước khi sư phụ chết đây là lời hứa của trần lạc với sư phụ hắn không tiếc tất cả quyết hoàn thành chuyện diệp thanh không ảnh hưởng cảm xúc của trần lạc dù là một chút gợn sóng mỗi ngày hắn vẫn tu luyện không quá khắc khổ nhưng chất lượng hôm nay trong một động ngầm hoang phế sau núi tiểu kim câu học viện liên tục vang tiếng xé gió không khí nổ khí lưu chấn động tách đi đùng thân hình gầy gò của trần lạc khi động khi tĩnh tĩnh thì như đá động thì như cọp một chiêu một thức đại khai đại hợp ánh sáng vàng quanh thân trần lạc như ẩn như hiện đánh ra nắm đấm chấn bạo không khí khí lưu tứ tán tiếng đi đùng vang lên trần lạc bước ra một bước hai tay giơ cao ánh sáng vàng nhạt bỗng tăng vọt tụ tập vào đôi tay trần lạc mười ngón xòe ra nhanh chóng co lại hai đấm nhanh mạnh gờ dao linh lực mạnh mẽ chấn động không khí lôi kéo khí lưu phát ra tiếng gió rít như cọc giống khi hai đấm của trần lạc đánh vào vách đá phát ra một tiếng nổ lớn vách đá trước mặt hắn sụp đổ đá vụn bay đầy cát bụi bay lên hang ngầm mất cột chống run lắc kịch liệt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trần lạc lao nhanh ra ngoài ngay sau đó trong tiếng ầm ầm hăng ngầm hoàn toàn sập xuống đất đát bay lên bụi bay đầy trần lạc nín thở chạy ra ngoài đứng dưới gốc cây trần lạc cười nói đây là oai vũ ý sao oai vũ vô tướng quyền có tiếng là năm linh quyết cảnh giới thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền tu luyện đến đỉnh đánh ra oai vũ ý quá mạnh trần lạc dựa vào linh hồn cường đại nắm giữ cộng hưởng linh hồn siêu phàm rốt của tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn đỉnh. mới rồi trần lạc đánh ra hai đấm ẩn chứa oai vũ ý sức mạnh đánh sập hang ngầm làm hắn mở rộng tầm mắt muốn tham gia thi trung ương học phủ điều kiện thấp nhất là cảnh giới thứ hai đương nhiên nếu ngươi chỉ tu luyện đến cảnh giới thứ hai không biết chút linh quyết thì có đi cũng rớt không biết chết như thế nào tuy rằng tu vi quan trọng cũng không thể bỏ qua linh quyết trần lạc nhìn sắc trời đã là buổi chiều hắn quyết định quay về tắm rửa rồi hấp thu linh khí trần lạc về sân định cởi đồ thì nghe tiếng kêu rồn rập từ bên ngoài dường như tìm ngưng manh nhưng gã không tĩnh tu trong phòng thùng 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 tiếng đập cửa vang lên trần lạc mở cửa ra là vương uy trần lạc cười nói sáng sớm ngưu manh đã ra ngoài có lẽ đến tối mới về a à, ngưu đại ca đi ra ngoài rồi vóc dáng vương uy thấp bé rất gầy khuôn mặt non nớt đầy hoảng hốt vương uy nói làm sao bây giờ trần lạc phát hiện biểu tình vương uy là lạ tò mò hỏi có chuyện gì trương đông ở bên ngoài bị người ta đánh ta đến kêu ngưu đại ca đi xem trương đông trần lạc có ấn tượng với người này là học đổ chăm chỉ trần lạc vội hỏi có chuyện gì xảy ra bị ai đánh là người của tiểu la thiên học viện bọn họ hiếp người quá đáng tiểu la thiên học viện lúc trước trần lạc xem tiểu la thiên học viện là nhà của mình nhưng khi tiểu la thiên học viện trục xuất hắn thì trần lạc không quá quan tâm đến nó trần lạc mặc lại y phục nói đi mang ta đi xem thử a à, bọn họ có ba người để ta tìm ngưu manh đại ca đi hiển nhiên vương uy không tin tưởng vào trần lạc toàn trường tín thành đều biết hắn đã bị phế tu vi trần lạc và tiểu kim câu học viện luôn chăm chỉ tu luyện nhưng mới một hai tháng ngắn ngủi chút thời gian đó có mở được linh mạch thứ nhất hay không là một vấn đề ngưu manh đã ra ngoài người đi đâu tìm hắn trần lạc đóng cửa phòng hắn hiểu điều vương uy lo lắng trần lạc cười hỏi có phải ngươi không tin ta không không ta không có ý đó chỉ là trần lạc vỗ vai vương uy lắc đầu nói nói sao thì trước kia ta là người của tiểu la thiên học viện không chừng quen biết với bọn họ vương uy ngẫm nghĩ thấy trần lạc nói có lý thế là hai người vội vàng chạy qua trên đường đi vương uy kể đại khái vụ việc sáng sớm vương uy trương đông hẹn nhau đi hồng diệp sơn mạch mong đào được chút linh thạch đi đường nhỏ tình cờ gặp ba học đồ của truyền tống ba người đó nói làm rớt hai linh thạch chắc chắn là vương uy trường đông đã nhặt yêu cầu trả lại vương uy trường đông đi trên đường không hề thấy linh thạch gì cố gắng giải thích nhưng đối phương không nghe thế là đánh nhau ta biết người đi đầu là học đồ sơ giai của tiểu la thiên học viện tên là cố văn hóa trần lạc người có biết hắn không học đồ sơ giai cố văn hóa trần lạc ngẫm nghĩ trong đầu không có ấn tượng cái tên này tuy lúc trước trần lạc là học đồ của tiểu la thiên học viện còn là một trong các nhân vật đại biểu nhưng quanh năm ra ngoài phá trận pháp chỉ thi thi mới trở về có lẽ học đồ nguyên tiểu la thiên học viện biết trần lạc nhưng không có nghĩa là hắn biết bọn họ đặc biệt số lượng học đồ sơ giai rất nhiều người trần lạc nhớ tên đếm trên đầu ngón tay đúng vậy chính là hắn tu vi của ba người là m bốn linh mạch ta và trương đông không đánh lại đi vào một cánh rừng nhỏ trần lạc đưa mắt nhìn qua phía xa có ba thiếu niên người dẫn đầu hai tay khoanh trước ngực chân đạp một cái áo biểu tình đắc ý hai thiếu niên khác biểu tình xem kịch vui đối diện bọn họ có một thiếu niên người trần chuồng hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất trương đông Vương Uy thấy thiếu niên lõa thể ngồi dưới đất vội chạy tới ngay, chừng ba thiếu niên đối diện, Vương Uy nghiến răng quát, cố văn hóa, người giúp người quá đáng. A, à, ha 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 ha, vừa rồi cho người chạy thoát, ta không bắt về anh ngờ người còn dám quay lại, cố văn hóa vênh váo hoành hoang, khinh thường nhìn Vương Uy, cố văn hóa cười hỏi, người kêu cứu viện tới đâu, trong tiểu kim câu học viện lợi hại nhất là ngưu manh, người kêu hắn đến đây thử xem hắn có dám đụng vào một đầu ngón tay của ta không một thiếu niên đứng bên cạnh cố văn hóa trông thấy trần lạc thì biểu tình giật mình kêu lên văn hóa mau xem kìa cố văn hóa không hiểu ra sao quay người nhìn sang biểu tình cứng ngắc cố văn hóa bột miệng kêu lên trần trần lạc người có danh cây có bóng một năm trước trần lạc là thiên tài toàn trường tín thành đều biết trần lạc chưa từng thua nhiều quý so tài trong tiểu la thiên học viện học đồ trong tiểu la thiên học viện có ai không biết tiếng trông thấy trần lạc xuất hiện đám người cố văn hóa bản năng kinh hoàng hoảng sợ nhưng rất nhanh bọn họ nhớ đến thiên tài này từ một năm trước vì tội hắc ám đã bị phế tu vi trần lạc chỉ mới được thả ra hơn ba tháng nghĩ đến đây vẻ kinh khủng trên mặt cố văn hóa biến mất biểu tình vanh vó hoành hoang lại hiện ra thật không ngờ chẳng phải là thiên tài học đồ trần lạc của tiểu la thiên học viện chúng ta sao sớm nghe nói ngươi trở lại nhưng hình như ngươi đã bị tiểu la thiên học viện trục xuất gần đây ta lại nghe nói ngươi vào tiểu kim câu học viện đúng không ha, ha 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 đúng rồi là thiên tài học đồ trần lạc của tiểu la thiên học viện chúng ta đây mà bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ngươi sai rồi bây giờ người ta là thiên tài học đồ của tiểu kim câu học viện ha 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 hai thiếu niên bên cạnh phụ họa chế diễu nhấn mạnh hai chữ thiên tài trần lạc đi qua thấy trương đông trừ mặt có một vết bầm ra những chỗ khác không bị thương hắn nhìn cố văn hóa lại ngó y phục bị gã đạp dưới chân trần lạc nói trả y phục lại cho hắn đi cố văn hóa cực kỳ vinh váo ngươi nói trả liền trả ngươi còn tưởng mình vẫn là học đồ cao cấp của tiểu la thiên học viện chúng ta sao cố văn hóa nhìn thiên tài từng làm gã ngưỡng mộ ngước nhìn giờ ăn nói nhỏ nhẹ với mình gã rất hưởng thụ trần lạc nhìn chằm chằm vào cố văn hóa đôi mắt sâu thẳm lạnh băng khuôn mặt nhu giống con gái lộ vẻ mất kiên nhẫn Trần là cao giọng quát, xích ra, cố văn hóa bị hù giật nảy mình, tim đập nhanh, hai thiếu niên sợ hãi lùi mấy bước, hứ, sao, hù ta, cố văn hóa nhe răng giữ tợn, thò đầu ra, mắt trợn to, trầm giọng nói, ngươi bị quang minh thủ vệ đoàn phế tu vi, linh hải tán loạn, bảy linh mạch chắc cũng tán loạn, mới ra tù hơn ba tháng, đừng nói ngươi là thiên tài thật sự, cùng lắm là mới đánh thông linh mạch thứ nhất, chỉ dựa vào điều này cũng dám cản rỡ trước mặt ta, nghĩ tình ba chữ tiểu la thiên, hôm nay ta không muốn đánh ngươi, mau cút dù tiểu la thiên học viện đã trục xuất trần lạc nhưng sâu trong lòng hắn còn chút cảm tình với nó dù sau đó là nơi hắn sống 5 năm không thể vô tình trong thời gian ngắn cố văn hóa cười to bảo muốn ta cút cố văn hóa nhe răng hung tợn chừng trần lạc sống to cố văn hóa ta đã mở linh mạch thứ bốn sãi sợ phế vật nhà ngươi sao muốn y phục của hắn đúng không có ngon thì đến lấy đi trước kia ta nằm mơ cũng muốn đánh một trận với ngươi trần lạc không nói nữa bước ra một bước linh hồn cộng hưởng siêu nhanh linh lực điên cuồng vận chuyển trần lạc giơ tay lên ngón tay co lại linh lực thoáng hiện khiến không khí xung quanh kêu lì đùng. Trần lạc đấm vào ngực Cố Văn Hóa, vèo một tiếng, Cố Văn Hóa không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy ngực tê dần. Cố Văn Hóa bay ngang ra ngoài đập vào một thân cây, té xuống đất. Hình ảnh đó không chỉ làm hai học đồ Tiểu La Thiên Học Viện ngơ ngẩn, Vương Uy, Trương Đông cũng trợn mắt há hốc mồm. Chẳng phải tu vi của Trần lạc bị quang minh thủ vệ đoàn vế rồi sao? Tại sao Trần lạc có thể một đấm đánh bay Cố Văn Hóa? Cái này, Cố Văn Hóa là học đồ mở bốn linh mạch, không ai biết lý do. Bọn họ cực kỳ giật mình như trông thấy hình ảnh cực kỳ khó tin đầu óc trống rỗng cố văn hóa té dưới đất cảm thấy ngực nóng rát gã cố nhịn đau đứng dậy cố văn hóa không thể tin không thể chấp nhận sự thật là mình bị một phế vật một đấm đánh bay cố văn hóa không chấp nhận được giận dữ làm gã mất lý trí cố văn hóa giống to sông hướng trần lạc đôi tay lóe linh lực đỏ rực hỏa diễm trường đây là bộ linh quyết trung phẩm hoàng cấp của tiểu la thiên học viện lực công kích khá hung mãnh cố văn hóa tức giận đến mất lý trí hết sức công kích nên linh hồn dao động đến cực hạn vận chuyển lực lượng bốn linh mạch đánh ra hỏa diễm trường rất là uy mãnh lúc này trần lạc mới nhặt y phục lên định giao cho trương đông vương uy thấy cố văn hóa tấn công thì vội hét lên cẩn thận cố văn hóa tức giận quát trần lạc người đi chết đi trần lạc nhanh tay lại mắt chân trái rời sang trái người nghiêng sang trái hỏa diễm trường của cố văn hóa lướt qua vai trần lạc đánh vào không khí thừa dịp đó hắn xoay người giơ tay bắt chặt cổ tay gã người không có tư cách nói câu đó với ta trần lạc bóp chặt cổ tay cố văn hóa năm ngón cánh tay khác co lại linh lực thoáng hiện làm không khí xung quanh kêu rông rớp bù một tiếng nắm đấm đánh vào bụng cố văn hóa chưa xong bốc bốc Trần Lạc nhanh chóng thêm hai đấm, Cố Văn Hóa lại bay xéo ra ba thức té xuống đất, gã cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong người, khó chịu muốn chết. Cố Văn Hóa định vùng vẫy thì giọng Trần Lạc âm trầm vang như tiếng sấm, "Còn dám nhúc nhích thì hôm nay ta đánh ngươi tàn phế." Trần Lạc tức giận, khuôn mặt nhu như con gái lạnh băng, ánh mắt sắc bén tựa đao phong làm người toàn thân lạnh lẽo, không dám nhúc nhích. Cố Văn Hóa không dám nhúc nhích, dù muốn cục cựa cũng không được. Hai thiếu niên học đồ khác sợ tao tim, đứng ngay ra đó, biểu tình kinh hoàng nhìn Trần Lạc, nhìn bóng lưng ba người Trần Lạc, Vương Uy, Trường Đông rời đi, Cố Văn Hóa nằm dưới đất mà tái nhợt cực kỳ khó xem, vừa kinh hoàng vừa khủng hoảng. Biểu tình của Cố Văn Hóa như thể trông thấy lão Vu yêu trong truyền thuyết bỗng bỏ ra từ vực sâu. Nếu nói lần đầu tiên là vì không đề phòng Trần Lạc tập kích, Cố Văn Hóa cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Vậy lần thứ hai Cố Văn Hóa dùng cộng hưởng linh hồn đến cực hạn, thúc giục lực lượng bốn linh mạch nhưng vẫn bị Trần Lạc đánh bay. Không, không phải hắn đã bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế bỏ tu vi sao? Tại sao lại? Hai học đồ Tiêu La Thiên học viện khác trợn mắt há hốc mồm nhìn, mãi khi trần lạc rời đi bọn họ vẫn không thể tin điều đã trông thấy dìu ta lên cố văn hóa bị trần lạc đánh mấy đấm tức ngực thở dốc đau rát khó thể chịu đựng hai học đồ tiểu la thiên học viện dìu cố văn hóa dậy cả cố nén đau đớn cắn chặt răng cố văn hóa tức giận gằn từng chữ ta nhất định sẽ trả thù này trên đường với trần lạc nhíu mày cúi đầu đăm chiêu mới rồi đánh nhau với cố văn hóa trần lạc chỉ dùng lực lượng ba linh mạch chỉ đánh sức mạnh giai đoạn tiểu thành oai vũ vô tướng quyền nhưng hắn không ngờ lực công kích sẽ hùng mạnh đến thế xem ra sau khi quách trương linh mạch trần lạc đánh ra linh lực hơn xa học đồ cùng đẳng cấp nếu không có gì thay đổi trần lạc đã biết rõ thực lực hiện tại của mình quan trọng là trần lạc dùng 18 cộng hưởng 18 thu nạp đánh thông năm linh mạch mỗi một linh mạch quách trường gấp đôi lúc trước linh mạch của trần lạc là con đường nhỏ bây giờ thành đường cái rộng lớn trần lạc không biết nếu hắn dùng hết lực lượng năm linh mạch đánh ra oai vũ quyền ý thì uy lực sẽ mạnh đến mức nào trần lạc suy nghĩ phải tìm cơ hội thử xem nếu không biết rõ thực lực của mình thì sau này làm sao đánh nhau với người trần lạc đang suy tư vương uy Trương Đông đi bên cạnh thì còn chìm đắm vào cảnh tượng vừa rồi, nếu không chính mắt trông thấy Vương Uy, Trương Đông tuyệt đối không tin Trần Lạc mấy đấm đánh Cố Văn Hóa mềm như chuối, nên biết Cố Văn Hóa là học đồ mở bốn linh mạch, Trần Lạc thì hình như chỉ vừa ra tù hơn 3 tháng đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Đông, Vương Uy định hỏi nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, Trần Lạc thấy bộ dáng Vương Uy, Trương Đông mất hồn mất vía thì hỏi, hai người có sao không? Biểu tình đó là sao? Vương Uy không nín được, gã rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì, Vương Uy hỏi, cái, này, Trần Lạc ta hỏi ngươi một vấn đề được không hy vọng ngươi đừng để bụng cái gì mà để bụng hay không nói đi vương uy cẩn thận hỏi thế này có thể nói ngươi làm sao mở vài linh mạch không hỏi xong vương uy lo trần lạc tức giận vội nói bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ta biết chuyện này liên quan đến bí mật của ngươi đừng hiểu lầm bí mật gì tu vi của ta bây giờ thì trần lạc gãi đầu biểu tình do dự bây giờ tu vi của trần lạc là mở năm linh mạch nếu nói ra người ta không tin nổi bản thân hắn cũng không tin trần lạc ngẫm nghĩ nói giống như các ngươi cũng mở ba linh mạch ba linh mạch nghe vậy vương uy trương đông giật mình lướt nhau hít sâu vương uy trương đông biết trần lạc vì tội hắc ám bị bắt nhốt hơn một năm hơn nữa tu vi bị phế mới ra tù ba bốn tháng trong thời gian ngắn vậy trần lạc làm sao mở ba linh mạch hơn nữa bọn họ biết sau khi tu vi bị phế thì linh mạch sẽ rối loạn muốn lại đả thông càng khó khăn hơn người bình thường hơn ba tháng thông ba linh mạch sao sao ngươi làm được trần lạc lắc đầu nhún vai cười nói ta là thiên tài thiên tài vương uy Trương Đông ngẩn người, trong phút chốc không hiểu ẩn ý câu nói của Trần Lạc. Vương Uy, Trương Đông ngẫm nghĩ, đừng nói là thiên tài, dù có là kỳ tài ngút trời, rồng trong cõi người muốn thông ba linh mạch trong ba tháng cũng rất khó khăn, thật khó tin. Người ta mở ba linh mạch trong ba tháng, lại nhìn mình tu hành lâu bốn năm mà chỉ mới mở ba linh mạch. Mọi người cùng là người huyền hoàng thế giới nhưng sao chênh lệch lớn như vậy? Trên đường về Vương Uy, Trương Đông càng nghĩ càng thấy khó chịu, mở mịt, cuộc đời tối tăm, tương lai bí lối. Khi đến Tiểu Kim Câu học viện Vương Uy chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, Lúc trước Tiểu Kim câu học viện, Tiểu La Thiên học viện thường hay có xung đột tranh chấp, nói xung đột nhưng thật ra là đa số học đồ Tiểu La Thiên học viện ăn hiếp Tiểu Kim câu học viện, mỗi lần đều là ngư manh ra mặt điều dài, nhưng bây giờ Trần Lạc đánh người Tiểu La Thiên học viện, chắc chắn Tiểu La Thiên học viện sẽ không bỏ qua, chuyện này rất nhanh đồn khắp Tiểu Kim câu học viện, khiến hàng trăm học đồ cực kỳ giật mình, không ai ngờ Trần Lạc bị phế tu vi, mới ra tù hơn 3 tháng đã thông ba linh mạch, càng không ai ngờ Trần Lạc dựa vào lực lượng ba linh mạch mấy đấm đã đánh gục Cố Văn Hóa mở bốn linh mạch. Suốt buổi chiều đám học đồ Tiểu Kim, Câu Học Viện đều xì dòng chuyện này. Trần Lạc thì sao? Trần Lạc quay về Tiểu Kim, Câu Học Viện tắm rửa đi ngủ, bình tĩnh như thể chuyện này không phải hắn làm. Lúc ở Tháp Hình phạt mỗi ngày buổi sáng Trần Lạc sẽ nghe Đại thừa Tĩnh Tâm Kinh để thanh tẩy linh hồn tội phạm. Trần Lạc nghe Đại thừa Tĩnh Tâm Kinh hơn một năm, không biết tâm hồn có được thanh tẩy không nhưng tính nóng này đã bớt rất nhiều. Dù Đại thừa Tĩnh Tâm Kinh có lẽ giúp lòng Trần Lạc bình tĩnh nhưng không thể xóa đi bản chất. Bản chất của Trần Lạc là gì? Đừng thấy mặt ngoài Trần Lạc gầy yếu như con gái, mặt trắng nhỏ, bên trong tên này nóng như lửa đụng vào là cháy thuở nhỏ trần lạc gan to bằng trời không kiêng nề gì làm việc bất chấp hậu quả nhìn những hành động lúc trước của trần lạc là biết các vinh diệu các khắp thế giới bị trần lạc uy hiếp thậm chí uy hiếp trung ương học phủ đứng đầu quang minh điện nơi khiến người kính sợ bí ẩn còn bị trần lạc uy hiếp thì có cái gì hắn không dám làm đây chính là bản chất của trần lạc bình thường bản chất này bị đại thừa tĩnh tâm kinh áp chế nếu đụng vào nghịch lân của trần lạc thì bản chất nội tâm sẽ phá vỡ đại thừa tĩnh tâm kinh trói buộc điên cuồng bốc cháy lên trần lạc ngủ say loáng thoáng nghe tiếng đập cửa dồn dập có người kêu tên hắn trần lạc mở mắt ra ngồi dậy nhìn bên ngoài đã là hoàng hôn sắp đến lúc ăn cơm chiều trần lạc ngáp dài bước xuống giường mở cửa ra trần lạc tưởng là ngư manh kêu đi ăn cơm ai ngờ là vương uy trần lạc cài nút áo ngáp dài hỏi ưu đại chấp sự của chúng ta vẫn chưa về biểu tình vương uy hốt hoảng không nói gã đi thẳng vào phòng đóng cửa lại có chuyện gì không tốt vương uy nhỏ giọng nói người tiểu la thiên học viện đến tìm ngươi hãy ở lại đây đừng đi ra ngoài người tiểu la thiên học viện tìm ta làm gì có lẽ mới ngủ tỉnh nên đầu Trần Lạc còn mơ hồ, nói xong hắn chợt nhớ hình như buổi trưa đánh cố văn hóa một trận, Trần Lạc phì cười, mở rộng cửa ra, Trần Lạc lắc đầu, nói, lúc trước luôn ở bên ngoài làm việc, không ngờ đám tiểu La Thiên học viện ngang ngược như vậy, dám tìm tới cửa, thấy Trần Lạc đi ra ngoài, Vương Uy nóng nảy kêu lên, "Trần Lạc, ngươi làm gì? Mau trở về." "Ngươi không thể đi." "Yên tâm, ta chỉ đi xem." Khuôn mặt nhu của Trần Lạc nở nụ cười tà dị, vừa đi vừa gián tay áo, điệu bộ đó không giống đi xem mà là đánh nhau vương uy muốn ngăn cản nhưng làm sao ngăn được trần lạc giờ phút này hoàng hôn đã qua trời nhá nhem trước cửa tiểu kim câu học viện tụ tập tám chín thiếu niên bọn họ mặc quần áo sạc sỡ vênh váo đứng trước cửa kêu gào còn đánh bị thương hai học đồ giữ cửa học đồ tiểu kim câu học viện nghe tin chạy tới khoảng bốn năm người tụ tập người dẫn đầu tên nghiêm thu đã thông năm linh mạch là nhân vật số hai trong tiểu kim câu học viện thường này khi ngưu manh không ở sẽ do nghiêm tu quản lý nghiêm tu cùng bốn năm mươi học đồ chạy tới nâng hai học đồ tiểu kim câu học viện bị đánh lên mặt nghiêm tu chữ điền người như tên rất là nghiêm túc tại sao tiểu la thiên học viện các người đánh người tại sao hư một học đồ thân hình to mập đứng đầu mặt mũi dữ dằn biểu tình kiêu căng nói giữa trưa hôm nay người tiểu kim câu học viện các người đánh cố văn hóa người nói xem tại sao ta đánh người nghiêm tu biết tên mập này tên là hồ cao phong cũng mở năm linh mạch như gã hồ cao phong là nhân vật số 4 trong học đồ sơ giai của tiểu la thiên học viện dựa vào gia đình giàu có lại có tiểu la thiên học viện chống lưng Mấy năm nay gã hay ăn hiếp tiểu kim câu học viện, Hồ Cao Phong có biệt hiệu là Tiểu Bá Vương, kiêu căng, vênh váo. Nghiêm Tu có nghe nói sự tích của Trần Lạc, tuy đã không hiểu tại sao hắn mở được ba linh mạch trong ba tháng ngắn ngủi nhưng biết tiểu La Thiên học viện sẽ không cho qua chuyện này. Nghiêm Tu vốn chờ ngưu manh về bàn bạc ai ngờ đối phương đến quá nhanh, còn là Tiểu Bá Vương Hồ Cao Phong mang người tới cửa. "Ta biết Trần Lạc núp trong tiểu kim câu học viện các ngươi, kêu hắn mau xéo ra đây." Thân hình Hồ Cao Phong to mập khoanh tay đứng, hách cả mắt cao hơn đầu, coi rẻ Nghiêm Tu, Hồ Cao Phong khinh thường nói: nghiêm tu ta khuyên ngươi mau giao phế vật kia ra nếu không thì hôm nay đánh ngươi luôn bình thường chuyện này toàn do Ngưu anh giải quyết đối diện hồ cao phong hung tợn nóng này thì nghiêm tu hơi lúng cuống có lẽ chuyện này có hiểu lầm gì đó ngưu manh sẽ quay lại ngay hắn sẽ cho các ngươi lời giải thích hồ cao phong cười to bảo ngưu manh ha 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 mặt hồ cao phong xa sầm quát to đem ngưu manh ra đè ta ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn sao ta đếm ba tiếng không giao trần lạc ra thì ta đánh ngươi trước một hồ cao phong bắt đầu đếm đến tiếng thứ hai nghiêm tu đã hồi hộp chán toát mồ hôi lạnh ba hồ cao phong dứt lời chửi thề nghiêm tu ta thấy ngươi chán sống rồi trong khoảnh khắc hồ cao phong tung cố đấm nghiêm tu giơ tay đỡ hai người cùng là mở năm linh mạch không biết do nghiêm tu quá căng thẳng hay không đủ kinh nghiệm đánh nhau nên bị hồ cao phong đánh liên tục lùi lại ta luyện hỏa diễm trường đến tiểu thành ngươi dựa vào cái gì đâu với ta bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hỏa diễm trường là linh quyết trung phẩm hoàng cấp tu luyện đến tiểu thành có thể luyện ra hình đừng nhìn hồ cao phong cao to mập mạp nhưng hành động rất nhanh nhẹn sải bước tiến lên hai tay xòe ra linh lực như lửa bao vào bàn tay gã bù một tiếng nghiêm tu bị đánh vào bụng gã hét một tiếng lùi lại mấy bước mới đứng vững các học đồ diều nghiêm tu gã che bụng mặt tái nhược bốn năm mươi học đồ tiểu kim câu học viện thấy tình hình này rất là tức giận nhưng không dám đánh nhau một là vì bọn họ không đánh lại hồ cao phong hai là dù đánh thắng cũng không dám bọn họ không thể chưa vào gia đình hồ cao phong tiểu la thiên học viện rất mạnh trong trường tín thành ta lại đến ba tiếng nếu còn không giao trần lạc ra thì hôm nay đã đánh đến phụ mẫu ngươi nhận không ra hồ cao phong thật sự rất kiêu căng vênh váo hồ cao phong đang định đếm thì một giọng nói âm trầm không biết từ đâu vọng lại nghe nói ngươi tìm ta thanh âm vang lên mọi người nhìn bốn phía đám đông tách ra mới thấy một thiếu niên đến gần thân hình thiếu niên gầy gò khuôn mặt trắng trẻo nhu giống con gái biểu tình hờ hững khóe môi cong lên tà dị thiếu niên mặc áo lam hai ống tay áo sắn lên một tay thiếu niên xách cây gậy sắt đen thui cây gậy như mới rút ra từ đống lửa còn lóe sắc đỏ thiếu niên kéo cây gậy cạ mặt đất phát ra tiếng xèo xèo nhìn thiếu niên đi tới gần chín học đồ tiểu la thiên học viện hồ cao phong ngơ ngác dù gì bọn họ trưởng thành dưới ánh sáng thiên tài của trần lạc vài năm đây là thói quen phản xạ tự nhiên đặc biệt là hồ cao phong gã cùng nhập học với trần lạc bên ngoài gã rất oai phong nhưng trong tiểu la thiên học viện thấy hắn là không dám thở mạnh đi đường vòng năm thứ nhất nhập học cũng vì hồ cao phong kiêu ngạo quá đáng bị trần lạc đánh một trận để lại bóng ma đến bây giờ chưa tan trần lạc hừ quả nhiên là ngươi lần này hồ cao phong đến không chỉ vì ra mặt cố văn hóa còn để báo mối thủ cũ trần lạc không quen nhiều học đồ trong tiểu la thiên học viện đặc biệt là học đồ sơ giai hắn chỉ biết mặt hai ba người hồ cao phong nằm trong số đó trần lạc kéo lê gậy sắt chậm rãi bước tới trần lạc từ từ nói hồ cao phong hơn một năm không gặp không ngờ ngươi vẫn không chút tiến bộ ta không tiến bộ hừ dù ta không tiến bộ vẫn hơn ngụy thiên tài xâm nhiễm hắc ám nhà ngươi không hiểu sao hồ cao phong nhìn trần lạc âm trầm đến gần gậy sắt kéo lê phát ra tiếng sẹt sạch làm gã hốt hoảng hồ cao phong ra vẻ bình tĩnh cười nhạo đáng tiếc hơn một năm qua đi hồ cao phong ta vẫn là hồ cao phong trần lạc ngươi đã không phải trần lạc trước kia ngươi bị quang minh thủ vệ đoàn phế tu vi còn dám vênh vào trước mặt ta ha, ha 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 ai chối gì đâu trần lạc nhìn hồ cao phong cười tủm tỉm nói ta đúng là không phải trần lạc cũ ngươi thì vẫn là hồ cao phong trước kia khi chúng ta cùng nhập học ngươi là học đồ sơ cấp ta xâm nhiễm hắc ám ngươi vẫn là học đồ sơ cấp ta ngồi tù ngồi hơn một năm đi ra ngoài bà nội nó ngươi vẫn là học đồ sơ cấp ngươi không ngại mất mặt nhưng ta thấy xấu hổ thanh ngươi trần Lạc không phải loại người mỏ nhọn nhưng khi châm chọc người tuyệt đối chọt chúng chỗ hiểm làm hồ cao phong rất đau trần lạc hôm nay ta muốn đánh ngươi sang rơi đầy đất hồ cao phong giơ hai đấm lên linh hồn cộng hưởng vận chuyển linh lực năm mạch xung lên ngươi cứ thử xem trần lạc bỗng dừng bước giơ tay lên gậy sắt kêu vù một tiếng linh lực mờ mờ bao bọc canh gậy hứ chỉ là linh lực ba mạch tu luyện cảnh giới thứ nhất là linh Xung một mạch mỗi linh mạch ẩn chứa tức khác nhau nên bình thường dựa vào mạch tức khác nhau phân biệt ra thực lực của đối phương hồ cao phong có kinh nghiệm đánh nhau rất phong phú liếc sơ nhận ra ngay trong linh lực của trần lạc chỉ ẩn chứa ba mạch tức dù gã rất ngạc nhiên trong 3 tháng ngắn ngủi hắn đã thông ba linh mạch nhưng chuyện này không quan trọng với gã quan trọng là tu vi linh lực năm mạch như hồ cao phong không để trần lạc vào mắt trần lạc sơ gậy sắt nóng quấn quanh linh lực ba mạch lên đỡ đòn hồ cao phong không thèm né vận chuyển linh lực ba mạch đỡ gậy sắt nung chỉ va chạm nhẹ trượt vang tiếng nổ đất tai hồ cao phong cảm giác bàn tay đau nhức gã hét to nhanh chóng thả lòng tay ra thu lùi ba bước hồ cao phong nhìn bàn tay lớp da đỡ cây gậy của trần lạc bị nứt ra hồ cao phong ngẩng đầu lên trợn to mắt kinh hoàng nhìn trần lạc rõ ràng ngươi có linh lực ba mạch nhưng làm sao ngăn được linh lực năm mạch của ta không chỉ hồ cao phong hoảng sợ các học đồ xung quanh cũng đầy hoảng hốt bọn họ thấy rõ trần lạc phát ra linh lực ba mạch hồ cao phong dùng linh lực năm mạch ngăn cản dưới tình huống đó hồ cao phong hoàn toàn có thể dễ dàng đỡ gậy sắt nung chỉ cần gã muốn dư sức vận chuyển linh lực thông qua gậy sắt phản chấn lại trần lạc nhưng tại sao bây giờ hoàn toàn trái ngược bọn họ không biết không nghĩ ra càng không có thời gian suy nghĩ trần lạc không cho hồ cao phong có thể thời gian suy ngẫm hơ gậy sắt nung lên hai người đánh nhau đấu hơn 10 chiêu hồ cao phong không tin tà lần lượt dùng linh lực năm mạch va chạm linh lực ba mạch của trần lạc liên tục va đụng 13 lần khi toàn thân hồ cao phong bị gậy sắt nung của trần lạc in 13 ba dấu ấn đẫm máu thì đành chấp nhận sự thật là linh lực năm mạch của gã không đỡ nổi linh lực ba mạch của trần lạc bùm lại một lần va chạm vai hồ cao phong bị đập một gậy đau nhen răng hú lên hồ cao phong tức giận quát trần lạc người có ngon thì ném gậy sắt này đi chúng ta đánh tay không hồ cao phong không tin trần lạc với linh lực ba mạch có thể đỡ linh lực năm mạch chắc chắn là vì gậy sắt có điều lạ tùy ngươi trần lạc ném gậy sắt nung xuống đất đứng yên lạnh nhạt nói đến đây trần lạc nói nhẹ nhàng như thể không để hồ cao phong vào mắt hồ cao phong cũng nhận ra điều này gã tức giận như sư tử gầm lên lúc trước khi người tu luyện linh hải ta không đấu lại ngươi bây giờ tu vi của ngươi chỉ mới mở ba mạch hồ cao phong ta không tin không đánh lại ngươi Hồ Cao Phong lại vận chuyển linh lực năm mạch xung phong, lần này đổi lại là Trần Lạc không thèm trốn tránh, Trần Lạc muốn thử thực lực của mình cho nên vẫn dùng linh lực ba mạch, Trần Lạc nhẹ giọng nói, lúc trước ngươi không được, bây giờ càng không thể, Trần Lạc dứt lời tung cú đấm, hai nắm đấm va vào nhau, boom, Trần Lạc lùi một bước, Hồ Cao Phong rên rỉ lùi 6 bước mới đứng vững, Hồ Cao Phong hoàn toàn thừa nhận một sự thật là cây gậy sắt nung không có gì lạ, kỳ lạ là Trần Lạc, linh lực ba mạch của Trần Lạc thật sự, thật sự mạnh hơn linh lực năm mạch của Hồ Cao Phong, người xung quanh trợn mắt há hốc mồm bọn họ thấy khó hiểu giống như hồ cao phong trần lạc với linh lực ba mạch sao có thể mạnh hơn hồ cao phong linh lực năm mạch một chút trần lạc không tấn công tiếp mới rồi va chạm nắm đấm làm hắn tìm hiểu được sơ sơ vận chuyển linh lực ba mạch ngang ngửa với linh lực năm mạch của người thường ta không tin ngươi thật sự lợi hại như vậy à hồ cao phong cố nén khắp người đau rát không chế linh hồn cộng hưởng đến cực hạn hồ cao phong vận chuyển linh lực năm mạch hai tay xòe ra bên mép bàn tay nổi lên linh lực lửa linh quyết trung phẩm hoàng cấp hỏa dưỡng trường mới rồi nghiêm tu bị hồ cao phong dùng chiêu này đánh gục đây là linh quyết vũ khí bí mật của gã không thể không nói hồ cao phong tu luyện linh quyết trung phẩm hoàng cấp đến tiểu thành đúng là giỏi gã dựa vào linh quyết hỏa diễm trưởng này học đồ linh lực năm mạch bình thường không phải là đối thủ vì sức sát thương của hỏa diễm trưởng quá mạnh mẽ trần lạc thấy vậy không dám lơ là hắn biết nếu còn vận chuyển linh lực ba mạch đối kháng thì sẽ bị thương thế là trần lạc linh hồn cộng hưởng vẫn vận chuyển linh lực ba mạch nhưng khác ở chỗ hắn đánh oai vũ vô tướng quyền thoáng chốc trần lạc xài bước tới trước thân hình như thoi đương nghiêng sang trái cánh tay phải giơ lên năm ngón co lại linh lực cuồng bạo nổi lên cú đấm đánh ra vang tiếng gió rít không khí nổ khí lưu chấn động tiếng rẹt rẹt chè che vang lên miên không dứt sẹt 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 hai người lại va chạm mới tiếp xúc hồ cao phong không hiểu ra sao chỉ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ ập đến mạnh như cọp đánh bay gã rung động kinh ngạc đây là biểu tình của mọi người xung quanh trần là không chỉ đỡ hỏa diễm trường giai đoạn tiểu thành của hồ cao phong mà còn đánh bay gã mới rồi hắn sử dụng linh quyết hình như là là oai vũ vô tướng quyền bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đúng vậy chắc chắn là thế mọi người có mặt nhận ra trần lạc đánh ra linh quyết là gì bởi vì oai vũ vô tướng quyền là môn linh quyết cơ sở rất hoàn mỹ tất cả học đồ đều từng tu luyện nó nhưng bọn họ chỉ tu luyện sơ vì linh quyết là đặt nền mỏng cơ bản dễ học mà khó giỏi tu luyện oai vũ vô tướng quyền thì dễ nhưng khó tinh thông có thể kiên trì tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến tiểu thành đã xem như nổi bật trần lạc không chỉ tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến tiểu thành mà còn lên tới đại thành oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đại thành mấy trăm học đồ toàn Tiểu La Thiên Học Viện chỉ có bốn học đồ tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành Tiểu La Thiên Học Viện còn như vậy càng đừng nói tới học viện khác không chút khoa trương khi nói toàn trường tín thành không bao nhiêu người tu luyện oai vũ vô tướng quyền đại thành các học đồ nhìn thiếu niên Lam Bình tĩnh đứng lòng rất nghi hoặc thiếu niên thật sự là Trần Lạc vì Quang Minh thủ vệ Đoàn phá bỏ tu vi sao có lẽ chắc là vậy nhưng Trần Lạc mới ra tù hơn ba tháng đã thông ba linh mạch không có gì lạ tuy nhiên Trần Lạc có thể tu luyện linh quyết oai vũ vô tướng quyền dễ học khó giỏi đến mức đại thành sao hắn làm được? mọi người rất muốn biết đáp án này trần lạc lên tiếng còn đánh nữa không hồ cao phong mềm oạt rướt đất run bần bật gã ngước nhìn khuôn mặt thiếu niên nhu như con gái đôi mắt sâu thẳm hồ cao phong hoảng hốt như trông thấy trần lạc của hơn một năm trước khi đó hắn lộ mũi nhọn coi trời bằng vung cuồng tựa như một thanh kiếm sắc bén khiến người không dám đến gần trần lạc bây giờ không còn mũi nhọn năm xưa không là thanh kiếm sắc bén nhưng tĩnh lặng tựa hồ nước lạnh lẽo như lửa vực sâu thoạt trông trần lạc bình tĩnh thản nhiên nhưng thật ra như lửa như vực sâu tính như băng nghe nói tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành uy lực tựa như mãnh hổ hung mãnh bạo lực hồ cao phong cảm nhận sâu sắc điều này hồ cao phong bị một đấm oai vũ của trần lạc làm khí huyết cuồn cuộn choáng váng mặt mày hồ cao phong cố nén đau đớn đứng dậy thụt lùi lại hồ cao phong quay đầu hét với tám học đồ tiểu la thiên học viện đứng bên cạnh các ngươi còn đứng được mặt ra làm gì cùng nhau lên đánh hắn bị hồ cao phong kêu to tám học đồ tiểu la thiên học viện giật mình tỉnh táo lại liếc nhau lập tức xông lên thấy tình hình này tim trần lạc run lên trần lạc là người không phải thần. Trần Lạc đánh gục Hồ Cao Phong nhưng không đấu lại tám Hồ Cao Phong, dù hắn không tiếc tất cả lộ ra thực lực thật sự, vận chuyển linh lực năm mạch đánh oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đỉnh cũng không biết có đối phó nổi với tám Hồ Cao Phong không. Dù sao hai đấm khó đỡ bốn tay, lo được trước mặt nhưng không tránh nổi sau lưng. Quanh nam phá trận khiến Trần Lạc gặp chuyện phải tỉnh táo, hắn vội nhặt gậy sắt nung lên. Trần Lạc siết chặt gậy sắt nung, giơ cao chỉ hướng tám học đồ Tiểu La Thiên học viện. Trần Lạc lạnh lùng quát, bà nội nó ai dám nhúc nhích một cái là hôm nay tiểu gia đánh tàn phế các ngươi. Trần Lạc không có nhiều kinh nghiệm đánh đơn nhưng bị người vây công thì nhiều không đếm xuể. Trần Lạc từng bị các vinh diệu các vây công, bị các thiên tài trung ương học phủ vây công, thậm chí Quang Minh Vu sư của Quang Minh điện cũng vây công hắn. Đến bây giờ Trần Lạc còn sống không phải trùng hợp, hắn biết trong tình huống này cần dùng khí thế áp chế đối phương, để đối thủ muốn tấn công nhưng do dự, bỗng có một học đồ Tiểu La Thiên học viện lùi lại một bước, Trần Lạc nhanh tay lại bắt hơi gậy sắt nung, vận chuyển linh lực ba mạch đập xuống vai học đồ Tiểu La Thiên học viện, rầm, học đồ Tiểu La Thiên học viện che vai ngồi bệt dưới đất, gào thét dầm trời trần lạc thừa dịp đó bước ra một bước khi thế khiếp người nhắm ngay một học đồ khác lại trong một gậy đánh gục sau một học đồ tiểu la thiên học viện trần lạc tiến tới một bước đám học đồ còn lại sợ hãi tụt lùi còn ai muốn đánh học đồ cầm gậy sắt nung chỉ vào một học đồ tiểu la thiên học viện quát hỏi là ngươi học đồ tiểu la thiên học viện lắc đầu sợ teo tim từng gậy sắt nung chỉ vào trước mặt họ đám học đồ đều lắc đầu ngoài ngoại nếu không muốn đánh thì cút đi học đồ tiểu la thiên học viện hoàn toàn bị khí thế của trần lạc hù sợ nhìn gậy sắt nung đen thui chỉ vào chán mình cảm giác giống lưng lạnh lẽo bọn họ không dám do dự nâng đám người hồ cao phong dậy chuẩn bị đi nhìn đám học đồ tiểu la thiên học viện rời đi trần lạc tùy tay ném gậy sắt nung đi lúc ra cổng trường trần lạc sách theo cây gậy là vì ứng đối tình huống này có vũ khí thì khi bị vây công có thể khống chế người ngay trong thời gian ngắn mặc dù gậy sắt nung đỏ không phải linh bảo gì nhưng sinh ra áp lực làm người sợ trần lạc muốn có hiệu quả đó trần lạc xoay người định quay về sau lưng bỗng có tiếng quát trần lạc trần lạc quay lại nhìn Thấy một người đứng trước cửa Tiểu Kim Câu Học viện, thiếu niên cỡ tuổi Trần Lạc, khoảng 16 7 tuổi, mặc y phục đắt tiền, mặt âm trầm, bước nhanh tới gần. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Trần Lạc, nói: "Trần Lạc, ngươi còn nhớ Trác Vệ Đông ta không?" "Trác Vệ Đông?" Trần Lạc có chút ấn tượng, dường như là học đồ nhập học cùng lúc với hắn. Các học đồ Tiểu Kim Câu Học viện nghe tên Trác Vệ Đông thì tìm đập nhanh. Trác Vệ Đông, nhân vật số 2 trong học đồ sơ cấp Tiểu La Thiên Học viện, mở 6 mạch, tu luyện hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp là Hỏa Diễm Trường, thập nhị lộ Hàn Phong Chân đều tu luyện đến tiểu thành nên sức chiến đấu cực kỳ kinh người cục 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 trác vệ đông chạy nhanh tới trước cách trần lạc khoảng ba thước thì nhảy người lên thoáng chốc hơn hai thước trác vệ đông nghiêng người xuống đùi phải loài ánh sáng linh lực đá ra tiếng xé gió kêu vù vù trần lạc lập tức vận chuyển linh lực ba mạch đánh ra oai vũ vô tướng quyền gia đoạn giải thành cú đấm đánh vào gan bàn chân trác vệ đông vang tiếng nổ đứt tay trần lạc lùi hai bước trác vệ đông đáp xuống đất cũng lùi một bước mới đứng vững lần đầu giao đấu hình như trác vệ đông chiếm ưu thế trần lạc định tìm hiểu rõ thực lực của mình sau khi đánh nhau hắn càng tin tưởng hơn linh lực ba mạch cộng oai vũ vô tướng quyền kém hơn linh lực sáu mạch một chút trần lạc rất vừa lòng kết quả này trác vệ đông cực kỳ giật mình trước thực lực của trần lạc mặt ngoài không lộ vẻ gì trác vệ đông nhìn đám người hồ cao phong bị thương lạnh lùng cười vì đi đường tắt xâm nhiễm hắc ám vị quang minh thủ vệ đoàn phế tu vi nhưng ngươi vẫn không thành thật trần lạc cười khẩy nói lúc trước chúng ta cùng nhập học ngươi cảm thấy trần lạc ta là người thành thật sao hôm nay ta muốn xem ngươi có tư cách gì mà cuồng như vậy ta cuồng sao là ngươi cùng mới đúng Trần Lạc hờ hướng lướt chắc vệ đông, nói, trước kia không thấy ngươi ngông ngành như vậy trước mặt ta, sao, thấy tu vi của ta bị phế cũng muốn lên đạp hai chân, chắc vệ đông kêu căng bá đạo, vênh có nói, đạp ngươi rồi sao, Trần Lạc câm nín, khóe môi cong lên cuồng họa, chậm rãi nói, ngươi không có tư cách này, lúc trước không có, hiện tại cũng, về sau càng sẽ không, ngươi. Nét mặt chắc vệ đông xa sầm, biểu tình giận dữ, chắc vệ đông định đánh nhau nhưng chợt nghe tiếng quát ngăn lại, dừng tay, thanh âm vang dội như mãnh hổ gầm giống làm tai người ù đặc một nam nhân cao to gần hai thước xuất hiện gã mặc quần cộc loa thân trên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn đôi tay thô to đầy gân xanh chính là ngư manh ngư manh chạy thẳng tới nơi thấy hổ cao phong bị thương mấy học đồ tiểu la thiên học viện làm gã nhíu chặt mày ngư manh không biết chỗ này có chuyện gì tại sao hai thủ lĩnh học đồ sơ cấp tiểu la thiên học viện đều có mặt ngư manh là thủ hộ thần của tiểu kim câu học viện nguyên trưởng tín thành đều biết chuyện đó trời sinh Ngưu manh có sức mạnh phi thường như chín châu hai hổ tu vi là mở bảy linh mạch học đồ bình thường không phải đối thủ của ngưu manh thấy ngưu manh quay về chắc vệ đông biết trận này không thể đánh chắc vệ đông nhìn trần lạc chằm chằm hử lạnh một tiếng trần lạc chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại lần sau ta nhất định sẽ dẫm người dưới chân bạn đang xem thiên vô được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vẻ mặt trần lạc bất đắc dĩ lười nhìn chắc vệ đông đợi đám người chắc vệ đông hồ cao phong học đồ tiểu la thiên học viện rời đi ngưu manh hỏi thắc mắc trong lòng sau khi biết đầu đuôi câu chuyện ngưu manh nghe rằng mắt hổ trợn to khó tin nhìn trần lạc Ngư Manh và Trần Lạc ở chung một trạch viện hơn hai tháng, tuy gã hay thấy hắn hấp thu linh khí nhưng cho rằng cùng lắm là mở một linh mạch. Ngư Manh không ngờ Trần Lạc đã mở ba linh mạch và còn, còn tu luyện oai vũ vô tướng quyền được công nhận là khó tinh thông nhất đến đại thành, khủng khiếp hơn là nhóm học đồ linh lực năm mạch hồ cao phong đều không đánh lại Trần Lạc. Cái này thật không thể tưởng tượng. Khi tin Trần Lạc lần lượt đánh bị thương cố văn hóa, hồ cao phong đồn khắp tiểu la thiên học viện liền dẫn đến sóng to gió lớn. Mọi người đều biết Trần Lạc bị quang minh thủ vệ đoàn phế tu vi, khi đó các lão sư tiểu la thiên học viện tự mình kiểm nghiệm vậy là trong vòng 4 tháng ngắn ngủi trần lạc đạt thông ba linh mạch nếu không có cố văn hóa hồ cao phong bị thương làm chứng thì các lão sư tiểu la thiên học viện không bao giờ tin sự thật này giờ phút này trên đại điện tiểu la thiên học viện viện trưởng trưởng lão chấp sự lão sư đều tụ tập lại ba người cố văn hóa hồ cao phong trác vệ đông đứng giữa đại điện bọn họ kể lại sự việc ba bốn lần các lão sư biểu tình trầm trọng không hiểu ra sao bọn họ không nghĩ ra trong bốn tháng làm sao mở ba linh mạch được Huống chi sau khi Trần Lạc bị phế linh hải chắc chắn bảy linh mạch rối loạn, trong tình huống đó có thể đả thông một linh mạch trong một năm đã xem như thắp hương, càng khiến các lão sư khó tin là theo hồ cao phong, cố văn hóa, chắc vệ đông miêu tả thì Trần Lạc vận chuyển linh lực ba mạch có sức mạnh còn hơn cả linh lực năm mạch của hồ cao phong, hắn thậm chí tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành, nghe sao cũng như nằm mơ. Ta dám khẳng định nếu tất cả đúng là thật thì đồ cứng đầu Trần Lạc lại xâm nhiễm hắc ám, nếu không thì hắn không thể tiến triển khủng bố như vậy. Nét mặt Lý chấp sự xa sầm, lộ rõ ghét Trần Lạc các lão sư gật gù chỉ có tu hành đường tắt xâm nhiễm hắc ám mới tiến bộ nhanh như vậy trước khi chuyện có quyết định chúng ta không thể bình luận gì vương khắc lão sư luôn thấy áy náy với trần lạc bởi vì trước khi lão viện trưởng chết nhờ gã chăm sóc trần lạc trần lạc bị tiểu la thiên học viện trục xuất khiến vương khắc lão sư ái náy không yên hứ chẳng lẽ vương khắc lão sư cho rằng trong vòng 4 tháng vương khắc lão sư có bản lĩnh đả thông ba linh mạch sao còn người lý chấp sự bụng dạ hẹp hòi ai đối địch với gã sẽ bị vô tình công kích nói thật là ta cũng không cho rằng trần lạc có thể đả thông ba linh mạch trong 4 tháng nhưng điều đó không có nghĩa là hắn xâm nhiệm hắc ám vương khắc lão sư nhìn các lão sư tiếp tục bảo vận mệnh mỗi người khác nhau tạo hóa cũng khác từ nhỏ trần lạc số khổ có lẽ ông trời thương xót ban cho hắn tạo hóa lớn kỳ ngộ gì đó thì sao huống chi bây giờ trần lạc vào tiểu kim câu học viện viện trưởng là tháp chủ trận tháp đồ khai nguyên từ khi trần lạc còn nhỏ đồ khai nguyên đã rất yêu thương hắn rất có thể bày trận pháp huyền diệu nào đó giúp đỡ hắn vương khắc lão sư nói rất có lý làm lý chấp sự không lời nào để phản đối một lão sư đồng ý lời của vương khắc lão sư nói vương khắc lão sư nói có lý theo ta được biết dù xâm nhiễm hắc ám nói là đường tắt nhanh chóng tăng tu vi cho mình nhưng tuyệt đối không thể nào khiến linh mạch biến dị trần lạc có thể dùng linh lực ba mạch đánh bị thương hổ cao phong có linh lực năm mạch từ đó thấy được linh mạch của trần lạc sinh ra biến dị nên linh lực mạnh hơn các học đồ không hiểu nhưng đám lão sư thấy rộng biết nhiều bọn họ biết một khi linh mạch sinh ra biến dị thì sẽ càng rộng mềm dẻo mạnh hơn trước ẩn chứa linh lực càng cường đại hơn nhưng không ai biết linh mạch biến dị trong tình huống nào linh hải của trần lạc bị phế linh mạch rối loạn trong tình huống đó khả năng linh mạch biến dị lớn hơn người bình thường một chút cái gọi là phá rồi lập lập rồi biến chính là như vậy ha 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 thật là ghê gớm lý chấp sự đứng dậy lạnh lùng nhìn đám vương khắc lão sự ủng hộ trần lạc nói các vị cao kiến thật chẳng lẽ các người đều cho rằng đồ ngoan cố trần lạc xâm nhiễm hắc ám sẽ được ông trời yêu thương cho kỳ ngộ sao hừ nếu hắn đã xâm nhiễm hắc ám một lần thì có thể làm lần hai kỳ ngộ gì vớ vẩn trong thiên hạ làm gì có nhiều kỳ ngộ như vậy lý chấp sự không thể nói như vậy chúng ta không bài trừ khả năng trần lạc xâm nhiễm hắc ám lão sư đó chưa nói xong đã bị lý chấp sự đánh gãy tranh luận làm gì cứ trực tiếp thông báo quang minh thủ vệ đoàn kiểm nghiệm là biết lý chấp sự ngồi xuống nhắm mắt lại chúng ta không có chút chứng cứ trần lạc xâm nhiễm hắc ám trong tình huống này lỗ mãng thông báo quang minh thủ vệ đoàn lỡ như trần lạc thật sự không xâm nhiễm hắc ám tạm gác chuyện quang minh thủ vệ đoàn có trách tội hay không sợ là đồ khai nguyên sẽ không bỏ qua vương khắc lão sư đứng lên nói viện trưởng hy vọng chuyện này tính kỹ rồi hãy làm đồ khai nguyên đồ tháp chủ, đồ viện trường, người đời gọi là đồ man dợ, đồ khai nguyên là người như thế nào, nguyên vu sư không người không biết, ai trong trường tín thành hơi lớn tuổi chút đều biết đồ lão già không dễ chọc, đã chọc vào đồ khai nguyên là sẽ rắc rối to, không nói đâu xa, mấy năm trước đại gia tộc nổi tiếng lừng lẫy trong trường tín thành định kéo đồ khai nguyên xuống ghế tháp chủ, kết quả bị đồ lão già đùa đến gia cảnh xa sút kết cuộc thê thảm, nếu không phải đồ khai nguyên nương tay thì người gia tộc kia có lẽ đã bị nhốt vào tù. Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện gật đầu, nói, đồ khai nguyên đúng là rắc rối, chúng ta phải có đầy đủ chứng cứ mới có thể thông báo cho quang minh thủ vệ đoàn lúc này trác vệ đông bỗng lên tiếng viện trưởng chấp sự các vị lão sư ta có một cách tham dò trần lạc a à, ngươi có cách gì lúc ta ở tiểu kim câu học viện có đánh nhau với trần lạc với thực lực hiện giờ của hắn không đấu lại ta nếu ta hạ chiến thư với hắn khi đó ta đánh cùng trần lạc ta tin tưởng sẽ tham dò được hắn có xâm nhiễm hắc ám hay không viện trưởng tiểu la thiên học viện lý chấp sự nghe vậy lộ vẻ mừng rỡ đây đúng là cách hay lý chấp sự cười nói vệ đông cách của ngươi rất hay ha 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 sau khi hạ chiến thư tiểu la thiên học viện chúng ta lập tức tuyên bố ra ngoài để mọi người cùng xem một khi thăm dò ra trần lạc xâm nhiễm hắc ám thì chúng ta bắt hắn ngay khi đó đổ khai nguyên ba đầu sáu tay cũng không biết làm sao vương khắc lão sư khẽ thở dài viện trưởng chuyện này có đường đột quá không chúng ta đã trục xuất trần lạc ra khỏi học viện hắn chỉ là một đứa trẻ cần gì làm khó hắn nếu đồn ra sẽ không tốt cho danh tiếng học viện chúng ta vương khắc lão sư ngươi thì biết cái gì nếu để mặc đồ cứng cổ trần lạc phát triển mới là tổn hại danh dự của học viện chúng ta vương khắc lão sư nói rất đúng nhưng lý chấp sự cũng không nói sai lúc trước tiểu la thiên học viện trục xuất trần lạc đi mặc dù trên danh nghĩa là vì hắn không thích hợp tiếp tục ở lại tiểu la thiên học viện nhưng tất cả đều hiểu rõ là tiểu la thiên học viện thấy trần lạc không thể mang về vinh dự cho học viện nên vô tình đuổi đi từ sau khi chuyện này đồn ra ngoài toàn trường tín thành phê phán tiểu la thiên học viện cảm thấy tiểu la thiên học viện quá vô tình nếu từ nay về sau trần lạc lẫn vào đám người thì không sao cố tình hắn đả thông ba linh mạch nếu để mặc hắn phát triển lỡ như lỡ thi đậu trung ương học phủ thì sau này tiểu la thiên học viện còn mặt mũi nào lý chấp sự tưởng tượng nếu mọi chuyện xảy ra thì danh dự tiểu la thiên học viện sẽ rớt xuống vực sâu vì vậy viện trưởng tiểu la thiên học viện lý chấp sự các lão sư sẽ không mặc cho trần lạc thuận lợi phát triển hứ sau khi so tài vén mở sự thật trần lạc xâm nhiễm hắc ám rồi ta chờ xem đám người trường tín thành có còn đồng tình hắn không có dám nói chúng ta trục xuất hắn là sai lầm lý chấp sự vững tin trần lạc xâm nhiễm hắc ám gã không nghĩ ra lý do nào khác hơn nữa hắn có tiền khoa xâm nhiễm hắc ám càng khiến cả tin vào điều này lý chấp sự nói đúng viện trưởng tiểu la thiên học viện đồng ý bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim chúng ta trục xuất trần lạc bị trường tiến thành chê trách cách này có lợi không hại cho vinh dự tiểu la thiên học viện chúng ta ừ cứ quyết định như vậy vệ đông ngươi chuẩn bị đi khi đó phải dốc hết sức ứng chiến cha vệ đông lớn tiếng vâng dạ tiếp tục bảo viện trưởng có thể ước định tỷ thí tại cửa diệp nghệ quán sau một tháng được không viện trưởng tiểu la thiên học viện nghi hoặc hỏi tại sao phải chờ một tháng gần đây đệ tử luôn khắc khổ tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân ta có niềm tin trong vòng một tháng sẽ tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đến đại thành các lão sư nghe xong vui vẻ ra mặt thập nhị lộ hàn phong chân là linh quyết trung phẩm hoàng cấp là một bộ linh quyết ít được để ý trước mắt chưa học đồ nào luyện đến địa thành nếu chắc vệ đông tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đại thành là tiểu la thiên học viện có thêm một học đồ sức chiến đấu mạnh mẽ nên biết sau ba tháng là hội võ học viện kim thủy vực tốt ngươi hãy khắc khổ tu luyện trong một tháng tranh thủ tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đến đại thành nếu có yêu cầu gì cứ lên tiếng tiểu la thiên học viện chúng ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn ngươi đà tạ viện trưởng chắc vệ đông mừng vui hớn hở đúng vậy chắc vệ đông rất hưng phấn chắc vệ đông có thể tưởng tượng được một tháng sau gã thể hiện thập nhị lộ hàn phong chân giai đoạn đại thành chẳng những một hơi nổi tiếng gã muốn mọi người nhìn thấy thiên tài ngày xưa bị gã dẫm dưới chân tiểu kim câu học viện trạch viện trong phòng trần lạc chỉ mặc cái quần thân trần ngồi trên giường dựa vào vách tường trần lạc ngửa đầu dựa vào tường hơi nheo mắt lại trần lạc nhàm chán nhìn đồ khai nguyên lải nhải đi tới đi lui trong phòng ra ra tưởng ngươi bị thấp hình phạt bắt nhốt hơn một năm thì tính cách khinh cuồng sẽ giảm bớt nên mới đưa ngươi vào tiểu kim câu học viện không ngờ thật không ngờ kết quả là tiểu tử nhà ngươi vẫn gây vạ cho ra ra đồ khai nguyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng bộ dạng tức giận chỉ trích trần lạc sai lầm người ta khi dễ đến cửa lão muốn ta làm sao như con rùa đen rút đầu trốn đi trần lạc ngáp dài nói ta cũng vì lão bây giờ ta là học đồ của tiểu kim câu học viện nếu ta bị bắt nạt thì lão cũng mất mặt đúng không ta nói này đồ khai nguyên lão làm tháp chủ coi như hợp cách nhưng làm viện trưởng thật là quá mức lúc trước ta không biết đến đây rồi ta mới hiểu rõ tiểu kim câu học viện thường bị ăn hiếp lão làm viện trưởng mà không dám hó hé câu nào ta mất mặt dùm lão đồ khai nguyên chửi vớ vẩn đồ khai nguyên phản ứng lại quát đã khi nào ra ra mặc kệ tiểu kim câu học viện bị người ăn hiếp cũng vì tiểu kim câu học viện chúng ta không có người người nghĩ ra ra kéo ngươi về làm vì cái gì a à, trần lạc ủ ủ cạc cạc gì mà kéo mình về làm gì trần lạc suy nghĩ kỹ con mắt trợn to nhìn chằm chằm vào đồ khai nguyên nói ta nói này đồ khai nguyên lão mới nói gì lão kéo ta về là vì để ta đánh lộn thay lão đồ khai nguyên ho khan giấu đầu lòi đuôi hụ hụ đồ khai nguyên nghiêm túc nói lạc tiểu tử ra ra thấy lo cho năng lực kiểu sự việc của ngươi ra ra thấy ngươi tội nghiệp nên mới thu nhận ngươi ngươi nghĩ mình là chiến thần chuyển thế sao đánh nhau vì ra ra lạc tiểu tử ngươi tưởng tượng hơi quá trần lạc câm nín trần lạc thấy ánh mắt đồ khai nguyên gian xảo cứ liếc mình bản năng kéo chăn lên che người Trần Lạc cảnh giác nói, lão già biến thái, nhìn đi đâu vậy, biến đi, đồ khai nguyên cười mắng Trần Lạc, dù ra ra thích nam cũng không vừa mắt tên mặt trắng nhà ngươi, vậy lão cứ dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn tiểu ra làm gì, đồ khai nguyên lườm Trần Lạc, nói, mới bốn tháng sau ngươi đã thông ba linh mạch được, làm ra ra sợ hết hồn, lão biết rõ tiểu ra từ nhỏ trời sinh thông minh, được người gọi là kỳ tài ngút trời, chỉ khi ở chung với đồ khai nguyên không lớn không nhỏ, không ra gì mới khiến Trần Lạc không e dè hình tượng, cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng từ nhỏ trần lạc đồ khai nguyên đã như thế hết cách hình thành thói quen gia gia thừa nhận tiểu tử nhà ngươi trời sinh thông minh gọi là kỳ tài ngút trời cũng không quá đáng đồ khai nguyên nhe răng cười nhưng đó chỉ giới hạn trong lĩnh vực trận pháp còn thiên phú tu hành của ngươi gia gia công nhận cũng khá nhưng chỉ ở mức đó so với thiên phú trận pháp của người thì ha ha không tốt bao nhiêu ta nói này đồ lão già không phải tiểu gia khoe khoang lão cũng biết mấy năm trước đây ta theo sư phụ ra ngoài lưu lạc khổ hành mà tiểu gia tùy tiện tu đến cảnh giới thứ hai mở ra linh hải lão cho rằng tiểu gia chơi với lão sao chập chập đồ khai nguyên cười nhạo ai biết sư đồ các ngươi đi ra ngoài làm trò gì ngươi có dám kêu ra ra điều tra ngươi không đồ khai nguyên không quá chắc chắn thiên phú lĩnh vực tu luyện của trần lạc lão chỉ cảm thấy thiên phú tu hành của hắn chỉ tạm được đơn thuần là trực giác nhìn gì có gì đẹp mà nhìn bây giờ tinh thần lực của trần lạc rất yếu không sợ bị đồ khai nguyên phát hiện cái gì nhưng hắn lo đồ lão già phát hiện linh hồn hắn đã thay đổi trần lạc biết đồ khai nguyên ham mê nghiên cứu nếu lão phát hiện bây giờ linh hồn của hắn có thể 18 cộng hưởng 18 thu nạp thì tuyệt đối sẽ dây dưa không ngớt, để ra ra nhìn xem liền biết thiên phú của người thế nào. Nói xong đồ khai nguyên đứng thẳng người, nghiêm túc nói, đương nhiên nếu người không muốn thì ra ra sẽ không gượng ép, nếu lời đồ khai nguyên nói có thể tin thì trên đời không còn lừa lọc. Trần Lạc biết mình kỳ lạ khiến đồ khai nguyên tò mò, dù lần này từ chối được thì hắn tin tưởng lão sẽ thừa dịp hắn ngủ mò tới. Trần Lạc biết đồ lão già quá rõ, chuyện này cũng có vết xe đổ. Trần Lạc ngẫm nghĩ, khẽ thở dài, vậy lão xem đi đồ khai nguyên cười nói trực trực, vậy mới phải đồ khai nguyên cười thật xấu xa cầm cổ tay trần lạc lên thăm dò thẳng hướng linh hồn của hắn đồ khai nguyên dò xét dây lát không thấy có gì lạ đồ khai nguyên lầm bầm linh hồn cũng bình thường trần lạc hồi hộp căng thẳng nghe đồ khai nguyên nói thì thở phào có vẻ lão không phát hiện linh hồn hắn có gì thay đổi linh hồn bình thường ra ra lai thăm dò linh mạch của ngươi thăm dò xong làm trong mắt đồ khai nguyên suýt rớt xuống nhìn trần lạc như thấy lão vui yêu ngàn năm đồ khai nguyên bột miệng kinh kêu má ơi ngươi bà nội nó cha nó ngươi đã mở năm linh mạch vì quá đột ngột quá kinh hoàng có lẽ vì sự thật làm người khó chấp nhận nên đồ khai nguyên lạc giọng hét trói tai trần lạc nhìn bộ dạng của đồ khai nguyên cố nhịn cười làm bộ thâm trầm nếp xéo lão trần lạc thản nhiên nói tiểu ra dù gì là kỳ tài ngút trời chỉ mở năm linh mạch có gì lạ cha nó đồ khai nguyên bị kích thích nên chửi thề giống to bà nội đó linh hải của ngươi bị hủy linh mạch của ngươi chắc chắn đã rối loạn tắc nghẽn khó hơn người khác gấp đôi Ngươi mới ra tù 4 tháng đã thông năm linh mạch hơn nợ cái nào cũng biến dị, tổ cha nó có cho người khác sống không? Bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim, hâm mộ, ghen tị, bốn chữ nói lên tâm tình hiện giờ của đồ khai nguyên. Lão đã xác nhận tiểu tử Trần Lạc không chỉ có thiên phú siêu biến thái ở lĩnh vực trận pháp mà cũng yêu nghiệt ở lĩnh vực tu luyện. Đồ khai nguyên nhớ năm xưa cũng được người gọi là kỳ tài ngút trời nhưng giờ so với Trần Lạc thì chút thiên phú của lão có đáng là gì? Thiên phú của người ta mới gọi là thiên phú, hai thiên phú tu hành, trận pháp, đồ khai nguyên ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy ông trời thật bất công muốn mắng trời bị mù mắt qua thật lâu sau dường như chút ra hết nỗi lòng đồ khai nguyên lắc đầu thở hát ra đồ khai nguyên lén lau giọt nước mắt hâm mộ ghen tị nơi khóe mắt như thế nào phục rồi trần lạc thấy bộ dạng của đồ khai nguyên thì rất vui phục đồ khai nguyên như trái bóng xì hơi ủ rũ chỉ cảm thấy không công bình trần lạc đắc ý quên hình kêu tiếng lạc tiểu ra nghe chơi đồ khai nguyên biến sắc mặt nói tiểu tử thối đồ lão già gào to cho người đắc ý còn được đằng chân lân đằng đầu hừ ngươi có hai thiên phú siêu tuyệt thì sao nếu không cố gắng tu hành thì vẫn là ăn bã trần lạc trề mỗi không nói tiểu tử thối ngươi giỏi thật ẩn giấu sâu nếu ra ra không dò xét ngươi thì vẫn không hay biết gì đồ khai nguyên ngồi bên giường thò đầu lại gần nói tiểu tử nếu ngươi đã mở nam linh mạch thì còn che giấu làm gì khi người tiểu la thiên học viện đến gây chuyện sao không dạy cho chúng một bài học nhớ đợi để chúng về làm chi ngươi không thấy mất mặt sao trần lạc không biết nên nói cái gì mới rồi lão còn bảo ta đừng gây họa mới rồi là mới rồi vừa rồi ra ra không biết thực lực của ngươi nên lo lắng ngươi chịu thiệt bà nội nó ngươi đã mở năm linh mạch cái nào cũng biến dị thì còn sợ khỉ gì không đánh chết cha chúng thì ngươi có xứng với thiên phú của mình không tiểu gia muốn che giấu thực lực giấu gì có gì mà giấu vừa rồi ra ra dò xét ngươi không xâm nhiễm hắc ám thì giấu làm gì trần lạc lườm đồ khai nguyên nói lão ngồi nói chuyện không đau lưng tiểu gia mở ba linh mạch trong bốn tháng đã làm nhiều người thấy lạ nếu để ai biết tiểu gia mở năm linh mạch thì sẽ nổ tung trào ta nghe lão nói có một số lão vui yêu gì đó rất thích đoạt xá thân thể có thiên phú tốt nghe trần lạc nói đồ khai nguyên dơ ngón cái lên khen tiểu tử không ngờ ngươi chẳng những không bị thiên phú của mình làm choáng váng mà còn nghĩ tới điều này giỏi đồ khai nguyên gật đầu nói ngươi nói đúng với tình huống của ngươi đúng là nên che giấu thực lực nếu bị một số lão vui yêu nhìn chúng thì xui huống chi trần lạc tò mò hỏi huống chi cái gì trần lạc không biết đồ khai nguyên muốn nói gì huống chi thứ biến thái như ngươi rất đả kích người ngươi dùng 4 tháng đả thông năm linh mạch các học đồ dùng bảy 8 năm không đả thông nam linh mạch làm sao sống nói xong đồ khai nguyên vô cùng nghiêm túc dặn dò sau này cố gắng tránh đường lộ thực lực trong học viện của gia gia nghe không gia gia không muốn đám học đồ tiểu kim câu học viện cảm thấy tương lai u ám ta biết chừng mực à đúng rồi còn một điều nữa ngươi hãy nhìn thấy này đồ khai nguyên đưa một tấm thiệp qua trần lạc mở ra nhìn sơ là chắc vệ đông tiểu la thiên học viện hạ chiến thư trần lạc cười nói tên chắc vệ đông này còn không chết tâm công nhận hạ chiến thư tiểu gia không tâm tình chơi với hắn người không ứng chiến không hứng thú Trần Lạc thích đánh lộn nhưng hắn không thích bị nhiều người nhìn, cảm giác như xem khỉ, không được, ngươi phải ứng chiến, bây giờ ngươi là học đồ của Tiểu Kim Câu học viện, nếu ngươi không ứng chiến người ta còn tưởng đâu Tiểu Kim Câu học viện ta nhát gan, mới rồi lão kêu ta điệu thấp, điệu thấp thì đúng nhưng người ta khi dễ trên đầu mình, ra không thể co vòi, huống chi điều này không xung đột, ngươi chỉ dùng linh lực ba mạch là được, cái tên chắc vệ đông dù gì là m sáu linh mạch, ta chỉ dùng linh lực ba mạch đối phó hắn thì hơi khó khăn, dù ngươi sử dụng linh lực bốn mạch thì có sao, chiến thư hẹn một tháng sau người đả thông ba linh mạch trong bốn tháng năm tháng đả thông bốn linh mạch là bình thường khi đó người vận chuyển linh lực bốn mạch đánh đồ bỏ chắc vệ đông chẳng khác gì như bóp chết con kiến mặc cho đồ khai nguyên hết mực quyên nhủ đe dọa năn nỉ cỡ nào trần lạc cũng không đồng ý là tiểu tử nếu người ứng chiến xem như kiếm chút vinh dự cho tiểu kim câu học viện ra ra sẽ không bạc đãi ngươi nghe đồ khai nguyên nói làm trần lạc nổi lòng hứng thú hắn biết đồ lão già hay keo kiệt nhưng ra tay là toàn bảo bối thượng đẳng trần lạc tò mò hỏi à nói nghe thử không bạc đãi thế nào đồ khai nguyên không đáp lấy một khối thủy tinh to cỡ bàn tay lấp lánh trong suốt ra khỏi tay áo thủy tinh trông rất mỏng manh chân bóng có mấy chữ và ấn ký kỳ lạ trần lạc nhận lấy nhìn kỹ giật mình là tàn ảnh tam động tàn ảnh tam động là linh quyết thượng phẩm hoàng cấp là một trong năm linh quyết nổi tiếng trong cảnh giới thứ nhất trong năm linh quyết trừ oai vũ vô tướng quyền ra bốn loại linh quyết khác đều là thượng phẩm hoàng cấp oai vũ vô tướng quyền là linh quyết cơ sở nên rất phổ biến muốn linh quyết khác khá hy hữu nói chúng hy hữu cũng không quá chính xác bởi vì có thể mua trong chợ nhưng toàn là bản sao mấy năm nay trần lạc và trận khắp nơi thấy bảo bối nhiều vô số kể hàng bình thường không lọt vào mắt hắn đương nhiên đây là bí mật của trần lạc không thể nói ra trần lạc nói ta nói này đồ lão già mấy năm nay tiểu ra đi theo sư phụ lưu lạc khổ tu khắp nơi xem như tầm mắt cao lão lấy thứ đồ bỏ này lừa ta sao còn là bản sao tiểu tử thối mở to con mắt ra nhìn ấn ký trên đó đi đầu năm nay chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định là có thể thương ngưng quyết những người tạo ra sách sẽ để lại ấn ký đặc biệt nhằm phân chia Nói đến thì linh quyết trong thiên hạ có 99% là linh quyết bản sao, vì chỉ có một quyền gốc không chừng đã rơi trong góc nào đó. Tất nhiên bản sao cũng chia 3, 7 loại, dựa theo thư nhân hiểu biết linh quyết khác nhau tạo ra sách ẩn chứa tinh túy cũng khác. Năm linh quyết buôn bán lan tràn đa số là một tùy, chỉ chứa một phần 10 tinh túy. Bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, như tàn ảnh tam động, toàn kim thủy vực chỉ có quý lam học viện xếp hạng nhất cất giấu một quyền tàn ảnh tam động 6 tùy, bên trong chứa 6 phần 10 tinh túy, không phải nói linh quyết một tùy là không tu luyện thành công thứ này phải xem ngộ tính người có ngộ tính cao cầm linh quyết một tùy cũng có thể tu luyện đến viên mãn ngộ tính kém dù cho người linh quyết sáu tùy cũng không được chẳng qua sách ẩn chứa tinh túy càng cao thì tu luyện càng dễ hơn nếu so sánh linh quyết là một quyển sách thì linh quyết một tùy tương đương với bên trong chỉ có chút giảng dạy cho người hiểu thêm nội dung trong sách linh quyết sáu túy thì giảng dạy càng độc đáo để người hiểu sâu hơn nội dung đồ khai nguyên kêu trần lạc xem ấn ký hắn nhìn kỹ lắc đầu không biết ấn kỳ này đại biểu ai mắt tí hí của đồ khai nguyên tràn đầy khinh thường nhìn trần lạc nói, không biết cả ấn ký của tuần du đại sư vĩ đại nổi như cồn mà ngươi còn không biết ngượng khoe mình bắt cao. Tuần du đại sư, Trần Lạc không biết ấn ký này nhưng có nghe nói về tuần du đại sư, đó là thư nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, trong linh quyết tuần du đại sư sở hữu tàn ảnh tam động chín tủy, khoan, Trần Lạc chợt hiểu ra, tim đập nhanh, Trần Lạc thò đầu hỏi, ý lão nói thứ này là tàn ảnh tam động chín tùy của tuần du đại sư, Trần Lạc thấy đồ khai nguyên vô cùng đắc ý gật đầu, lòng hắn hưng phấn lên, có tàn ảnh tam động chín tùy thì hắn tin trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn nắm giữ mặt ngoài trần là không lộ vẻ gì bĩu môi chê lên chê xuống tuy thứ này còn đáng chút tiền có tác dụng với ta nhưng chỉ có thế không đủ làm ta muốn ra tay tiểu tử thối còn trả giá với gia gia đồ khai nguyên cười mắng gia gia biết tiểu tử ngươi tham lam thành tính tàn ảnh tam động chín tùy cho ngươi nóng người chờ ngươi tu đến cảnh giới thứ hai gia gia sẽ cho ngươi món quà bất ngờ chịu không trần lạc đồng ý ngay được hứa chắc không được nứt lời trần lạc đồng ý sảng khoái tuy có nhiều lúc hắn xem thường đồ khai nguyên nhưng phải công nhận lão nói có một không hai nói được thì làm được đồ khai nguyên đã nói có niềm vui bất ngờ thì chắc chắn có tiểu tử bây giờ vui chưa tạm tạm vậy ra ra đồng ý chiến thư này thay ngươi được không khi đó tiểu tử nhớ cho tiểu kim câu học viện của gia gia nở mặt đồ khai nguyên nhìn trần lạc loay hoay tàn ảnh tam động chín tủy lão bỗng lớn tiếng trần lạc ngừng đầu hỏi có chuyện gì đồ khai nguyên có kỉnh trừng hắn đồ khai nguyên nghiêm túc nói là tiểu tử gia gia đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi cho đến nay sĩ khí trong các học đồ tiểu kim câu học viện không cao trận chiến này tiểu tử phải làm thật lớn cho gia gia không thành vấn đề tâm tình trần lạc vui vẻ vỗ ngực cười nói lão muốn lớn cỡ nào tiểu ra cũng chiều trần lạc nhỏ giọng nói lão có oai vũ vô tướng quyền chín tùy không ta muốn tu luyện thứ này đến viên mãn chơi thử có khi nghe trần lạc nói chuyện làm đồ khai nguyên rất muốn tát một cái tức giận mắng toàn thế giới đều biết oai vũ vô tướng quyền dễ học khó giỏi người dã tu luyện linh quyết này đến đại thành đã là viên mãn đừng nghĩ đến đỉnh viên mãn gì cảnh giới nhưng người không thể tu luyện nó toàn trường tín thành đừng nói là học đồ dù là vu sư chung sơ cấp có thể tu đến đỉnh oai vũ vô tướng quyền đếm trên đầu ngón tay càng đừng nói viên mãn người đòi tu luyện đến viên mãn chơi thử người nghĩ mình là chiến thần chuyển thế sao trước mắt mấy ngày qua đi trong thời gian này trường tín thành bàn tán nhiều nhất là một tháng sau chắc vệ đông trần lạc sẽ ước đấu tại cửu diệp nghệ quán chắc vệ đông là ai học đồ nổi tiếng của tiểu la thiên học viện mở sáu linh mạch tu luyện hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp thập nhị lộ hàn phong chân hỏa diễm trưởng đến lô hỏa thuần thanh trần lạc là ai thiên tài ngày xưa hôm nay là tội đồ hắc ám hiện là học đồ của tiểu kim câu học viện người trường tín thành chú ý chuyện này là vì hai bên có tính đại biểu trác vệ đông đại biểu tiểu la thiên học viện bốn tháng giúp tiểu la thiên học viện trục xuất trần lạc đi ai đều biết trần lạc bị phế tu vi nhưng trong bốn tháng ngắn ngủi hán đã thông ba linh mạch không chỉ vậy nghe đồn ba linh mạch đều biến dị trần lạc còn tu luyện oai vũ vô tướng quyền dễ học khó giỏi đến đại thành trong bốn tháng đả thông ba linh mạch tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành linh mạch biến dị cái nào cũng khiến trường tín thành chú ý nhiệt liệt trần lạc làm sao trong bốn tháng đả thông ba linh mạch nên biết tu vi của hắn bị phế, chắc chắn linh mạch rối loạn, tắc nghẽn, muốn thông linh mạch càng khó hơn người bình. Linh mạch làm sao biến dị? Trần Lạc, chắc vệ đông, cuối cùng ai sẽ thắng? Nghe nói Trần Lạc đánh học đồ hồ cao phong linh lực năm mạch chạy chối chết, chắc vệ đông không chỉ mở sáu linh mạch ổn tu luyện hai linh quyết trung phẩm hòa diễm trường, thập nhị lộ hàn phong chân lô hòa thuần thanh, ai mạnh ai yếu, càng khiến người chú ý là Trần Lạc có xâm nhiễm hắc ám, đi đường tắt nữa không? Nếu đúng thì Trần Lạc khiến người vô cùng thất vọng. Nếu không thì trong 4 tháng hắn có thể thông ba linh mạch nghĩa là thiên tài thật sự, Tiểu La Thiên học viện vô tình trục xuất Trần Lạc, lỡ như hắn chiến thắng thì Tiểu La Thiên học viện có hối hận quyết định lúc đầu, có phát điên không? Chắc viện trường, các lão sư Tiểu La Thiên học viện không còn mặt mũi gặp người, trong trường tín thành bàn tán sôi nổi chuyện này, Trần Lạc thì mỗi ngày khắc khổ tu luyện, Tàn Ảnh Tam Động là linh quyết thượng phẩm hoàng cấp, được xếp vào một trong năm linh quyết cảnh giới thứ nhất, đánh ra uy lực ngang ngửa với độ khó khi tu luyện, Trần Lạc làm sao trong bóng tháng đả thông ba linh mạch, nên biết tu vi của hắn bị phế chắc chắn linh mạch rối loạn tắc nghẽn muốn thông linh mạch càng khó hơn người bình linh mạch làm sao biến dị trần lạc chắc vệ đông cuối cùng ai sẽ thắng nghe nói trần lạc đánh học đồ hồ cao phong linh lực năm mạch chạy chối chết chắc vệ đông không chỉ mở sáu linh mạch òn tu luyện hai linh quyết trung phẩm hòa diễm trường thập nhị lộ hàn phong chân lô hòa thuần thanh ai mạnh ai yếu càng khiến người chú ý là trần lạc có xâm nhiễm hắc ám đi đường tắt nữa không nếu đúng thì trần lạc khiến người vô cùng thất vọng nếu không thì trong bốn tháng hắn có thể thông ba linh mạch nghĩa là thiên tài thật sự tiểu la thiên học viện vô tình trục xuất trần lạc lỡ như hắn chiến thắng thì tiểu la thiên học viện có hối hận quyết định lúc đầu có phát điên không chắc viện trường các lão sư tiểu la thiên học viện không còn mặt mũi gặp người trong trường tín thành bàn tán sôi nổi chuyện này trần lạc thì mỗi ngày khắc khổ tu luyện tàn ảnh tam động là linh quyết thượng phẩm hoàng cấp được xếp vào một trong năm linh quyết cảnh giới thứ nhất đánh ra uy lực ngang ngửa với độ khó khi tu luyện tinh túy của tàn ảnh tam động nằm ở chữ nhanh lấy linh hồn cộng hưởng làm gốc lực lượng linh mạch phụ trợ lôi kéo linh khí kéo theo thân thể di chuyển nhanh Tu luyện tàn ảnh tam động đến tiểu thành lôi kéo thiên địa linh khí khiến cơ thể xoay 360 độ không ngã, tu luyện tàn ảnh tam động đến đại thành khi di chuyển lôi kéo linh khí xuất hiện một tàn ảnh, huy động dẫn linh khí động, tàn ảnh cũng động, tu luyện tàn ảnh tam động đến đỉnh có thể xuất hiện hai tàn ảnh, đến viên mãn là ba tàn ảnh, thông qua linh hồn cộng hưởng, linh lực vận chuyển, kéo theo thiên địa linh khí khiến ba tàn ảnh cùng hành động, uy lực rất là kinh người, tàn ảnh tam động yêu cầu linh hồn khá cao, nếu độ mạnh linh hồn không đủ, dao động cộng hưởng không đủ lớn, không đủ nhạy bén thì không cách nào tu luyện khéo là bình thường trần là có 18 cộng hưởng 18 thu nạp độ dao động cộng hưởng hai tiết tấu đều nắm bắt chính xác như một thể cho nên trần lạc tu luyện tàn ảnh tam động là cực kỳ thích hợp huống chi hắn có tàn ảnh tam động chín tùy của tuần du đại sư tu luyện tiến bộ siêu tốc đến ngày thứ bảy đã luyện được tiểu thành ngày thứ 18 trần lạc tu luyện đến đại thành lại là một ngày mặt trời lặn hướng tây trần lạc tu luyện xong quay về gần đến trạch viện nghe một chuỗi tiếng động kỳ lạ đánh đầu tiểu nhân nhà ngươi cho người đau đầu nhức óc ngày ngày chóng váng đánh mặt tiểu nhân ngươi cho người suốt đời hèn đánh bắt tiểu nhân ngươi, nguyền ngươi ngày ngày bị người chém. Thanh âm rất êm tai, dễ nghe nhưng nội dung làm Trần Lạc nhíu mày, đã là thời nào còn có người dành quá chơi trò đánh tiểu nhân. Trần Lạc tò mò đi vào trạch viện, thấy một thiếu nữ xinh đẹp co chân ngồi trên bậc thang, không lưng cúi đầu, ba ngàn sợi tóc đỏ rũ xuống, tay thiếu nữ ấn người rơm to cỡ bàn tay, tay kia cầm chiếc dép vừa dập vừa lầm bầm. Bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, Trần Lạc nhớ thiếu nữ này, tên là gì nhỉ? Là Lạc Anh. Lần đó Trần Lạc gặp mặt đã thấy thiếu nữ này hơi không bình thường, giờ nhìn hình ảnh này hắn càng khẳng định chắc lạc anh bị chuyện gì kích thích phát hiện có người vào lạc anh ngẩng đầu lên lướt trần lạc bĩu môi nói nhìn gì chưa thấy đánh tiểu nhân sao trần lạc biết đánh tiểu nhân là một loại nguyền rùa nhưng không linh nghe nói năm này sang năm khác thì người bị đánh sẽ có ngày nào đó số con dẹp xui xẻo đây là lần đầu trần lạc thấy đánh tiểu nhân còn là một thiếu nữ ăn mặc thiếu vải trần lạc không hiểu nổi là ai chọc lạc anh bị nàng dùng cách này nguyền rùa trần lạc lắc đầu không có hứng thú xem tiếp trần lạc định quay về phòng nghỉ ngơi thì nghe lạc anh kêu này Trần Lạc khó hiểu nhìn lại, có chuyện gì? Gần đây người rất nổi tiếng, nguyên trường tín thành đều bàn tán về ngươi, nói trong 4 tháng ngắn ngủi ngươi mở ba linh mạch, cái nào cũng biến dị, họ còn nói ngươi tu luyện ai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn đại thành, thực lực mạnh tới mức học đồ linh lực năm mạch cũng bị ngươi đánh thê thảm. Lạc Anh vén sợi tóc, đôi mắt to tịnh nghịch nhìn Trần Lạc, tùy ý nói, bản cô nương thấy nhiều thiên tài, đừng nói trong 4 tháng đả thông ba linh mạch, bản cô nương từng thấy 4 thang đả thông bốn linh mạch, nhưng tu vi của ngươi bị phế, linh mạch rối loạn, tắc nghẽn, trong bốn tháng đả thông ba linh mạch cái nào cũng biến dị lần đầu tiên bản cô nương gặp chuyện như vậy à không trước kia thậm chí chưa từng nghe nói trần lạc nhún vai nói thì hôm nay nàng đã gặp ui chao người thật cuồng lạc anh đứng dậy khoanh tay trước ngực khiêu khích nói có dám chơi với bản cô nương không hôm nay hơi mệt chờ bữa khác đi nói xong trần lạc mở cửa phòng đi vào trong gì lạc anh khinh thường lầm bầm tên nhát gan nhưng cũng tự hiểu mình không đánh với bản cô nương ta còn lo hắn bị đả kích lạc anh gửi lạnh ngồi xuống bậc thang một tay cầm người rơm tay kia cầm đế giày tiếp tục đập trần lạc đẩy cửa ra khỏi phòng vì hắn chợt nhớ nghe ngưng manh nói thiếu nữ quái dị này cực kỳ hận thông thiên lão tổ toàn tiểu kim câu học viện không ai biết lý do tại sao trần lạc cũng không nhớ ra được cái gì cái kia nghe nói thông thiên lão tổ trần lạc vừa mở miệng chưa nói xong chỉ nhắc tên thông thiên lão tổ thì lạc anh đang đánh tiểu nhân bột một tiếng ngừng lại nàng ngẩng đầu lên khuôn mặt loang lổ đốm vàng lạnh băng đôi mắt tinh nghịch bắn ra tia sắc bén giọng trở nên lạnh lẽo khủng bố không lẽ ngươi là người tôn sùng thông thiên lão tổ lạc anh như thay đổi thành người khác lạnh lùng tựa đao phong trần lạc nói câu nào phật lòng là nàng sẽ xuống tay với hắn ngay trần lạc nhìn lạc anh lạnh lùng cảm giác không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo trần lạc hít một hơi thầm nghĩ thiếu nữ này thực lực cao đến khó tưởng tượng linh lực sắp bùng nổ đã khiến không khí xung quanh thay đổi nghĩ đến đây trần lạc dứt khoát lắc đầu biểu tình đầy tức giận quát đùa gì sao ta có thể tôn sùng tên khốn thông thiên lão tổ đó lạc anh rút linh lực về không khí xung quanh trở lại như cũ lạc anh không quan tâm trần lạc tiếp tục đánh tiểu nhân thấy hình ảnh này trần lạc càng thắc mắc không biết đã làm chuyện gì khiến lạc anh căm hận như vậy trần lạc ngần người giây lát hỏi có thể nói nàng và thông thiên lão tổ có mối thù gì không hứ người đừng chõ mũi vào chuyện của bàn cô nương lạc anh nhìn chằm chằm vào trần lạc giọng điệu gai góc nói ta cảnh cáo người sau này không được nhắc tên thông thiên lão tổ trước mặt ta nếu không thì ta sẽ cho người biết tay được rồi trần lạc thở dài e ngại thiếu nữ kỳ lạ này thực lực sâu không lường được nên không dám hành động thiếu suy nghĩ Trần Lạc xấu hổ quay về phòng, ngẫm nghĩ lại những gì mình từng làm nhưng không có chút manh mối. Lúc Trần Lạc sắp ngủ thì nghe đoạn đối thoại giữa Ngung Manh và Lạc Anh. Này đồ ngốc, đánh giúp ta một lát, ta muốn đi trận tháp, chút nữa sẽ về. Còn đánh, Lạc Anh học, à không, Lạc Anh cô nương, nàng đã đánh nửa năm, có phải là hơi quá, không, không, ta không có ý đó. Được rồi, ta giúp nàng đánh, chẳng mấy chốc trong sân vang giọng ôm ồm của ngưu Manh. Đánh đầu tiểu nhân nhà ngươi, cho người đau đầu nhức óc, ngày ngày choáng váng. Trần Lạc nằm trên giường chịu phục, dở khóc dở cười. Trần Lạc vốn định ngủ nhưng giọng ngư manh quá to, đánh tiểu nhân cũng mạnh hơn Lạc Anh nhiều, kêu bồm bộp. Trần Lạc mặc lại quần áo đi ra ngoài, ngư manh ngẩng đầu lên chào hắn. Trần Lạc ấy náy nói, à, Trần Lạc, cốc hải đã quấy dày ngươi, ngại quá, ta ra bên ngoài đánh. Ta nói này ngưu manh, ngươi dù gì cũng là nam nhân cao hai thước to vạm vỡ, đứng như núi cao, ngồi như tảng đá to sao cứ nghe một cô nương sai khiến. Cái này, ngưu manh gãi đầu, lung túng giải thích rằng, thực lực của lạc anh học muội cao thâm khó dò ta ta không đánh lại nàng trần lạc đoán đúng thiếu nữ kỳ lạ lạc anh không đơn giản ngư manh trời sinh có sức mạnh mở bảy linh mạch còn đánh không lại lạc anh may mắn mới rồi trần lạc không chịu đánh nhau nếu không chẳng biết sẽ bị lạc anh trả đạp như thế nào ngư manh cảm thấy nói câu đó bị mất khí phách nam nhân vội giải thích nói thật ra lạc anh học muội không ép ta dù sao thông thiên lão tổ là tên trộm thế giới tội ác trồng chất ta cũng muốn đánh tiểu nhân thông thiên lão tổ ra một phần sức cho mọi người ai ngươi mới nói ai Trần Lạc nghĩ mình nghe lầm, không kịp phản ứng, Trần Lạc vội hỏi, ngươi mới nói ai, thì thông thiên lão tổ, ngươi chưa nghe nói qua sao, tên trộm ác ma xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới, ngư manh dứt lời, Trần Lạc chạy tới ngay bên cạnh gã, tập trung nhìn kỹ, người dơ bị trà đạp không thành hình vết bốn chữ, thông thiên lão tổ, vì quá giật mình nên Trần Lạc chửi thề, cha nó, khuôn mặt nhu biểu tình phức tạp, ngơ ngác hỏi, ta, mới rồi ta, có lẽ vì quá kinh hoàng nên Trần Lạc lạc giọng, hắn ho khan hai tiếng, Trần Lạc hít sâu hỏi tiếp vừa rồi ta nghe ngươi nói nửa năm qua cô nương này luôn đánh tiểu nhân thông thiên lão tổ ngưu manh thành thật gật đầu trần lạc hút ngụm khí lạnh cảm thấy đầu óc trống rỗng choáng váng hoa mắt ngưu manh thấy biểu tình trần lạc là lạ quan tâm hỏi trần lạc có sao không sắc mặt ngươi kém quá hay là ngươi cũng đánh thử trời cũng vui nào để ta dạy ngươi ngưu manh ngồi xuống đè người rơm giờ lấy giày lên đập mạnh xuống đánh đầu tiểu nhân nhà ngươi cho ngươi đau đầu nhức óc ngày ngày choáng váng đánh mặt tiểu nhân ngươi cho ngươi suốt đời hèn đánh mắt tiểu nhân ngươi nguyên ngươi ngày ngày bị người chém ngư manh đánh một cái là tim trần lạc đập nhanh một lần như bị kim đâm nào trần lạc ngươi cũng đánh mấy cái đi bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ngư manh đưa người rơm, đế giày cho trần lạc trần lạc khóc không được cười không được ngồi xuống cúi đầu xoa chán trần lạc phẩy tay ỉu xìu nói ngươi đánh đi ta không xuống tay được có gì mà không được cứ hết sức đánh là được lúc giành đánh cũng vui nhưng đừng nói chuyện này ra ngoài bởi vì đa số trận sư trong thành rất tôn dùng thông thiên lãng tổ nếu bị bọn họ biết chuyện này sẽ chết rất thảm, bây giờ Trần Lạc không có tâm tình nghe mấy chuyện này, hắn cảm thấy rất đau, Trần Lạc nằm lì trên giường cả ngày, luôn nhớ lại rốt cuộc mình đã làm hành động gì khiến cô nương Lạc Anh hận thấu xương, bị đánh tiểu nhân suốt nửa năm, không biết thì thôi, biết rồi Trần Lạc cảm thấy mình như bị nguyền rủa, đặc biệt là hai ngày nay cứ đến hoàng hôn là Lạc Anh sẽ ngồi trên bậc thang đánh tiểu nhân, tiếng bốp bốp ám ảnh như thanh âm nguyền rủa, ác mộng, cuối cùng Trần Lạc không chịu nổi mang theo đồ ăn núp trong sơn mạch hoang vu sau tiểu kim câu học viện, điên cuồng tu luyện từ khi phát hiện chuyện này trong đùa trần lạc toàn là thanh âm nguyền rủa tiếng đánh tiểu nhân trói tai mỗi khi trần lạc rảnh rỗi là hai loại thanh âm lại tràn ngập trong đầu vì không bị ảnh hưởng hắn phải tập trung hết sức lực để tu luyện tàn ảnh tam động trần lạc cực kỳ chăm chỉ tinh túy ma thú triều bái tràn ngập trong đầu không cho mấy thanh âm khác có cơ hội mười ngày điên cuồng tu luyện trần lạc luyện tàn ảnh tam động lên đến đỉnh lúc này thời hạn một tháng đã đến đài đá xanh nằm ngoài trường tín thành trước kia chỗ này là linh điền sau này thành chủ đại nhân bỏ nhiều tài lực nhân lực biến linh điền thành quảng trường rộng rãi để tổ chức lễ chúc mừng diễn nghệ thi đấu ngày hôm nay không có hoạt động gì lớn nhưng sáng sớm quanh quảng trường đã tụ tập nhiều người thì ra hôm nay là ngày thiên tài một thời trần lạc học đồ chắc vệ đông của tiểu la thiên học viện ước đấu tỷ võ không biết có phải vài sòng bạc trong trường tín thành mở cá cược không mà có nhiều người đến đây xem náo nhiệt đông nghìn nhịt vẫn còn người tuôn hướng quảng trường từ trên cao nhìn xuống thấy nhiều học đồ tiểu la thiên học viện có mặt bọn họ đến trợ uy cho trác vệ đông khoảng ba bốn người các lão sư tiểu la thiên học viện cũng đến có lý chấp sự vương khắc lão sư ngồi bên dưới học đồ tiểu kim câu học viện đều đến đông đủ không nhiều chỉ khoảng 100 người viện trưởng tiểu kim câu học viện đồ khai nguyên cũng có mặt tiếng ngựa hí vang lên mọi người nhìn qua một đội mười học đồ cưỡi ngựa tuấn chạy nhanh đến thiếu niên đi đầu là chắc vệ đông khi đến quảng trường chắc vệ đông kéo mạnh dây cương ngựa tuấn hí dài gã xoay tròn xinh đẹp đáp xuống đất hôm nay chắc vệ đông mặc trang phục uy phong lẫm lẫm chạy ngay đến chào đám người viện trưởng tiểu la thiên học viện lý chấp sự nghe nói tháng này chắc vệ đông chăm chỉ tu hành khổ luyện tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đến giai đoạn đại thành tin tức của ngươi không nhanh nhẹ gì hết theo ta được biết tiểu la thiên học viện ủng hộ chắc vệ đông một tháng qua mở tụ linh trận cộng thêm linh đan phụ trợ hơn nữa lý chấp sự dốc túi chỉ dạy một tháng nay chắc vệ đông không chỉ tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đến đại thành mà hòa diễm trường cũng đại thành a à, thật không vậy hòa diễm trường thập nhị lộ hàn phong chân là linh quyết trung phẩm hoàng cấp chắc vệ đông tu luyện đến đại thành thì chẳng phải là sức chiến đấu kinh người xem ra tiểu la thiên học viện thắng chắc rồi vì để chắc vệ đông thắng mà hầu như cho gã đãi ngộ của học đồ cao cấp không biết bên trần lạc có tin tức gì bên trần lạc không có tin quan trọng ta có hỏi thăm tên kia suốt ngày đi sớm về trễ không ai biết một tháng nay trần lạc có tiến triển như thế nào các ngươi nói xem trần lạc có cơ hội đánh thắng không ta thấy không thể tuy trần lạc đã thông ba linh mạch tất cả đều biến dị cũng tu luyện ai vũ vô tướng quyền đến đại thành nhưng chắc vệ đông là học đồ mở sáu linh mạch có hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp mà còn tu luyện đại thành ta thấy rất khó mọi người xì xầm bàn tán vốn nhiều người đặt hy vọng vào trần lạc nhưng khi nghe nói trác vệ đông tu luyện hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp đến đại thành thì không bao nhiêu người ủng hộ hắn lúc này trác vệ đông nhảy người lên đài cao nhìn xuống học đồ tiểu kim câu học viện trác vệ đông quát trần lạc có đây không trần lạc sắp đến xin người chờ chút hứ có phải là hắn không dám tới qua một tháng khổ tu tu luyện hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp hỏa diễm trường thập nhị lộ hàn phong chân đến đại thành khiến trác vệ đông nói năng hành động kiêu căng hơn trác vệ đông nói nếu hắn sợ ta thì cứ nói thẳng tiểu tử nói kiểu gì vậy đồ khai nguyên ngồi thoải mái trên ghế hàng đầu mắt khép hở dưỡng thần đồ khai nguyên chậm rãi nói ta nói này tiểu la thiên học viện các ngươi dù gì cũng là học viện số một trường tín thành ta tố chất học đồ kém vậy sao đồ khai nguyên là tháp chủ trận tháp thân phận địa vị khá cao hơn nội bối phận mặc dù lý chấp sự khinh thường nhưng không dám lộ ra ngoài chỉ nạt chác vệ đông không được nói lung tung đồ khai nguyên mở mắt ra nói với nghiêm tu đứng bên cạnh mình tiểu tử trần lạc làm cái quỷ gì mà sao bây giờ chưa tới ta đã kêu ngươi đi tìm hắn sao chưa thấy cái này viện trường là vầy buổi sáng ta tìm trần lạc nhưng hắn còn đang ngủ ngưu manh nói sẽ mang trần lạc đến chắc bọn họ đang trên đường đi nghiêm tu nói đúng ngưu manh trần lạc đang trên đường đi đài đá xanh trần lạc mặc áo lam lưỡng thững bước ngưu manh sốt ruột muốn chết trần lạc chúng ta đi mau lên viện trưởng sẽ tức giận ngưu manh thầm than hôm nay quá xui tiểu kim câu học viện không bằng học viện khác không có nhiều tọa kỵ vốn có một con ngựa nhưng nó bị bệnh ngưu manh trần lạc bất đắc dĩ đành đi bộ cấp cái gì không phải sắp đến rồi sao Trần Lạc nhìn mặt trời mới mọc, cảm giác thời tiết hơi nóng nên cởi mấy cúc áo. Trần Lạc nói, ta là người tỷ võ, nếu ta không đi chẳng lẽ chắc vệ đông tự đánh mình chơi. Ngưu manh xem như phục Trần Lạc, tính cách Ngưu manh nóng nảy gặp Trần Lạc bình tĩnh tự nhiên đành chịu bó tay. Hai người đi một đoạn đường, Ngưu manh hỏi, Trần Lạc, ngươi, có nắm chắc đánh thắng chắc vệ đông không? Đây không phải lần đầu Ngưu manh hỏi Trần Lạc, bản thân gã cũng không biết mình đã hỏi bao nhiêu lần. Trần Lạc chỉ đáp một câu, lần này cũng vậy, ta nói với ngươi rồi, đánh chắc vệ đông đơn giản như ra chơi con châu chấu giọng điệu của trần lạc khinh cuồng như thể không để đồ bỏ chắc vệ đông vào mắt được rồi ngưu manh thở dài bị lời nói tùy ý khinh cuồng của trần lạc thuyết phục ngưu manh không nhìn ra trần lạc tự tin là thật hay ngụy trang nếu thật thì hắn dựa vào cái gì mà tự tin như thế nếu là ngụy trang thì tiêu rồi tiếng ngựa hí vang lên một người cưỡi ngựa tuấn lao nhanh qua con người chạy siêu nhanh trước mắt đã ra xa mười thước người đó bỗng ghìm dây cương ngoái đầu lại đó là một thiếu niên rắn chắc thiếu niên biểu tình kinh ngạc nhìn trần lạc dùng ngựa chạy lại người này trông hơi quen Trần Lạc nheo mắt nhìn thiếu niên, hắn chắc chắn thiếu niên là học đồ của Tiểu La Thiên học viện nhưng không nhớ tên. Hắn tên là Cao Phi, nhân vật số một trong học đồ sơ cấp, mở bảy linh mạch, có ba bộ linh quyết, khai sơn trưởng hạ phẩm hoàng cấp giai đoạn viên mãn, hỏa diễm trưởng trung phẩm hoàng cấp giai đoạn đại thành. Ngưu Mai ngừng một lúc, tiếp tục bảo, hơn nữa hắn cũng như người tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn đại thành. Cao Phi tu luyện ba bộ linh quyết đều đi tuyến cương mãnh, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Lần trước thì hội ta thua trong tay Cao Phi, thì ra tên là Cao Phi, hèn gì ta thấy quen mắt hắn giống như ta cùng một năm vào tiểu la thiên học viện bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cao phi dục ngựa chạy lại cách ba thước đã nhìn trần lạc chằm chằm một lúc sau lên tiếng ngươi là trần lạc trần lạc nhớ mày kiếm hỏi có chuyện gì trông ngươi giống y như hai năm trước con ngựa tuấn có lắc lư cỡ nào cao phi vẫn nhìn trần lạc chằm chằm ánh mắt chưa từng rời đi mới hai năm sau ta thay đổi nhiều được trần lạc cười tùy ý như bằng hữu cũ gặp mặt trò chuyện còn ngươi qua hai năm trở nên cao to vạm vỡ làm ta suýt không nhận ra a à, cao phi lạnh lùng cười tuy hai năm không dạy lại đủ để thay đổi vận mệnh một người tin tưởng ngươi cảm nhận sâu sắc điều này trần lạc nhún vai gật đầu đồng ý nếu hai năm trước thì ngươi ngồi trên ngựa ta ngẩng đầu nhìn ngươi bây giờ ta ngồi trên ngựa ngươi ngước lên nhìn cao phi ta hai chân cao phi kẹp chặt bụng ngựa con ngựa liền ngoan ngoãn cao phi nghiêng người tới trước giọng điệu nguy hiểm nói ba năm trước ta muốn luận bàn với ngươi nhưng ngươi không thèm từ chối một câu phớt lờ ta đi ngươi có còn nhớ không có sao trần lạc không có ấn tượng Tuy hắn chưa già nhưng đúng là lúc xưa cuồng không ai bị nổi. Cao Phi ngửa đầu cười to bảo, ha 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 ha, tiếng cười ngừng bặt, sắc mặt âm trầm nói, có lẽ ngươi quên nhưng ta thì không quên được, bởi vì đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời Cao Phi ta. A, à, Trần Lạc cảm giác đi ký từ Cao Phi, khóe môi cong lên hỏi, vậy ngươi muốn sao? Ta vốn định một ngày nào đó tìm ngươi không ngờ bị chắc vệ đông giành trước một bước, chờ hôm nay hắn dạy ngươi xong rồi đến lượt ta, ta sẽ trả lại nhục nhã hôm đó ngươi cho ta gấp 10 lần. Trần Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười trần lạc không biết là cười năm xưa mình quá khinh cuồng hay cười cao phi vẫn còn nít hoặc có lẽ là cả hai a à, quên cho ngươi biết qua một tháng khổ tu trác vệ đông không chỉ tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đại thành hỏa Diễm trường cũng tới đại thành ta thật mong chờ biểu hiện của ngươi vào lúc đó ha ha, ha 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 nghe tin tức của về trác vệ đông ngưu manh biến sắc mặt trần lạc biết rõ tu luyện hỏa Diễm trường thập nhị lộ hàn phong chân đại thành có ý nghĩa gì thầm lo cho trần lạc cao phi cười to định đi thì nghe gần đó có tiếng ngựa hí tiếng cười sen lẫn tiếng bước chân vang lên ha 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 cao phi học đệ có chuyện gì khiến người hưng phấn vậy hí hí ngựa ngừng hí hai con ngựa xuất hiện bên cạnh trần lạc một nam một nữ ngồi trên ngựa tuấn nam diện mạo hiên ngang tài tuấn nữ thì thanh xuân xinh đẹp là hai nhân vật đại biểu cho tiểu la thiên học viện đinh tử hiên diệp thanh a à, đây là trần lạc đại thiên tài cũ của tiểu la thiên học viện chúng ta trùng hợp thật ta đang định đi xem ngươi và vệ đông học đệ sau đâu đinh tử hiên mỉm cười như quân tử phong độ nói nghe nói trong ba tháng ngắn ngủi ngươi mở ba linh mạch và đều biến dị còn tu luyện oai vũ vô tướng quyền đại thành thật khiến người mở rộng tầm mắt trần lạc không ngờ hôm nay toàn gặp người quen hắn cảm thấy rất bớt đắc dĩ trần lạc mỉm cười nói ngươi mới nói là ta là thiên tài mở một hai linh mạch dễ như trở bàn tay đinh tử hiên buồn cười ha 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 đinh tử hiên cười lắc đầu nói ừm um, thiên tài là thiên tài chút nữa so đấu với vệ đông học đệ ta rất mong chờ biểu hiện của thiên tài ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng đinh tử hiên định nói gì thêm diệp thanh ở bên cạnh mất kiên nhận hối này tử hiên sư huynh vẫn chưa xong sao ta nói rồi hắn và chúng ta không cùng một thế giới sư huynh quan tâm hắn làm gì thật chán chết ta giận rồi hừ diệp thanh dục ngựa tiến lên bỗng ghìm dây cương ngoái đầu lại nhìn trần lạc bực bội nói này trần lạc ngươi vì đi đường tắt tu vi bị phế thì ngoan ngoãn ở trong tiểu kim câu học viện sống đi bài đặt sau đấu với người ta làm gì ngươi mở ba linh mạch trong bốn tháng ngươi tưởng mọi người không biết ngươi dùng cách gì sao chẳng qua mọi người không muốn vạch trần ngươi thật tình biết rõ sẽ thua còn tỉ thí làm gì báo hại ta phải đi cổ vũ cho vệ đông học đệ lãng phí thời gian của ngươi thì không sao nhưng thời gian của ta rất quý diệp thanh rất lời chân mày trần lạc nhíu chặt đôi mắt sâu thẳm nheo lại trần lạc lạnh lùng nói là ta kêu ngươi đi sao chắc vệ đông muốn ước đấu với ngươi hắn là học đệ sao ta có thể không đi liên quan gì ta trần lạc lời nhìn diệp thanh nhấc chân bước đi ngươi ngươi gia đình diệp thanh giàu có hơn người từ nhỏ được nuông chiều ở trong tiểu la thiên học viện được các lão sư yêu thương các học đồ nịnh bợ đã khi nào bị người khinh khi như vậy diệp thanh tức giận mà xanh mét chỉ vào trần lạc nghiến răng diệp thanh tức giận quát người người dám cuồng trước mặt diệp thanh ta hôm nay ta trần lạc đang đi chợt dừng bước vụt xoay người lại khuôn mặt nhu lạnh băng đôi mắt đen lái giấy lên sóng thần trần lạc hét to một tiếng trần lạc ta luôn cuồng như vậy không lẽ đây là lần đầu ngươi biết ta sao ta nói cho ngươi biết diệp thanh nghĩ tình quá khứ nên hôm nay ta nhịn ngươi một lần chỉ có một lần sẽ không có lần thứ hai diệp thanh nhìn bóng lưng trần lạc dần khuất xa tức giận mặt xanh mét hoa dung nguyệt mạo tràn ngập tức giận nếu không phải bị đinh tử hiên ngăn lại với tính tình của đinh tử hiên sớm giơ tay quất roi thanh nhi sư muội bây giờ nguyên trường tín thành đều biết hôm nay hắn quyết đấu với vệ đông học đệ nàng đánh bị thương trần lạc sẽ có người nói bậy đinh tử hiên không lớn tuổi nhưng rất lý trí trưởng thành có lẽ vì xuất thân từ gia tộc nên từ nhỏ gã đã bị huấn luyện đinh tử hiên hiểu biết chuyện gì cũng nhiều hơn mọi người đinh tử hiên an ủi diệp thanh sư muội trần lạc chỉ là một phế vật là con kiến trong mắt chúng ta sư muội nói xem sư muội so đo với phế vật làm gì phế vật đúng vậy trần lạc là phế vật làm người ta ghét bản tiểu thư không so đo với hắn có lẽ vì quá tức giận nên ngực diệp thanh phập phồng nàng nhìn chằm chằm bóng lưng trần lạc rời đi hung dữ nói hừ trần lạc ta vốn không muốn so đo với ngươi hôm nay ngươi dám cùng trước mặt ta bản cô nương sẽ nhớ kỹ ta sẽ làm ngươi quỳ dập đầu trước mặt ta xin tha tức chết ta không nhìn xem ngươi là cái thứ gì lưu lực đến mức này còn dám vênh váo trước mặt bản cô nương đinh tử hiên an ủi thật lâu diệp thanh mới dịu đi cơn giận ngôi ngoài, sương muội sắp đến giờ, chúng ta mau đi đi, được, đi, bản cô nương vốn không hứng thú cuộc sao tài này bây giờ ta thấy mong chờ, thật muốn xem cảnh phế vật bị đánh. Bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, Diệp Thanh vung roi quất mạnh vào con ngựa, tiếp tục bảo, nhớ nói với vệ đông học đệ đừng nương tay, hôm nay ta muốn trần lạc đổ máu, qua 10 phút ba người tự dục ngựa đến gần đài đá xanh, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Cao Phi đến giấy lên rôn sao, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh rất nổi tiếng. Tuy Cao Phi không phải học đồ cao cấp nhưng cũng là số 1 trong học đồ sơ cấp, dần dần trong đám người bắt đầu xôn xao, bởi vì đã sắp đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Trần Lạc đâu, chắc không phải Trần Lạc thật sự sợ không đến đi, mọi người càng nghĩ càng thấy rất có thể, nên biết trong sân trường tiểu La Thiên học viện ra có nhiều người nghi ngờ Trần Lạc lại xâm nhiễm hắc ám nên tu vi mới tiến bộ siêu nhanh, trong khi mọi người suy đoán lung tung thì có kẻ kêu lên, nhìn kìa, Trần Lạc đến, nếu bàn về danh tiếng thì trong trường tín thành không ai không biết Trần Lạc, khác nhau là lúc trước mọi người xem hắn là điển hình thiên tài, giờ là mặt trái Trần Lạc đi tới, hắn mặc áo lam thân hình càng gầy guộc, đặc biệt khuôn mặt trắng nhu như con gái cho người cảm giác yếu đuối. Nhiều người trường tín thành từng nhìn lầm Trần Lạc là con gái bởi vì hắn có khuôn mặt rất đẹp, da trắng trẻo còn hơn cả thiếu nữ. Huống chi Trần Lạc đứng bên cạnh Ngưu Manh cao gần hai thước, to lớn vạm vỡ, da ngăm đen. Ngưu Manh càng tôn lên Trần Lạc mảnh mai, Trần Lạc đến khiến đám người ồn ào lên, Mặc kệ người trường tín thành đến xem kịch vui hay học đồ tiểu la thiên học viện đều đã hai mong không thấy hắn, lại gặp thiên tài cũ khiến nhiều người thổn thức. Cái trẻ này thật đáng thương, nếu không xâm nhiễm hắc ám chắc bây giờ đã là đệ tử của trung ương học phủ các học đồ tiểu la thiên học viện thì bàn tán xôn xao dù gì bọn họ từng trưởng thành dưới ánh sáng thiên tài trần lạc trói mắt đám lão sư tiểu la thiên học viện cách năm tháng lại gặp trần lạc vẫn như lần trước lắc đầu thờ dài cực kỳ thất vọng vệ đông tới lúc rồi ngươi lên đài đi lý chấp sự mở mắt ra dặn dò khi đánh nhau đừng e ngại cái gì tiểu la thiên học viện là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của ngươi cứ thoải mái đánh chắc vệ đông vô cùng tự tin gật đầu nói lý chấp sự các lão sư hãy yên tâm chắc vệ đông dịnh lên đài thì diệp thanh tới gần nói đông vệ học đệ hôm nay học tỷ cố ý đến cổ vũ cho người, tuyệt đối đừng làm học tỷ thất vọng đà tạ học tỷ quan tâm vệ đông chắc chắn sẽ không làm học tỷ thất vọng được diệp thanh quan tâm làm chắc vệ đông rất vui diệp thanh nói lúc đến đây ta gặp trần lạc nhưng hắn dám chống đối ta ngươi phải dạy dỗ hắn thay ta biết không đôi mắt diệp thanh độc ác nhìn trần lạc đứng ở phía xa tên phế vật đó dám ăn hiếp học tỷ thật là buồn cười Trác vệ đông tức giận siết chặt nắm tay hận không thể đi lên đánh trần lạc bầm dập ngay Chắc vệ đông trầm giọng nói, học tỷ hãy yên tâm, hôm nay ta sẽ đánh đến khi nào hắn quỳ xuống xin tha, chút giận cho học tỷ, học đệ giỏi, ta chờ xem, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Chắc vệ đông gật đầu nhảy lên đài cao, bên tiểu kim câu học viện, đồ khai nguyên mắng trần lạc, ngư manh không có quan niệm thời gian, làm lão nhân gia chờ cả canh giờ, ngư manh giải thích là ngựa bị bệnh nên đến chậm, ngư manh trách móc hai câu rồi thôi, ngoác tay ý bảo trần lạc ghé tay lại gần, trần lạc đang ngồi cắn hạt dưa, thấy đồ khai nguyên ngoác thì thò đầu lại gần, đồ khai nguyên nhỏ giọng nhắc nhở, Gia Gia đã nói cuộc chiến hôm nay phải làm cả đường nhuộm đỏ, tiêu tử có nhớ không? Trần Lạc gật đầu, thuận miệng hỏi, lão muốn đỏ cỡ nào? Ít nhất cho đồ bỏ trác vệ đông phu hai cân máu rồi tính. Trần Lạc nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn đồ khai nguyên, hỏi, sao ác vậy? Có quá đáng lắm không? Ác à khỉ mốc, đồ bỏ trác vệ đông mấy năm nay ăn hiếp học đồ tiểu kim câu học viện của Gia Gia nhiều lần, cho hắn học hai cân máu là nhẹ. Theo ý Gia Gia thì giết hắn còn được. Nếu ta đánh chắc vệ đông nửa chết nửa sống sau này sẽ thành kẻ thù của tiểu la thiên học viện. Trần Lạc không sợ nhưng hắn ghét rắc rối không dứt. Đồ Khai Nguyên lườm Trần Lạc, khinh thường nói, có ra ra chống lưng ngươi còn sợ cái quái gì? Đám gà con tiểu La Thiên học viện nếu dám tìm ngươi gây sự, ra ra không dám bảo đảm cái gì nhưng muốn đánh bọn họ tè ra quần thì dễ như chơi. Trần Lạc, Đồ Khai Nguyên lén bàn bạc hành động xấu xa, bên kia Trác Vệ Đông lạnh lùng quát, Trần Lạc, ta đã chờ ngươi nửa canh giờ nhưng ngươi vẫn chậm chạp không dám lên đài, có phải là sợ không? Nếu sợ thì nhận thua ngay đi, ta sẽ suy nghĩ xem có nên tha cho ngươi không. Trác Vệ Đông đứng trên đài cao, vênh vó khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn xuống trần lạc đứng dậy bước ra mũi chân trần lạc nhẹ nhún đáp xuống đài cao hành động khá đẹp làm nhiều người giật mình cùng lúc đó một lão nhân tóc dài xám trắng đi lên đài cao mọi người biết lão nhân này là một lão nghệ sư của cửu diệp nghệ quán cũng là trọng tài trường tín thành trần lạc chắc vệ đông so tài mời lão nhân làm trọng tài quy tắc đánh nhau rất đơn giản ai xuống đài là thua lão trọng tài ra lệnh một tiếng cuộc so đấu chính thức bắt đầu trần lạc sán tay áo lên cởi nút ngực áo ra chắc vệ đông hét to sông lên chiến đấu bùng nổ ngay hai bên va chạm nhau chỉ mấy giây đã đánh mấy trăm chiêu trong sân cao thủ như mây bọn họ nhìn ra chắc vệ đông mở sáu linh mạch luân phiên thi triển hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp hỏa dưỡng trường thập nhị lộ hàn phong chân trần lạc mở ba linh mạch cứ tránh né đôi khi đánh ra oai vũ vô tướng quyền nhìn hình ảnh này nhiều người đều kết luận trác vệ đông chưa thi triển hỏa dưỡng trường thập nhị lộ hàn phong trên giai đoạn đại thành mà trần lạc đã bị áp chế thành như vậy nếu gã dùng vũ khí bí mật thì hắn thua chắc cho đến nay trần lạc rất mơ hồ thực lực của mình hắn nhân cơ hội này không ngại đùa mấy hiệp càng hiểu biết sâu hơn thực lực của mình bù một tiếng khí lưu nổ tung hai người va chạm nắm đấm chắc vệ đông lùi hai bước trần lạc lùi ba bước bên dưới vang giọng lý chấp sự vệ đông đừng chơi nữa thời gian quý giá tốc chiến tốc thắng diệp thanh cũng hét lên vệ đông học đệ người đang lãng phí thời gian của ta sao còn không mau giải quyết hắn xem ra bên tiểu la thiên học viện đã không kịp đợi không chỉ tiểu la thiên học viện sốt ruột đồ khai nguyên viện trưởng tiểu kim câu học viện cũng mất kiên nhẫn đồ khai nguyên giống to là tiểu tử, ngươi chơi mèo vờn chuột là sao? Ra ra muốn đường nhuộm đỏ, đỏ rực con đường, ngươi hiểu không? Được rồi, đường nhuộm đỏ thì đỏ. Trần lạc vốn muốn đùa thêm, tìm hiểu rõ thực lực của mình nhưng Đổ Khai Nguyên đã mất kiên nhẫn. Phía đối diện, Trác Vệ Đông cười ngạo nghễ, coi rẻ nhìn Trần lạc. Trác Vệ Đông kinh thường nói, vốn muốn chơi với người lâu chút nhưng mọi người đều không kịp đợi. Hừ, Trần lạc, hôm nay sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trác Vệ Đông rất lời đạp, bước tới trước, hai tay vung lên, năm ngón xòe ra, linh lực lửa sắc bén lóe lên giữa đôi tay lửa đốt cháy hừng hực chỉ có hỏa diễm trường giai đoạn đại thành mới có hiệu quả như vậy nếu bị trúng một trường hỏa diễm trường không chỉ lấp ra nhanh chóng héo rút mà còn bị đốt linh mạch trác vệ đông vỗ trường hỏa diễm trường phát ra tiếng vù vù sắp đánh trúng ngực trác vệ đông thoáng chốc linh khí xung quanh biến đổi kỳ dị trần lạc ngửa người ra sau cách mặt đất nửa thước nhưng không ngã thuận lợi tránh thoát hỏa diễm trường của trác vệ đông cùng lúc đó xảy ra chuyện quái dị hơn trần lạc nằm ngửa ra sau bỗng di chuyển tới sau lưng trác vệ đông trần lạc giơ cánh tay lên năm ngón bắn ra linh lực cuồng bạo Trần Lạc Tung nắm đấm vang tiếng xé gió khiến không khí xung quanh nổ, khí lưu chấn động phát ra tiếng đi đùng giòn vang. Oai Vũ vô tướng quyền giai đoạn đại thành, vào một chuỗi tiếng nổ, bùng một tiếng, nắm đấm đánh vào lưng Trác Vệ Đông, đã rên rỉ té sấp xuống đất. Không ai ngờ cuộc chiến đảo ngược như vậy, Trác Vệ Đông thúc dục hỏa diễm trường giai đoạn đại thành chẳng những không tổn thương đến Trần Lạc còn bị hắn đánh té xuống đất. Mới rồi cú đấm của Trần Lạc chắc chắn là Oai Vũ vô tướng quyền giai đoạn đại thành, thân pháp của hắn nhanh như trượt đi. Đây, không lẽ là tàn ảnh tam động một trong năm linh quyết? Đúng rồi, chắc chắn là thế chỉ tàn ảnh tam động mới có thân pháp cao mi như vậy xem tình hình thì trần lạc đã tu luyện tàn ảnh tam động đến giai đoạn tiểu thành tùy ý xoay tròn tàn ảnh tam động là linh quyết thượng phẩm hoàng cấp được xếp vào một trong năm linh quyết tu luyện cực kỳ khó khăn trần lạc tu luyện tàn ảnh tam động giai đoạn tiểu thành làm người ta tán thán trác vệ đông bỏ dậy mặt trắng như tờ giấy chảy máu mũi trác vệ đông cực kỳ tức giận chừng trần lạc gần từng chữ trần lạc hôm nay ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta a à. trác vệ đông chạy nhanh tới trước mặt trần lạc giờ chân quét ngang chân pháp hung mãnh siêu nhanh cha vệ đông đang thi triển thập nhị lộ hàn phong chân giai đoạn đại thành bộ linh quyết thập nhị lộ hàn phong chân có 12 hai chiêu chiêu sau hung mãnh hơn chiêu trước tốc độ cực nhanh trước mắt cha vệ đông đã đánh thất lộ hàn phong chân nhưng đều bị trần lạc hóa giải cha vệ đông giống to quyền phong chân cha vệ đông nhảy lên người xoay tròn mang theo gió lạnh hai chân khép lại lao thẳng xuống trần lạc ta chờ xem người đỡ như thế nào trần lạc đứng phía dưới nhíu mày linh hồn cộng hưởng nhanh vận chuyển bốn linh mạch quanh thân trần lạc tỏa ánh sáng nhạt trong ánh sáng là linh lực cuồng bạo mạch tức này là bốn mạch tức trần lạc mở bốn linh mạch dưới đài cực kỳ giật mình trần lạc vận chuyển bốn linh mạch ngay khi chắc vệ đông cùng vòi rồng đệ bát lộ hàn phong chân đánh tới thì hắn giơ tay tung cú đấm tiếng xé gió rít gào mãnh liệt kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người